Nhà họ Lâm. Diệp Phàm mất 4 tiếng để chữa trị vết sẹo trên mặt Lâm Thi M. Dưới sự chữa trị của hắn, vết sẹo trên mặt Lâm Thi M hoàn toàn kết vảy rồi chóc ra. Mà nơi vảy chóc ra đã mọc một lớp da mới như kỳ tích vậy. Xong rồi. Diệp Phàm rút kim bạc, nói với Lâm Thi M. Mặt tôi thật sự lành rồi sao? Lâm Thi M không dám tin. Thi M, gương mặt của con lành lại thật rồi. Con soi gương đi. Ông Lâm nhìn Lâm Thi Âm đã khôi phục dung nhan, kích động nói. Thật à? Lâm Thi M vẫn không dám tin, trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Tin tưởng tôi. Diệp Phàm dứt khoát che mắt Lâm Thi M, đặt một chiếc gương trước mặt cô ấy rồi bỏ tay ra. Mở mắt ra nhìn đi. Lâm Thi M căng thẳng nhắm mắt lại. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Hai tay Lâm Thi Âm nắm chặt vạt áo, cô ấy từ từ mở mắt ra nhìn vào gương. Khi nhìn thấy gương mặt đã khôi phục như ban đầu, cô ấy ngây ra như phỗng. Thật, thật sự khôi phục rồi. Lâm Thi Âm không thể tin vào hai mắt của mình. Cô ấy dụi mắt rồi nhìn vào gương lần nữa. Sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô ấy reo lên, mặt tôi khôi phục thật rồi, khôi phục thật rồi. Lúc này Lâm Thi Âm kích động và vui mừng đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Chúc mừng cô. Diệp Phàm mỉm cười, tốt quá, cảm ơn anh. Đột nhiên Lâm Thi Âm ôm cổ Diệp Phàm, kích động nói. Tuy từ lâu Lâm Thi Âm đã chấp nhận sự thật gương mặt mình bị hủy, nhưng trong lòng vẫn ước ao một ngày nào đó ông trời khai ân cho gương mặt của mình khôi phục lại. Dù sao người phụ nữ nào mà chẳng muốn mình xinh đẹp, huống chi Lâm Thi Âm vốn là một hoa khôi học đường. Kết quả là đột nhiên bản thân trở nên xấu xí, áp lực tâm lý cực lớn. Lâm Thi Âm đã tìm đến rất nhiều bệnh viện nhưng tất cả đều bó tay, cô ấy cũng hoàn toàn tuyệt vọng, chấp nhận sự thật gương mặt của mình không có cách nào khôi phục lại. Nhưng hôm nay cô ấy nhìn gương mặt mình đã hồi phục, nỗi kích động trong lòng không thể nói thành lời. Khoảnh khắc này Lâm Thi Âm hoàn toàn phóng thích áp lực đã tích tụ trong lòng bao lâu nay. Nhìn nụ cười đã lâu không thấy trên gương mặt con gái, Lâm Lang Thiên cũng nở nụ cười hạnh phúc. Lúc này, Diệp Phàm bị Lâm Thi Âm ôm. Cơ thể hai người dán sát vào nhau khiến hắn hơi ngượng. Lâm tiểu thư có thể buông tôi ra trước không? Diệp Phàm lên tiếng. Xin lỗi anh, tôi. Tâm trạng kích động qua đi, Lâm Thi Âm tỉnh táo lại, vội vàng buông Diệp Phàm ra, mặt đỏ bừng vì ngượng. Không sao. Diệp Phàm lắc đầu, cảm ơn anh. Diệp công tử, Thi Âm mãi mãi khắc ghi ân tình của anh. Lâm Thi Âm nhìn Diệp Phàm đầy cảm kích. Chuyện nhỏ ấy mà. Diệp Phàm hờ hững nói. Y thuật của Diệp công tử có thể nói là điêu luyện, cải tử hồi sinh. Trên đời này người có y thuật bậc này, ngoài y thánh quỷ cốc trong truyền thuyết, tôi thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Lâm Lang Thiên nhìn Diệp Phàm, cảm thán. Y thánh quỷ cốc là tam sư phụ của tôi. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Cậu là đệ tử của y thánh quỷ cốc sao? Hèn chi? Lâm Lang Thiên thốt lên đầy kinh ngạc. Diệp công tử, anh có thể chữa trị nội thương cho ba tôi không? Sau đó, Lâm Thi M nói với Diệp Phàm. Không thành vấn đề. Diệp Phàm gật đầu. Kế tiếp, Diệp Phàm thi triển cửu châm quỷ cốc bắt đầu chữa trị nội thương trong người Lâm Lang Thiên. Nội thương trong người Lâm Lang Thiên đã tồn tại gần 20 năm, tích tụ qua 5 tháng, đã ăn sâu vào xương tủy. Có thể nói ngày hôm nay bệnh tình của Lâm Lang Thiên đã nguy kịch, nếu không phải ông có tu vi cường đại chống đỡ thì e là đã chết rồi. Không sai. Lâm Lang Thiên là một người trong võ đạo, hơn nữa tu vi cực cao. Tuy nhiên, có lẽ là do trước đây ông bị thương rất nặng dẫn đến tu vi giảm sút, cộng thêm mấy năm nay vẫn luôn dựa vào tu vi chữa trị nội thương, cho nên tu vi không còn nhiều. Nếu không, tên Lâm Hổ kia không thể đỡ một đầu ngón tay của Lâm Lang Thiên. Diệp Phàm mà không ra tay thì với tình trạng hiện tại của Lâm Lang Thiên, chỉ e không chống đỡ được bao lâu. Sau khi Diệp Phàm thi triển cửu châm quỷ cốc, nội thương trong người Lâm Lang Thiên bắt đầu khôi phục dần. Lại thêm một tiếng trôi qua, sắc mặt Diệp Phàm trở nên trắng bệch, trán đổ mồ hôi. Châm kim suốt 2 tiếng, cho dù là Diệp Phàm cũng tiêu hao không ít. Phù! Diệp Phàm thở hắt ra một hơi, lập tức thu châm. Lâm Thi Âm vội vàng cầm một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Cảm ơn cô! Nói rồi Diệp Phàm nhìn Lâm Lang Thiên, chú à, nội thương của chú đã khôi phục 1/3. Về sau châm kim thêm 2 lần nữa chắc hẳn sẽ khỏi. Đến lúc đó, tu vi của chú cũng sẽ dần khôi phục. Cảm ơn Diệp công tử. Hai mắt Lâm Lang Thiên sáng ngời. Tu vi, đó là gì?
Lâm Thi M tò mò hỏi. Cái này thì cô hỏi chú đi. Diệp Phàm biết Lâm Lang Thiên không nói cho Lâm Thi M biết mình là người trong võ đạo, cho nên hắn không nhiều lời. Chào chú, chào Lâm tiểu thư, tôi đi trước đây. Ngày mai tôi lại tới. Dứt lời Diệp Phàm đi luôn. Lâm Thi M tiến hắn ra cửa, sau đó trở lại hỏi ba mình, ba có rất nhiều chuyện giấu con phải không? Thi âm à, có vài chuyện ba không nói cho con là vì muốn con lớn lên trong vui vẻ. Những chuyện lúc trước đã qua rồi. Lâm Lang Thiên nói. Lâm Thi Âm không hỏi nhiều. Cô ấy tin tưởng ba mình, đối phương không nói chắc chắn có lý do. Khu biệt thự Tử Kinh. Diệp Phàm đưa cô gái ngoại quốc kia về đây. Cô, tôi đặt tên cho cô nhé. Gọi cô là A Cơ được không? Diệp Phàm nói với cô gái ngoại quốc. Được. Đối phương gật đầu. Trần Tiểu Manh và Đường Sở Sở về nhà, nhìn thấy A Cơ đều kinh ngạc. Cô là ai? Sao lại ở đây? Trần Tiểu Manh lập tức chất vấn. Cô ấy là A Cơ, anh đưa về. Diệp Phàm đi tới. Được lắm, anh vẫn chưa kết hôn với chị tôi mà đã đưa người đàn bà khác về. Quả nhiên anh không đáng tin. Trần Tiểu Manh giận dữ chừng Diệp Phàm. Tiểu Manh đừng nói linh tinh, trước tiên nghe anh Diệp Phàm nói đã. Đường Sở Sở cực kỳ bình tĩnh. Con nhóc này nói linh tinh gì thế? Diệp Phàm lườm Trần Tiểu Manh, sau đó giới thiệu ngắn gọn về lai lịch của A Cơ. Cô nhóc này chẳng nhớ gì cả, hơn nữa chỉ chịu đi theo anh đành đưa cô ấy về. Dù sao không thể vứt cô ấy trên đường kẻo bị người ta bắt nhốt vào lồng sắt cho người ta trêu đùa. Diệp Phàm mím môi, giải thích. Anh Tiểu Phàm nói không sai. Chào A Cơ, tôi là Đường Sở Sở. Đây là Trần Tiểu Manh. Hoan nghênh cô vào đây ở. Trước khi cô khôi phục ký ức, cô cứ yên tâm ở lại đây. Đường Sở Sở mỉm cười nói với A Cơ. Cảm ơn. A Cơ gật đầu. Chị à, chị cho cô ta vào ở, nhỡ đâu hai người họ. Trần Tiểu Manh nhìn Diệp Phàm và A Cơ với vẻ mặt nghi ngờ. Con nhóc này cả ngày đoán mò cái gì thế? Đường Sở Sở bất đắc dĩ dùng ngón tay chọc vào đầu Trần Tiểu Manh. Em còn nói lung tung thì tối nay đừng có ăn cơm anh nấu. Diệp Phàm hừ mũi nhìn Trần Tiểu Manh. Sắc mặt Trần Tiểu Manh lập tức thay đổi, cô ấy thở phì phò, sao anh ác thế? Được thôi, không nói thì không nói. Trước sức hấp dẫn của món ngon do Diệp Phàm nấu, cuối cùng Trần Tiểu Manh đành thỏa hiệp. Không còn cách nào khác, ai bảo đồ ăn Diệp Phàm nấu quá ngon chứ? Trong khi Diệp Phàm đưa A Cơ về biệt thự, một nơi nào đó ở nước ngoài. Khởi bẩm hộ pháp, theo tin tức mới nhất, thánh nữ xuất hiện ở Long Quốc. Long Quốc, lập tức phái người đi Long Quốc, phải tìm được thánh nữ bằng bất cứ giá nào. Nếu không, các người đều phải chết. Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vô tình vang lên. Rõ, một giọng nói khác đáp lời. Trong căn cứ Thiên Võng, một người đàn ông đeo mặt nạ đứng ở đó, lạnh nhạt nói, dám giết người của Thiên Võng, lá gan của Diệp Phàm này không nhỏ. Thiên Vương đại nhân, thuộc hạ sẽ đi giải quyết ngay. Một người đàn ông lãnh khốc quỳ gối trước người đàn ông đeo mặt nạ, nói. Trước tiên chưa cần động đến tên đó, điều tra rõ quan hệ giữa hắn và Điện Long Vương đi. Ta có dự cảm, hắn sẽ cho chúng ta một bất ngờ. Đúng rồi, chuyện lúc trước sắp xếp thế nào rồi? Người đàn ông đeo mặt nạ nói. Thiên Vương đại nhân, tất cả đã được sắp xếp ổn hết rồi. Người đàn ông này cung kính nói. Đại hội Long Vương sắp bắt đầu, lần này nếu chúng ta bắt được Điện Long Vương, đây sẽ là cơ hội tốt để tấn công Long Quốc, tuyệt đối không thể sai lầm, nếu không chúng ta đều phải chết, rõ chưa? Ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ cực kỳ lạnh lẽo, tản ra một uy áp cực mạnh. Thuộc hạ đã hiểu, cơ thể của người đàn ông này run lên, gật đầu. Long Quốc, trong một căn phòng. Chó chết, dám giết em trai của tao, thật to gan. Một người đàn ông mặc một bộ áo dài. Sắc mặt lạnh băng quát lên, trong mắt chứa đầy lửa giận. Người này là anh trai của Lâm Hổ, Lâm Báo. Nhưng so với Lâm Hổ, một người không có thiên phú, Lâm Báo lại là lĩnh quân đời thứ hai của chi thứ Lâm Phiệt, thực lực của ông ta không hề thua kém dòng chính đời thứ hai, con trai Lâm Phong còn là thiên tài đứng top 5 trong đời thứ ba của Lâm Phiệt, được Lâm Phiệt coi trọng. Ba, có cần báo chuyện này cho Phiệt chủ không? Lâm Phong hỏi. Không thể. Lần này Lâm Thiên Lang gọi điện đến bị chúng ta cắt đứt, Phiệt chủ cũng không biết, nếu để ông ấy biết, sợ rằng chúng ta sẽ bị trách cứ. Lâm Báo lạnh nhạt nói. Lâm Lang Thiên này chỉ là một phế nhân bị trục xuất khỏi Lâm Phiệt,
tại sao phiệt chủ sẽ trách cứ chúng ta vì ông ta chứ? Lâm Phong khó hiểu hỏi. Mặc dù ông ta bị trục xuất khỏi Lâm Phiệt, còn là một phế nhân, nhưng ông ta làm ra rất nhiều cống hiến cho Lâm Phiệt, trong cơ thể chảy dòng máu của dòng chính Lâm Phiệt, không phải người chúng ta có thể so được, bởi vậy không thể để phiệt chủ biết chuyện này. Lâm Báo lắc đầu. Nhưng chú hai chết, sợ rằng không giấu được lâu. Lâm Phong nói. Bây giờ phiệt chủ đang bế quan, có thể giấu được bao lâu thì giấu. Vậy thù của chú hai? Phải báo thù. Trong mắt Lâm Báo lóe lên sát khí lạnh băng, tên nhóc kia dám giết em trai ba, nó cần phải chết, còn có Lâm Thiên Lang, đều vì ông ta mới hại chú hai con chết thảm, ông ta cũng không thể sống được. Ba, chuyện này để con xử lý. Lâm Phong nói thẳng. Con muốn đi đối phó với thằng nhãi kia. Lâm Báo nhìn Lâm Phong, nói. Ừ, đúng lúc ba cũng nghe nói hội đấu giá Thiên Long sắp tổ chức, hơn nữa sẽ bán đấu giá một quả Long Ngọc, nếu có cơ hội, con phải nắm bắt lấy nó. Lâm Báo nói. Long Ngọc, đó là gì? Lâm Phong có chút tò mò. Long Ngọc là một truyền thuyết lâu đời truyền lưu ở Long Quốc. Truyền thuyết, bên trong Long Quốc cất giấu một đống bảo tàng được một vị cường giả vô thượng để lại. Trong đó có vô số chí bảo có thể tăng lên tu vi, Long Ngọc chính là chìa khóa mở ra bảo tàng này. Nhưng nghe nói Long Quốc không chỉ có một quả, cần phải gom đủ tất cả Long Ngọc mới có thể mở ra bảo tàng, bởi vậy đến nay chưa ai có thể mở ra bảo tàng này. Lâm Báo nói. Nghe xong, Lâm Phong nói, ba, người muốn tập kết Long Ngọc để có được bảo tàng sao? Nếu có thể có được bảo vật trong bảo tàng này, tương đương phiệt chủ Lâm Phiệt sẽ là ba của con. Con cũng sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất Lâm Phiệt. Lúc này, trong mắt Lâm Báo tràn ngập dã tâm và dục vọng. Ba, Phong Nhi sẽ đem Long Ngọc về. Lâm Phong nói. Đây là lệnh bài có thể tập hợp thế lực Lâm Phiệt, con cầm đi. Sau đó, Lâm Báo lấy ra một lệnh bài, giao cho Lâm Phong. Ba, chờ tin tốt của con đi. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, lạnh nhạt nói. Hôm sau, trong một nhà hàng, Diệp Phàm đi vào. Thượng quan Lưu Ly đang ngồi chờ. Diệp công tử, mời ngồi. Thượng quan Lưu Ly đứng dậy nói. Thượng quan tiểu thư, hôm nay cô mời tôi ăn bữa cơm này, sợ rằng không đơn giản đúng không? Diệp Phàm ngồi xuống, nói. Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nhờ Diệp công tử giúp. Thượng quan Lưu Ly ngồi xuống, nói. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, nói đi, chuyện gì? Diệp Phàm nói. Lát nữa người trong gia tộc của tôi đến, tôi hy vọng Diệp công tử có thể giả vờ làm bạn trai của tôi. Thượng quan Lưu Ly nói thẳng. Phụt. Diệp Phàm vừa mới uống một ngụm nước, sặc phun ra ngoài, nói, lại là giả vờ làm bạn trai. Mặc dù tôi rất đẹp trai nhưng không thể lúc nào cũng giả vờ làm bạn trai của người khác. Diệp Phàm lắc đầu nói. Thật tự luyến. Thị nữ tiểu thanh của thượng quan Lưu Ly đứng một bên liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Hy vọng Diệp công tử có thể giúp tôi lần này, Lưu Ly vô cùng biết ơn. Thượng quan Lưu Ly nói. Cô đã nói như vậy, tôi còn có thể nói gì? Diệp Phàm nở nụ cười bất đắc dĩ. Rất nhanh, cửa phòng lại bị mở ra, một đoàn người đi vào. Người đi đầu là một phu nhân cực kỳ cao quý, nét mặt tỏa sáng, một thanh niên kiêu ngạo vô lễ đi bên cạnh. Phía sau còn có một lão già mặc áo xám và bốn người đàn ông trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt lạnh lùng. Huyệt thái dương hơi phồng lên, hơi thở sắc bén. Lưu Ly, lâu rồi không gặp. Dì nhớ cháu chết mất. Vị phu nhân này đi đến, mỉm cười nhìn thượng quan Lưu Ly. Được rồi, ba tôi không ở đây, không cần giả vờ như vậy. Thượng quan Lưu Ly lạnh nhạt nói. Thượng quan Lưu Ly, mày ăn nói kiểu gì với mẹ tao vậy hả? Bà ấy chính là thượng quan phu nhân danh ngôn chính thuật, là mẹ trên danh nghĩa của mày. Thanh niên kiêu căng ngạo mạn kia nhìn thượng quan Lưu Ly, quát lên. Chưa đến lượt anh dạy bảo tôi. Thượng quan Lưu Ly liếc nhìn thanh niên kia, nói. Mày! Thanh niên cực kỳ tức giận, đang định lên tiếng thì bị phu nhân kia ngăn cản. Vị thượng quan phu nhân này nhìn thượng quan Lưu Ly. Lưu Ly, lần này ba con bảo gì đến mang con về, bàn bạc chuyện kết hôn với thiếu gia Mộ Dung. Không lẽ Mộ Dung Vân Thiên không nói cho các người, tôi đã có người yêu thích sao? Thượng quan Lưu Ly uống một hớp trà, nhẹ nhàng nói. Cháu có người thích, ai? Thượng quan Lưu Ly nhíu mày. Anh ấy. Thượng quan Lưu Ly nhìn về phía Diệp Phàm. Ngay lập tức thượng quan phu nhân và thanh niên kia cùng mấy người đi theo đều nhìn về phía Diệp Phàm, sắc mặt kinh sợ. Không biết vị công tử này là thiếu gia nhà ai?
Tại sao tôi chưa từng gặp? Thượng quan phu nhân nói. Tôi chỉ là một người bình thường, không có bối cảnh gì. Diệp Phàm ăn đồ ăn, tùy tiện nói. Thượng quan Lưu Ly, đây là người đàn ông của mày. Vậy mà lại tìm một phế vật như vậy, đúng là làm mất mặt gia tộc thượng quan. Thanh niên kia châm chọc nói. Người anh em, nói chuyện khách khí chút. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Khách khí. Tao là thiếu gia nhà thượng quan, mày chỉ là một thằng nhãi vô danh, dựa vào gì làm tao cho mày mặt mũi. Mày là cái thá gì? Thanh niên vô lễ nói. Miệng quá thối. Diệp Phàm lắc đầu, cầm cây đao trong tay vung lên. Phụt. Dao nĩa trong tay Diệp Phàm bay ra, lao thẳng về phía vị đại thiếu gia nhà thượng quan. Giây tiếp theo, nửa đầu lưỡi của đại thiếu gia nhà thượng quan bị cắt bỏ, máu tươi phun ra. A! À, đại thiếu gia nhà thượng quan che miệng hét thảm. Phi nhi! Sắc mặt của thượng quan phu nhân thay đổi, vội vàng nhìn về phía con trai. Thiếu gia! Sắc mặt của lão giả áo xám cũng lạnh xuống, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, người trẻ tuổi, cậu làm hơi quá rồi đấy. Thằng khốn, mày dám làm con tao bị thương. Thượng quan phu nhân quát lên. Tôi đã bảo miệng anh ta sạch sẽ chút, ai ngờ miệng lại thối như vậy, không thể trách tôi. Diệp Phàm tiếp tục ăn cơm, dửng dưng nói. Giết nó. Ngay lập tức, bốn người đàn ông trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn lao đến chỗ Diệp Phàm như bốn mũi tên. Tốc độ cực kỳ nhanh, trên người tản ra sát khí lạnh băng. Đùng. Diệp Phàm đập mạnh xuống bàn, bốn chiếc đũa bắn ra. Phụt, 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 phụt. Bốn chiếc đũa đục thủng thân thể của bốn người đàn ông kia, bốn dòng máu tươi bắn ra. Đôi mắt của bốn người này trừng to, ngã xuống đất. Sắc mặt của thượng quan phu nhân thay đổi. Lão giả áo xám nghiêm mặt lại, trong con người tang thương hiện lên ánh sáng sắc lạnh. Bàn tay hóa thánh móng vuốt, lao đến chỗ Diệp Phàm. Một tay này ấn chứa kình khí sắc bén, nếu bị đánh trúng, cho dù kim cương cũng bị dập nát. Diệp Phàm lại bình tĩnh ném ra một cây đũa. Phụt! Chiếc đũa này đâm xuyên móng vuốt của lão giả. Sắc mặt lão giả thay đổi, che lại bàn tay bị chiếc đũa xuyên thủng, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sợ hãi, rốt cuộc cậu là ai? Thượng quan phu nhân nhìn thấy ngay cả lão Lưu cũng không phải đối thủ của người này. Sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tôi nói, tôi chỉ là một người thường. Tại sao các người lại không tin chứ? Diệp Phàm nói. Các người nên nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện đi, nói không chừng còn có thể nối lại đầu lưỡi. Thượng quan Lưu Ly lạnh nhạt nói. Danh con, chờ đó cho tao, tao sẽ không để yên chuyện này. Thượng quan phu nhân chỉ vào Diệp Phàm quát lên, rồi nhìn về phía thượng quan Lưu Ly, còn mày nữa, thượng quan Lưu Ly. Nếu con trai tao bị làm sao, mày cũng đừng hòng sống yên ổn. Sau đó, thượng quan phu nhân dẫn theo con trai và nửa đầu lưỡi bị cắt bỏ rời đi, lão giả áo xám cũng liếc nhìn Diệp Phàm rồi xoay người rời đi. Anh ra tay đủ độc ác. Thượng quan Lưu Ly lên tiếng. Đó chính là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc thượng quan, vậy mà anh dám xuống tay với anh ta, nếu anh ta có chuyện gì, không chỉ anh xong đời, ngay cả tiểu thư cũng bị anh liên lụy. Tiểu Thanh nhìn Diệp Phàm. Không vui nói. Tôi chỉ đồng ý giả vờ làm bạn trai của tiểu thư nhà cô, nhưng chưa nói có thể bị người khác sỉ nhục. Tôi không giết thằng nhãi kia cũng coi như đã nể mặt mũi của tiểu thư nhà cô. Được rồi, ăn xong rồi, tôi đi đây. Diệp Phàm cầm khăn lau miệng, sau đó rời đi. Tiểu thư, anh ta. Tiểu Thanh tức giận nói. Rất có cá tính. Thượng quan Lưu Ly nói. Tiểu thư, bây giờ người còn có tâm trạng nói cái này. Hiện tại thượng quan phi bị thương, bốn hộ vệ chết, ngay cả lão Lưu cũng bị thương, người đàn bà kia sẽ không để yên, nếu để tộc trưởng biết, sợ rằng sẽ gặp rắc rối. Tiểu Thanh sốt ruột nói. Không sao. Thượng quan Lưu Ly lại cực kỳ bình tĩnh. Bên khác, Diệp Phàm vừa rời khỏi nhà ăn thì nhận được một cuộc gọi, sắc mặt thay đổi, lái xe đi thẳng đến tập đoàn Đường Thị. Đi vào văn phòng chủ tịch, Đường Sở Sở và Đường Chính Nhân đều ngồi ở đây, Đông Mai đứng bên cạnh. Bà xã, em không sao chứ? Diệp Phàm đi đến bên cạnh Đường Sở Sở, lo lắng hỏi. Em không sai, may mắn Đông Mai ở, cô ấy phát hiện kịp trong xe có bom, gỡ bỏ nó xuống, nếu không sợ rằng hôm nay em và ba sẽ tan xương nát thịt. Đường Sở Sở nói. Đông Mai, cảm ơn cô. Diệp Phàm nhìn về phía Đông Mai. Thiếu chủ, đây là việc tôi nên làm, nhưng có lẽ có người cố ý gài quả bom này, tôi đã cho người đi điều tra. Đông Mai nói, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám dùng bom.
Đường Chính Nhân cau mày. Không cần điều tra, khẳng định là Đường Chính Nghĩa, lần trước chặt đứt một chân của ông ta, không ngờ ông ta hoàn toàn không rút kinh nghiệm, lá gan càng lúc càng lớn. Sắc mặt của Diệp Phàm lạnh như băng, trong mắt lóe lên sát ý. Chính Nghĩa, tại sao lại là Chính Nghĩa? Đường Chính Nhân khiếp sợ nói. Chú, ông ta đã ra tay hai lần với Sở Sở. Sau đó, Diệp Phàm nói hết những chuyện Đường Chính Nghĩa đã làm với Đường Sở Sở cho Đường Chính Nhân. Đường Chính Nhân nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi, tại sao nó lại làm như vậy? Sở Sở là cháu gái ruột của nó. Nếu không giết Sở Sở, sao ông ta có thể lên làm chủ tịch Đường thị chứ? Lúc trước không nên giữ lại một mạng cho ông ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Thiếu chủ, tôi đi giết ông ta. Đông Mai nói thẳng. Không, tôi tự đi. Diệp Phàm nói. Tiểu Phàm, nếu không bỏ đi, dù sao nó cũng là em trai của tôi, hơn nữa không có chứng cứ chứng minh nó làm. Nếu cậu giết nó, chắc chắn mẹ tôi sẽ hận cậu thấu xương, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Đường Chính Nhân nặng nề nói. Đúng vậy, anh Tiểu Phàm, anh đừng xúc động. Đường Sở Sở khuyên bảo. Dù thế nào, ông ta cần phải trả giá. Diệp Phàm quát to, rời khỏi đây. Tiếp theo, hắn đi đến nhà họ Đường. Trong nhà họ Đường, Đường Chính Nghĩa ngồi trên giường, nghe xong một cuộc điện thoại, sắc mặt tối lại. Sao vậy? Đường Phong nhìn ba, hỏi. Hôm nay Đường Chính Nhân và Đường Sở Sở đi ra ngoài mở họp, ba cho người gài bom trên xe họ, kết quả bị phát hiện, đáng tiếc. Đường Chính Nghĩa lạnh lùng nói. Không sao, lần này thất bại còn có lần sau, con không tin bọn họ còn may mắn như vậy. Đường Phong nói. Nhị gia, không xong rồi, Diệp Phàm đang hùng hổ xông vào nhà họ Đường, còn đi thẳng vào phòng của nhị gia. Lúc này, một người hầu nhà họ Đường vội vã chạy vào, nói với Đường Chính Nghĩa. Không xong, lập tức đi gọi lão phu nhân đến đây. Sắc mặt của Đường Chính Nghĩa thay đổi, nói. Chậm. Âm thanh lạnh băng vô tình của Diệp Phàm truyền đến, sắc mặt âm u đi đến. Diệp Phàm, mày. Đường Phong đang định lên tiếng đã bị Diệp Phàm đấm va xuống mặt đất, phun máu. Phong Nhi. Đường Chính Nghĩa thấy Đường Phong phun máu, sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mày muốn làm gì? Làm gì, ông nói xem. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, lại ra tay. Răng rắc. Diệp Phàm đạp gãy một chân Đường Phong. A. Đường Phong kêu gào thảm thiết. Phong Nhi. Lúc này, sắc mặt của Đường Chính Nghĩa thay đổi, ông ta hô lên, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Rắc rắc. Diệp Phàm lạnh nhạt, không nói nhảm, hắn lại đạp gãy luôn cái chân còn lại của Đường Phong, hơn nữa còn là đạp gãy nát xương, không thể khôi phục lại. Giờ phút này, người thừa kế duy nhất đời thứ ba nhà họ Đường đã trở thành một kẻ vô dụng. Đường Phong đau đến ngất đi. Phong Nhi. Diệp Phàm, thằng khốn nạn, mày ngon thì nhằm tới tao đây này. Đường Chính Nghĩa nhìn thấy tình cảnh bi thảm của con trai mình, ông ta đau lòng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với gương mặt dữ tợn, ông ta bò xuống giường, nhưng bởi vì bị gãy một chân nên ngã nhào trên mặt đất. Ông dám hại tới vợ tôi, hôm nay tôi sẽ để ông tận mắt nhìn thấy người thân nhất của mình bị người khác thương tổn là cảm giác gì. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mày! Đường Chính Nghĩa nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Phong Nhi! Lúc này, bà cụ Đường được người dìu tới, nhìn thấy Đường Phong đang hôn mê thì hô lên. Đường Chính Nhân và Đường Sở Sở cũng xuất hiện, trông thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt của hai người cũng thay đổi. Là cậu hại Phong Nhi. Ánh mắt bà cụ Đường đầy giận dữ nhìn về phía Diệp Phàm. Là tôi. Diệp Phàm thẳng thắn thừa nhận. Cậu! Người đâu? Bắt lấy cậu ta cho tôi. Lúc này, bà cụ Đường tức giận nhìn Diệp Phàm, quát lớn gọi người. Ngay lập tức, một đám vệ sĩ nhà họ Đường lao tới, định tấn công Diệp Phàm. Muốn chết thì cứ việc lên. Ánh mắt đầy sát khí của Diệp Phàm quét về phía đám người. Nhóm vệ sĩ bị vẻ hung ác trên người Diệp Phàm làm cho run rẩy, trong lòng ngập tràn hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Các người, lên cho tôi. Bà cụ Đường nổi giận, quát đám vệ sĩ. Nhưng đám vệ sĩ đã bị vẻ hung ác của Diệp Phàm dọa cho sợ vỡ mật, không ai dám ra tay. Lúc này, Diệp Phàm đi về phía Đường Chính Nghĩa. Thằng khốn, mày định làm gì? Bà cụ Đường trông thấy Diệp Phàm đi về phía con trai mình thì thay đổi sắc mặt, vội vã kêu lo. Tiểu Phàm, không được kích động. Đường Chính Nhân kêu lên. Diệp Phàm không hề dừng bước,
hắn đi tới trước mặt Đường Chính Nghĩa, một tay bóp cổ đối phương rồi nhấc lên. Lúc này, Đường Chính Nghĩa bị bóp cổ, treo lơ lửng giữa không trung, ông ta không ngừng vùng vẫy, mặt cũng đỏ lên, có một loại cảm giác hít thở không thông. Khốn kiếp, mày mau dừng tay lại. Bà cụ Đường tức giận chỉ tay về phía Diệp Phàm. Nếu như ông không phải chú hai của vợ tôi thì tôi đã sớm tiễn ông lên đường rồi. Nhớ kỹ, nếu ông còn dám có ý đồ với vợ tôi sẽ để ông tận mắt chứng kiến con trai chết trước mặt mình là như thế nào. Diệp Phàm siết cổ Đường Chính Nghĩa. Bịch! Dứt lời, hắn vung tay lên. Cơ thể Đường Chính Nghĩa trực tiếp đập lên tường rồi rơi xuống, nằm sủi lơ trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không nói lời nào rồi hôn mê bất tỉnh. Mày, cái đầu nghiệt xúc nhà mày. Bà cụ Đường giận dữ chỉ tay vào Diệp Phàm, cả người không ngừng run rẩy. Mẹ bớt giận. Đường Chính Nhân vội vàng đỡ bà cụ Đường. Bốp! Bà cụ Đường tát vào mặt Đường Chính Nhân, xem người đàn ông tốt mà con gái anh tìm đi, em trai với cháu trai của anh bị nó giết chết rồi. Bà nội, chuyện này không trách anh Tiểu Phàm được, chú hai ba lần bốn lượt muốn giết cháu, lần này còn đặt bom vào xe của cháu và ba cháu. May mà phát hiện kịp thời, nếu không thì cháu với ba đã bị nổ tan xác rồi. Đường Sở Sở vội vàng nói. Cái gì, còn có chuyện này, lão nhị cũng quá độc ác đi. Hai người là anh trai và cháu gái ruột đấy. Dương Ngọc Lan đúng lúc xuất hiện, nghe được lời này, bà tức giận nói. Cháu đừng có nói bậy, chú hai của cháu sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được. Cháu có chứng cứ gì không? Bà cụ Đường trách móc Đường Sở Sở. Không cần phải chứng cứ. Tôi nói ông ta làm thì chính là ông ta làm. Bà cụ, tốt nhất bà nên quản tốt con trai của bà, nếu ông ta còn dám làm loạn, vậy thì bà cứ chuẩn bị người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bà cụ Đường. Dứt lời, hắn mang Đường Sở Sở rời khỏi đây. Mày! Bà cụ Đường bị chọc tức tới run cả người. Mẹ! Đường Chính Nghĩa lo lắng đỡ bà cụ Đường. Đừng có chạm vào tôi. Nếu như chính đạo không trở lại quân doanh thì hôm nay tôi nhất định phải để cho chính đạo giết chết thằng danh này. Khinh người khác là quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Bà cụ Đường tức giận quát lớn. Bên ngoài nhà họ Đường, Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, bà xã, em có trách anh ra tay quá độc ác không? Anh Tiểu Phàm, em biết anh vì em nên mới làm như vậy. Muốn trách thì chỉ có thể trách chú hai quá ác, vì cái chức chủ tịch mà ngay cả người thân cũng không bỏ qua. Đường Sở Sở lạnh nhạt nói. Đứng trước lợi ích thì thứ gọi là tình thân chẳng là gì cả. Diệp Phàm lắc đầu. Nhưng lần này bà nội đã hoàn toàn chán ghét chúng ta rồi. Em đoán, bước tiếp theo bà ấy sẽ nghĩ cách lấy lại tập đoàn Đường Thị. Đường Sở Sở nói. Nếu bà ta dám làm như thế, vậy thì anh sẽ cho người thu mua luôn tập đoàn Đường Thị. Sau này Đường Thị sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Đường nữa. Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Anh Tiểu Phàm. Anh đừng lo, lần này em sẽ không mặc do bà nội sắp xếp đâu. Em đã âm thầm thu mua cổ phần trong tay những cổ đông kia, cộng thêm cổ phần của em và ba, cho dù bà nội muốn ra tay thì cũng đừng mơ đến việc đá em ra khỏi Đường Thị. Đường Sở Sở mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Giỏi lắm, không hổ là bà xã của anh. Diệp Phàm ôm lấy Đường Sở Sở rồi hôn cô một cái. Quận Hoài Giang, trong biệt thự tư nhân. Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang ngồi. Trong tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng và u ám. Cô gái này chính là Liễu Như Thị. Đột nhiên, một người đàn ông mặc vest bước nhanh tới, đưa một phần tư liệu cho Liễu Như Thị. Cô chủ, đây là toàn bộ tài liệu liên quan tới Diệp Phàm và tập đoàn Đường Thị. Hiện tại giá trị thị trường của Đường Thị đã tăng vọt nhờ Đan Chú Nhan. Theo tôi được biết, bọn họ đang xây dựng một nhà máy mới và chuẩn bị mở rộng dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, họ còn đang tìm một số nhà cung cấp dược liệu để ký hợp đồng, không biết là dùng với mục đích tăng cường sản xuất Đan Chú Nhan hay là cho dự án khác. Đã liên hệ được với người kia chưa? Liễu Như Thị lạnh nhạt hỏi. Đã liên lạc rồi. Người đàn ông mặc vest gật đầu. Rất tốt, tiếp theo đây, trò chơi chính thức bắt đầu. Diệp Phàm, nỗi sỉ nhục mà tôi phải chịu đêm hôm đó, tôi sẽ lấy lại từ người phụ nữ của anh gấp 10 gấp trăm lần. Ánh mắt của Liễu Như Thị âm hiểm như mắt bọ cạp, cô ta nở một nụ cười đầy lẳng lơ. Ngày hôm sau, Thiên Hải, bên ngoài sân, lúc này, một nhóm chiến sĩ võ trang đầy đủ. Bọn họ không phải là chiến sĩ bình thường, ánh mắt mỗi người đều sắc như dao, trên người tản ra khí tức lạnh như băng, tất cả đều là những chiến sĩ tinh nhuệ được nghiêm chỉnh huấn luyện.
hai người đang đứng trước mặt đám người chính là Triệu Thiên Lâm và em gái Triệu Hữu Dung. Hữu Dung, em theo tới đây làm gì? Lát nữa đánh nhau mà làm em bị thương, ông ngoại lại lột da anh mất. Triệu Thiên Lâm đau đầu nhìn cô em gái mình. Anh cả, anh đang nghi ngờ năng lực của em sao, bản lĩnh của em không thua kém anh đâu. Hơn nữa lần này chúng ta đối phó người của Lưu Ly Quốc, em đã sớm không ưa bọn họ rồi, loại cơ hội có thể chỉnh bọn họ như thế này, sao có thể bỏ qua được. Triệu Hữu Dung lẩm bẩm, nhưng mà đám người này rõ ràng là tới đối phó với tên tiểu tử kia, kết quả chúng ta lại chạy tới đây giúp hắn ta thu dọn cục diện hỗn loạn này, đúng là hời cho hắn. Người kia có quan hệ với chiến thần thiên sách, bên chiến bộ đương nhiên sẽ không để ai làm hại tới hắn ta. Đợi lát nữa hành động, em phải theo sát cạnh anh. Triệu Thiên Lâm trầm giọng nói. Tiếp theo, nghe theo lệnh của tôi mà hành động, đội 1 và đội 2 tấn công bên trái và bên phải, đội 3 và đội 4 thì tấn công trực diện, đội 5 canh giữ ở bên ngoài, tiểu đội đánh úp canh chừng để ra tay bất cứ lúc nào. Hôm nay không ai trong nhà này được phép rời đi. Sau đó Triệu Thiên Lâm cầm lấy bộ đàm, ra lệnh. 1-2-3, hành động. Nói xong hai chữ cuối cùng. Anh ta trực tiếp dẫn theo một đám người xông vào bên trong. Chớp mắt, sân nhỏ đã bị chiến sĩ vũ trang đầy đủ bao vây. Bịch. Lúc này, cửa bị mở, một đám người vọt ra ngoài. Ánh mắt từng người lạnh như băng. Các người đã bị bao vây, lập tức đầu hàng. Triệu Thiên Lâm quát về phía đám người. Đám chiến bộ Long Quốc xem như có chút bản lĩnh, nhanh như vậy đã phát hiện ra chúng ta rồi. Người đàn ông khoác áo gió màu đen nhìn Triệu Thiên Lâm cười lạnh. Ngay từ khoảnh khắc các người đặt chân vào lãnh thổ Long Quốc thì đã bị chúng tôi theo dõi rồi. Lập tức đầu hàng, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Triệu Thiên Lâm lạnh giọng quát. Bảo chúng tôi đầu hàng, chỉ dựa vào mấy người mà cũng xứng. Người đàn ông kia khinh thường nói. Người Lưu Ly Quốc đúng là ngông cuồng, xem tôi dạy dỗ các người. Triệu Hữu Dung hừ lạnh, cô bước lên vọt về phía trước, giơ chân lên quét về phía đối phương. Chân vừa quét xuống, gió gào thét, không một chút lưu tình. Mặc dù trước kia, đòn này của Triệu Hữu Dung bị Diệp Phàm bắt được, nhưng bản lĩnh của cô quả thật không kém, đã đạt tới nhân cảnh tam trọng, đủ để đối phó hơn 100 người. Ngay khi chân Triệu Hữu Dung rơi trên người đàn ông khoác áo gió, ánh mắt của đối phương lóe lên sự tàn bạo, trực tiếp ra tay. Không xong rồi, Hữu Dung. Sắc mặt Triệu Thiên Lâm thay đổi, anh ta hô lớn về phía Triệu Hữu Dung nhưng đã muộn. Bịch. Lúc này, Triệu Hữu Dung bị người đàn ông đánh bay ra ngoài đập lên vách tường, phun ra một ngụm máu. Hữu Dung. Triệu Thiên Lâm nhìn em gái mình, sau đó ánh mắt quét về phía người đàn ông kia, nổ súng. Đoàng đoàng đoàng. Trong giây lát, chiến sĩ vây quanh bốn phía liên tục nổ súng, hàng loạt viên đạn bay về phía nhóm người. À, đám người Lưu Ly Quốc phát ra tiếng giận dữ, trong mắt đỏ ngầu tràn đầy hung ác, bọn họ di chuyển với tốc độ rất nhanh, tránh né được toàn bộ đạn. Sau đó, đám người kia xông tới trước mặt nhóm chiến sĩ, vung nắm đấm bắt đầu tấn công. Bịch bịch bịch, những chiến sĩ này chưa kịp ra tay đã bị người Lưu Ly Quốc đánh nổ tung. Lúc này, nhóm người kia tản ra hơi thở cuồng bạo. Trong mắt tràn đầy vẻ khát máu. Tốc độ của họ nhanh như báo, sức mạnh dũng mãnh như hổ. Người Triệu Thiên Lâm dẫn tới căn bản không thể chống lại, không ngừng chết thảm. Mà Triệu Thiên Lâm và người đàn ông khoác áo gió kia đang chiến đấu kịch liệt. Mặc dù Triệu Thiên Lâm có thực lực nhân cảnh lục trọng, nhưng so sánh với người đàn ông này thì không cùng một đẳng cấp. Bịch! Rất nhanh, Triệu Thiên Lâm đã bị đối phương đánh bay ra người, rơi xuống cạnh Triệu Hữu Dung rồi phun ra máu. Anh hai, anh sao rồi? Triệu Hữu Dung tái mặt, miệng nhuốm máu nhìn anh mình. Đám người này sao lại mạnh như vậy? Chúng ta sơ ý rồi. Vẻ mặt của Triệu Thiên Lâm cực kỳ khó coi. Lúc này, người đàn ông kia vọt tới chỗ hai anh em, giống như muốn giết chết bọn họ. Đoàng! Trước tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, viên đạn phá không bay tới phía người đàn ông kia, hắn ta nghiêng người, viên đạn bay sượt qua mặt để lại một vết máu. Có súng bắn tỉa, đi giải quyết bọn chúng. Người đàn ông hô lớn. Ngay lập tức, một số người lao về phía tay súng bắn tỉa ở phía xa. Bằng bằng bằng. Vô số đạn bắn liên tiếp về phía người đàn ông nhưng không hề trúng đối phương, chỉ ép cho hắn ta lùi về phía sau. Hữu Dung, em nhanh đi gọi cứu viện, để anh ngăn cản bọn họ. Triệu Thiên Lâm nói với Triệu Hữu Dung. Không, em không đi. Sắc mặt Triệu Hữu Dung thay đổi. Nhanh đi tìm cứu viện,
nếu không thì cả hai chúng ta đều phải chết ở đây. Triệu Thiên Lâm quát Triệu Hữu Dung rồi vọt tới phía người đàn ông kia. Trong sân, một nhóm chiến sĩ đã chết trong tay đám người này, cái chết cực kỳ thê thảm. Triệu Hữu Dung nhìn thấy cảnh tượng này, cô không dám do dự, cố nén cơn đau trong cơ thể, bò dậy khỏi mặt đất rồi chạy ra ngoài. Ngay sau đó, Triệu Hữu Dung đã quay về xe, bắt đầu nghĩ cách đi đâu để tìm cứu viện. Nếu như liên lạc với chiến bộ, sợ là khi bọn họ tới thì anh cô đã chết rồi. Đúng, còn có anh ta. Đột nhiên, trong đầu Triệu Hữu Dung nảy ra một bóng dáng. Người này chính là Diệp Phàm. Lấy sức mạnh trước khi đối phó với chiến sĩ Bạch Hổ Doanh của Diệp Phàm. Nếu như hắn ra tay, đối phó với đám người này cũng không thành vấn đề, hơn nữa hắn đang ở Thiên Hải, cách nơi này gần nhất. Nhưng Triệu Hữu Dung lại không có số điện thoại của Diệp Phàm, may mà lúc trước anh hai đã nói cho cô biết chỗ ở của hắn. Cô trực tiếp lái xe đi tìm Diệp Phàm. Cửa chính biệt thự Tử Kinh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới. Chiếc xe có tốc độ nhanh như chớp lao tới, bảo vệ an ninh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã dừng xe, phi thẳng vào trong biệt thự. Diệp Phàm vừa trở về biệt thự, kết quả một chiếc xe phi tốc độ hơn 200 km lao về phía hắn. Cơ thể Diệp Phàm lóe lên, quát về hướng chiếc xe, này, có biết lái xe không? Kít kít. Chiếc xe lao tới bên cạnh Diệp Phàm, phát ra tiếng phanh gấp chói tai, mãi đến khi trên mặt đất xuất hiện vết phanh kéo dài mới dừng lại. Triệu Hữu Dung xuống xe, gọi Diệp Phàm, anh nhanh đi theo tôi. Là cô, đi đâu? Diệp Phàm nhìn Triệu Hữu Dung đáp, đi cứu anh trai tôi, nhanh. Triệu Hữu Dung hô lớn, anh trai cô thì có quan hệ gì với tôi? Diệp Phàm hừ một tiếng. Lưu Ly Quốc phái rất nhiều cao thủ tới giết anh trai tôi dẫn người của chiến bộ đi đối phó với bọn họ, kết quả không thắng được họ, bây giờ sắp không trụ được rồi, xin anh đi cứu anh trai tôi. Phụt. Triệu Hữu Dung xúc động nói, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cô bị thương rồi. Lúc này, Diệp Phàm nhíu mày. Tôi không sao, nhanh đi cứu anh trai tôi, xin anh đó. Triệu Hữu Dung tái mặt, cầu xin Diệp Phàm, lên xe. Diệp Phàm đỡ Triệu Hữu Dung lên xe, rời khỏi đây. Thiên Hải, ngoại ô thành phố. Giờ phút này, trong sân nhà nơi người Lưu Ly Quốc ở đầy thi thể và máu tươi. Những người ngã xuống đều là chiến sĩ Long Quốc, khoảng chừng hơn 100 người, kể cả mấy tay súng bắn tỉa trốn trong bóng tối. Triệu Thiên Lâm chằng chịt vết thương, máu me đầm đìa, quỳ trên mặt đất, thoi thóp. Ánh mắt gã đàn ông mặc áo khoác người Lưu Ly Quốc trước mặt đầy khinh thường, gã lạnh lùng nói. Sức chiến đấu của Long Quốc bọn mày chỉ có chừng đó thôi à? Rác rưởi, với thực lực như này, xem ra không bao lâu nữa thì Lưu Ly Quốc có thể công phá Long Quốc, khiến toàn bộ người Long Quốc trở thành nô lệ của Lưu Ly Quốc chúng tao rồi. Khắc, bọn tao chỉ là tồn tại kém nhất ở Long Quốc, nếu cường giả chân chính xuất hiện thì chúng mày chết chắc rồi, còn muốn xâm lược Long Quốc hả, mơ mộng hão huyền. Triệu Thiên Lâm chừng gã đàn ông mặc áo khoác, nhổ tuệt một ngụm nước miếng, cương quyết quát lớn. Bốp, gã đàn ông mặc áo khoác thẳng tay tát Triệu Thiên Lâm một cú làm y bổ nhào xuống đất. Người Long Quốc đáng chết, giữ lại hành hạ một phen trước đã, khoan hãy giết chết, đợi đến lúc bắt được thằng khốn giết hại Kim Thiếu gia thì tiễn cả đám lên đường. Gã lạnh lùng quát, mày muốn tiễn ai lên đường đấy? Giây sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Phàm bước vào sân, bên cạnh là Triệu Hữu Dung, trông thấy dáng vẻ của anh mình, cô lập tức tái mặt, vội vàng kêu lên, anh cả. Vẫn còn hai con cá lọt lưới à, bắt lại cho tao. Gã đàn ông mặc áo khoác nhìn Diệp Phàm và Triệu Hữu Dung chòng chọc quát. Ngay lập tức, người Lưu Ly Quốc lao thẳng về phía hai người họ bằng tốc độ nhanh như chớp, ánh mắt ai cũng đầy dẫy vẻ hung ác và sát khí, cả người tỏa ra hơi thở chết chóc. Vèo vèo vèo. Nhìn đám người vọt tới, Diệp Phàm vung tay, bắn ra một đống ngân châm hệt như bạo vũ lê hoa châm. Chỉ trong chớp mắt, đám sát thủ Lưu Ly Quốc dừng bước. Ánh mắt trợn tròn ngã xuống đất, không còn hơi thở. Thấy cảnh này, sắc mặt gã đàn ông mặc áo khoác tái đi, con người co rụt, gã chỉ bốn người bên cạnh mình, mấy người cũng lên hết đi. Bên cạnh gã vẫn còn bốn tên, trên người bọn chúng tỏa ra khí tức còn kinh khủng hơn đám đầu tiên, hệt như bốn đầu sư tử nổi điên vồ Diệp Phàm, hung ác cực điểm. Cạch, 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 cơ thể Diệp Phàm chớp lóe, tốc độ nhanh như sao xẹt, xuất hiện ngay sau lưng bốn tên kia. Cùng với đó là bốn tiếng gãy xương răng rắc. Cả đám trợn mắt, ngã xuống đất, tắt thở. Mày, rốt cuộc mày là ai? Giờ phút này,
Gã đàn ông mặc áo khoác nhướn mày, vẻ mặt nặng nề nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Lưu Ly Quốc bọn mày phái một đám rác rưởi như thế này tới đây giết tao à? Có phải bọn mày xem thường tao quá rồi không? Diệp Phàm bĩu môi, thất vọng hỏi. Lời này của hắn đã kích thích Triệu Thiên Lâm, ánh mắt y thoáng qua tia kính sợ, không hổ là người đã đánh bại Quân Đao, không chỉ mạnh mà còn rất ngông. Mày chính là thằng giết Kim Thiếu Gia, tao còn chưa đi tìm thì đã tự tới cửa nộp mạng rồi, theo lời Long Quốc bọn mày là gì ấy nhỉ? Nghe câu hỏi của Diệp Phàm, ánh mắt gã đàn ông cứng đờ, thoáng hiện tia lạnh lẽo. Có điều gã còn chưa nói hết câu đã nghẹn họng, con ngươi trợn tròn. Lúc này, Diệp Phàm bỗng xuất hiện ngay trước mặt gã đầy quỷ dị, hắn thẳng tay bóp nát cổ gã. Phí lời. Diệp Phàm bóp nát cổ đối phương, vứt thi thể sang bên cạnh, bĩu môi. Gã đàn ông vẫn đang trợn trừng, chết không nhắm mắt. Đến đây, sát thủ Lưu Ly Quốc đánh bại Triệu Thiên Lâm và hơn trăm vị chiến sĩ tinh nhuệ của Long Quốc đều bị Diệp Phàm diệt sạch. Anh cả, anh có ổn không? Triệu Hữu Dung bước tới trước mặt anh mình, quan tâm hỏi. Khụ khụ khụ, Triệu Thiên Lâm ho khùng khục, hộc máu tươi, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phàm đi qua, vẩy tay đâm một cây ngân châm vào người đối phương. 3 phút sau, nội thương của Triệu Thiên Lâm từ từ khôi phục, máu tươi cũng ngừng chảy, hơi thở yếu ớt trở lại bình thường. Không ngờ anh cũng biết y thuật cơ đấy. Triệu Hữu Dung ngạc nhiên. Tôi biết nhiều thứ lắm. Diệp Phàm kiêu ngạo nói. Cậu Diệp, cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu thì e rằng ngày này năm sau đã là ngày giỗ của tôi rồi. Triệu Thiên Lâm cảm ơn Diệp Phàm. Đám người kia nhằm vào tôi nên tôi mới chạy xa vậy tới cứu anh đấy. Mà thực lực của các anh cũng yếu quá, chỉ một đám rác rưởi tiêm hormone thôi cũng không đối phó được. Diệp Phàm hừ khẽ, trên mặt Triệu Thiên Lâm lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Triệu Hữu Dung thắc mắc, tiêm hormone là sao? Sở dĩ đám người kia có thực lực như vậy là vì bọn chúng đã tiêm một loại thuốc nào đó vào người, cải tạo tế bào gen, kích thích sức mạnh của bọn chúng, tuy nhiên một khi tiêm quá nhiều, thuốc này sẽ tiêu hao sinh mệnh của người tiêm, đến khi hết tác dụng sẽ rất thảm. Diệp Phàm lạnh lùng giải thích, thế mà Lưu Ly Quốc lại nghiên cứu ra đồ chơi này ư? Nhất định phải báo cáo với chiến bộ ngay. Triệu Thiên Lâm thay đổi sắc mặt, nói nhanh. Soạt soạt soạt. Đột nhiên, một đám người xuất hiện, trên người bọn họ là đồng phục của sở tuần tra, dẫn đầu là một thanh niên anh tuấn hiên ngang chừng 20 tuổi. Hữu Dung, sao cô lại ở chỗ này? Thanh niên kia vừa thấy Triệu Hữu Dung là hai mắt tỏa sáng ngay. Dương Mạc, sao anh lại tới đây? Triệu Hữu Dung cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy thanh niên. Sở tuần tra nhận được tin tình báo, lần này Lưu Ly Quốc phái tới người cải tạo gen bọn họ vừa nghiên cứu ra, sức chiến đấu rất mạnh. Đúng lúc mấy ngày nữa tôi phải dẫn đội ra biển làm nhiệm vụ nên cấp trên sai tôi đến giúp anh Triệu một tay, ai ngờ cô cũng ở đây, không bị thương chứ? Dương Mạc quan tâm hỏi. Tôi không sao, không ngờ đám người kia lại là người cải tạo gen, chẳng trách lại mạnh như thế, đáng tiếc lần này tổn thất nhiều chiến sĩ như vậy. Triệu Hữu Dung thở dài. Nhưng mà các cô cũng lợi hại quá, thế mà giải quyết hết bọn chúng rồi. Dương Mạc nhìn thi thể người Lưu Ly Quốc đầy đất, lên tiếng. Không phải bọn tôi, là hắn đã diệt sạch bọn chúng. Triệu Hữu Dung chỉ Diệp Phàm. Cậu là ai? Dương Mạc nhìn Diệp Phàm chằm chằm, ánh mắt khẽ lóe lên. Xong rồi, chuyện đã giải quyết, tôi đi đây. Diệp Phàm không trả lời Dương Mạc mà đi thẳng ra ngoài. Cậu, thấy đối phương dám lơ mình, Dương Mạc giận tím mặt, ánh mắt thoáng qua tia không cam lòng. Dương Mạc, thân phận hắn không tiện tiết lộ, cậu đừng tức giận. Đúng lúc này, Triệu Thiên Lâm bỗng lên tiếng. Anh Triệu, cái tên này có thân phận gì mà ngay cả tôi cũng không được biết thế. Hơn nữa chỉ một mình hắn mà có thể đối phó với nhiều người cải tạo gen như vậy ư? Dương Mạc khó tin hỏi, những tên này thật sự do hắn giết, người này rất mạnh, tốt nhất là anh đừng đi chọc hắn. Triệu Hữu Dung nói, nghe xong, trong lòng Dương Mạc không tài nào thoải mái nổi, làm gì có người đàn ông nào chịu được khi nghe người phụ nữ mình thích khen tình địch mạnh hơn ngay trước mặt mình chứ? Sao có thể, Dương Mạc phản bác, anh ta là thiên tài số 1 của nhà họ Dương trăm năm qua, đệ tử thân truyền của 100 năm vị tuần tra trưởng của sở tuần tra, thực lực không thua kém ai. Không chỉ trong sở tuần tra mà trong đám thiên tài trẻ tuổi của ba sở, anh ta cũng nằm trong top 5 người mạnh nhất, sao một thằng nhóc xa lạ có thể mạnh hơn anh ta được. Sự thật là như thế mà, Triệu Hữu Dung nhún vai. Thoáng chốc, trong lòng Dương Mạc đã ghi hận Diệp Phàm,
thầm nhủ nhất định phải tìm thời gian để Hữu Dung biết rốt cuộc anh ta và thằng nhóc kia ai mạnh hơn. Được rồi, Dương Mạc, hôm nay cậu tới đây có nhiệm vụ gì không? Triệu Thiên Lâm đổi chủ đề, dò hỏi. Sở Tuần Tra nhận được tin báo từ nhà họ Trần, nói ninja Anh Quốc xuất hiện ở Thiên Hải, còn xuống tay với đại tiểu thư nhà họ Trần, bên trên cử chúng tôi đến xử lý bọn họ. Dương Mạc đáp, hết người cải tạo gen Lưu Ly Quốc lại tới ninja Anh Quốc, xem ra ai cũng bắt đầu dục dịch rồi. Triệu Thiên Lâm nhướng mày, nặng nề nói. Hữu Dung, vất vả lắm chúng ta mới gặp mặt, hay là đợi sau khi giải quyết hết đám ninja kia, tôi mời cô một bữa cơm nhé. Dương Mạc mong đợi nhìn Triệu Hữu Dung. Không cần, Triệu Hữu Dung từ chối thẳng thừng. Bên này, Diệp Phàm quay về khu vực thành thị, tới nhà họ Lâm. Diệp công tử, anh đến rồi. Lâm Thi Âm mở cửa, trông thấy hắn, ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ mừng rỡ. Sau này cô đừng gọi tôi là Diệp công tử, khách sáo quá, gọi thẳng Diệp Phàm là được. Diệp Phàm dặn Lâm Thi Âm, vậy anh cũng gọi tôi là Thi Âm đi. Lâm Thi Âm có qua có lại. Diệp công tử tới rồi, đúng lúc tôi vừa nấu cơm xong, ăn cùng nhé. Lâm Lang Thiên bước ra từ phòng bếp, mỉm cười chào hỏi Diệp Phàm. Chú, sau này cứ gọi con Tiểu Phàm là được. Diệp Phàm nói. Được, Lâm Lang Thiên gật đầu. Có lẽ bởi vì con gái đã khôi phục dung mạo và nội thương lâu năm của mình đang từ từ khỏi mà sắc mặt Lâm Lang Thiên trông rất phơi phới. Đột nhiên, cửa phòng bị đá bay. Lúc này, một chàng trai mặt mày thờ ơ bước vào. Chàng trai trẻ đó không phải ai khác mà chính là Lâm Phong, người đứng đầu thế hệ thứ ba của dòng thứ của Lâm Phiệt. Cậu là ai? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Nếu tao đoán không lầm thì mày chính là kẻ đã giết chú hai tao phải không? Lâm Phong nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Cậu là Lâm Phong, con trai của Lâm Báo hả? Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Phong, hỏi. Tuy rằng ông ta đã rời khỏi nhà họ Lâm nhiều năm, nhưng Lâm Phong vẫn ra đời trước khi ông ta đi, cho nên ông ta vẫn biết Lâm Phong. Ông chính là Lâm Lang Thiên. Lâm Phong nhìn Lâm Lang Thiên, gọi tên ông ta. Dù sao tôi cũng là chú của cậu đấy, đây là cách Lâm Báo dạy cậu đấy hả? Lâm Lang Thiên cau mày, lạnh lùng nói. Hừ, ôn đã không còn là người nhà họ Lâm nữa rồi, chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Còn ba tôi dạy tôi như thế nào, còn chưa đến lượt ông lên tiếng. Hôm nay tôi tới, thứ nhất là để báo thù cho chú hai, thứ hai là để dạy cho ông một bài học. Dù sao nguyên nhân cái chết của chú hai tôi cũng là vì ông. Lâm Phong tỏ vẻ ngang ngược, quát lên lạnh lùng mà kiêu ngạo. Đã nhiều năm như vậy rồi, không ngờ bây giờ thế hệ trẻ nhà họ Lâm lại điên cuồng thế này đấy. Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói, nhóc con, chịu chết đi. Lâm Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đang định ra tay, đột nhiên Lâm Lang Thiên phóng ra một luồng năng lượng đáng sợ, trực tiếp khóa chặt anh ta. Soạt. Lâm Phong biến sắc, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Lang Thiên, ông. Anh ta không ngờ Lâm Lang Thiên lại có thể phóng thích ra năng lượng mạnh như vậy, chẳng phải đối phương đang bị thương nặng, chỉ còn lại chút sức lực sao. Nể mặt cậu là con trai của Lâm Báo, cậu đi đi, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa, nếu không. Lâm Lang Thiên không nói ra mấy chữ cuối cùng, nhưng tất nhiên Lâm Phong cũng hiểu được ý ông ta muốn nói gì, anh ta đưa mắt nhìn Diệp Phàm, trong ánh mắt vẫn có chút không cam lòng, xoay người đi ra ngoài. Đóng cửa vào. Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói. Lâm Phong lập tức dừng lại, kìm nén lửa giận trong lòng, đóng cửa lại. Được rồi Tiểu Phàm, chúng ta ăn cơm tiếp thôi. Trên mặt Lâm Lang Thiên lại tươi cười như cũ, ba người ngồi xuống ăn tiếp. Mà về Lâm Phong, Lâm Thi M cũng không hỏi nhiều. Nào, nếm thử món Thi M nấu đi, thấy sao? Lâm Lang Thiên gắp rất nhiều thức ăn cho Diệp Phàm. Khá lắm. Diệp Phàm gật đầu. Mặc dù kỹ năng nấu nướng của cô ấy không tốt bằng anh nhưng cũng không tồi chút nào. Mặt Lâm Thi M ửng đỏ khi nghe Diệp Phàm khen mình. Bên kia, Lâm Phong đi ra khỏi khu dân cư thì đấm vào tường, tạo thành một lỗ thủng trên tường. Lão già chết tiệt. Lâm Phong mặt mày hung tợn gầm lên. Cậu chủ Lâm. Một người đàn ông mặc vest nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Phong, nhìn sắc mặt của anh ta thì hơi căng thẳng. Cử người theo dõi bọn họ sát sao cho tôi. Bao gồm cả thằng nhóc đó nữa. Lâm Phong lạnh lùng nói. Vâng. Người đàn ông mặc vest gật đầu. Đi thôi, chúng ta đến thành phố Tô. Sau đó, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Hôm nay có Lâm Lang Thiên ở đó, anh ta rất khó ra tay, chỉ có thể bắt giữ Long Ngọc trước, sau đó mới tìm cơ hội đối phó thằng nhóc kia.
Theo thông tin anh ta nhận được, cuộc đấu giá Thiên Long được tổ chức ở thành phố Tô, quận Giang Nam. Cùng lúc đó, trong phòng VIP của Bệnh viện Nhân dân ở Thiên Hải. Nằm trên chiếc giường trong phòng bệnh này là một ông già tóc bạc phơ, trên mặt có nhiều vết đồi mồi, đang đeo máy thở, trông đã già lắm rồi. Có tới mười mấy người đứng trong phòng này, tất cả đều ăn mặc sang trọng, khí chất phi phàm, trong số đó còn có người tỏa ra khí chất uy nghiêm của kẻ bề trên, rõ ràng đây đều không phải là người bình thường. Hoa N, giám đốc bệnh viện Hoàng gia đang đứng trước giường bệnh, kiểm tra sơ sơ khỏe cho ông cụ. Những người còn lại đều nhìn Hoa N với vẻ mặt lo lắng. Một lúc sau, Hoa N kiểm tra xong, ánh mắt lóe lên. Thế nào rồi viện trưởng Hoa? Lúc này, người đàn ông trung niên toát ra vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên hỏi Hoa N. Tình trạng của Minh lão rất nghiêm trọng, toàn bộ nội tạng của ông cụ đều đã suy kiệt hoàn toàn, đến giờ này ông cụ chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Hoa N thở dài. Viện trưởng Hoa, là giám đốc bệnh viện Hoàng gia, ông có y thuật siêu phàm, chẳng lẽ không có cách nào có thể cứu được ba tôi sao? Tôi không cầu ông ấy phải sống quá lâu, tôi chỉ cầu ông cụ sống được thêm mấy năm nữa thôi, nhà họ Minh hiện giờ không thể thiếu ba tôi được. Người đàn ông trung niên nôn nóng nói. Với y thuật của tôi, tối đa chỉ có thể để hắn sống thêm mấy ngày nữa thôi. Hoa N nói. Sống được bao nhiêu ngày nữa? Sắc mặt của người đàn ông trung niên và những người khác trong phòng bệnh đều thay đổi. Một vài ngày hoàn toàn chẳng có ích gì với bọn họ. Là trụ cột của nhà họ Minh, một khi ông cụ Minh không còn nữa, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với nhà họ Minh. Nhưng có lẽ có người sẽ cứu được Minh lão. Ngay lúc người nhà họ Minh rơi vào tuyệt vọng, Hoa N đột nhiên nói. Ai cơ? Tất cả mọi người trong nhà họ Minh đều nhìn về phía Hoa N. Một chàng trai trẻ tên là Diệp Phàm, nếu cậu ta ra tay, Minh lão sẽ bình an vô sự. Hoa N nói. Diệp Phàm, chàng trai trẻ. Viện trưởng Hoa, ông đang đùa tôi đấy hả? Một chàng trai trẻ sao có thể cứu được ba tôi đây? Một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng khác trong phòng cau mày hỏi. Sao nào, ông không tin những gì tôi nói à? Sắc mặt Hoa N sa sầm xuống. Viện trưởng Hoa đừng tức giận, anh ba tôi không có ý nghi ngờ ông mà. Nếu viện trưởng Hoa đã nói như vậy thì hẳn là không sai đâu. Chỉ là không biết hiện giờ Diệp Phàm đang ở đây. Người đàn ông trung niên nhanh chóng nói. Tôi có thể nói cho ông biết cậu ta ở đâu, nhưng muốn cậu ta ra tay giúp thì không dễ dàng như vậy đâu. Hoa N bình tĩnh nói. Để tôi đi tìm cậu ta, chắc chắn sẽ đưa cậu ta đến chữa trị cho ba tôi. Lúc này người vừa lên tiếng kia nói luôn. Mấy tiếng sau, Diệp Phàm chữa trị cho Lâm Lang Thiên xong thì lái xe trở về biệt thự. Mà trước cửa biệt thự có một đám người đang đứng đó, dẫn đầu là người con trai thứ ba mặt lạnh của nhà Minh. Ông là ai? Tại sao lại đứng trước cửa nhà tôi? Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhóm người này. Cậu là Diệp Phàm. Người con trai thứ ba của nhà họ Minh nhìn Diệp Phàm, hỏi. Đúng vậy. Diệp Phàm đáp, mau đi theo tôi. Lập tức, người con trai thứ ba nhà họ Minh nói thẳng. Ông là ai? Tại sao tôi lại phải đi với ông? Diệp Phàm cau mày. Ba tôi bị bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện nhân dân, đang chờ cậu đến cứu chữa, cậu mau theo tôi đến bệnh viện. Người con trai thứ ba của nhà họ Minh nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Ba ông bệnh tình nguy kịch thì liên quan quái gì tới tôi hả? Tránh ra, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cậu có đi cùng tôi không thì bảo. Đừng có ép tôi phải ra tay. Người con trai thứ ba của nhà họ Minh nhìn Diệp Phàm, sắc mặt sa sầm, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Dầm. Diệp Phàm trực tiếp ra tay, nắm lấy cổ áo đối phương, ném ông ta ra ngoài. Ầm một tiếng thật lớn, cơ thể của người con trai thứ ba nhà họ Minh văng ra xa mười mấy mét rơi xuống đất, nôn ra máu, tất cả những người ông ta mang theo đều bị ném ra ngoài, cũng ói ra máu. Còn Diệp Phàm thì đi thẳng vào biệt thự. Hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ. Khốn kiếp! Người con trai thứ ba nhà họ Minh tức giận chửi bới. Cùng với đó, tại bệnh viện nhân dân. Khi người con trai thứ ba nhà Minh mình đầy thương tích quay về, sắc mặt của mọi người trong nhà họ Minh đều thay đổi. Thằng nhóc này to gan thật đấy, dám từ chối chữa bệnh cho ông cụ, lẽ nào cậu ta không muốn sống nữa sao? Nghe ông ba nói như thế, ai nấy trong nhà họ Minh đều tỏ vẻ tức giận. Với danh tiếng và địa vị của nhà họ Minh ở Trung Quốc, thật khó có thể tưởng tượng được lại có người dám từ chối chữa trị cho Minh lão. Ngay cả Hoa N,
bác sĩ số 1 Trung Quốc cũng không dám làm vậy. Hiện giờ lại có một thằng nhóc miệng còn hôi sữa dám tát vào mặt nhà họ Minh như thế, đương nhiên là khiến bọn họ cực kỳ tức giận rồi. Anh cả, em sẽ điều động quân đội đi bắt thằng nhóc đó ngay bây giờ. Người con thứ ba nhà Minh nói với anh cả. Đừng làm bậy, lúc này mà chú còn dám tự ý điều động quân đội, chú thấy nhà họ Minh còn chưa đủ lắm chuyện hả? Người đàn ông trung niên kia, cũng chính là anh cả của nhà họ Minh quát lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Người con trai thứ ba của nhà Minh trầm giọng nói. Bác cả, sao bác không thử dùng đan chú nhan xem thế nào? Con thấy sau khi uống đan chú nhan, rất nhiều người đều trẻ ra 10 tuổi, có lẽ thứ này sẽ có ích với ông nội đấy. Lúc này, một con cháu đời thứ ba của nhà Minh nói với anh cả nhà họ Minh. Đan chú nhan. Ánh mắt anh cả nhà họ Minh lóe lên. Anh cả, có thể thử cái này xem sao, biết đâu nó lại có thể cứu được ba đấy. Người con trai thứ ba nhà họ Minh lên tiếng. Vậy thì thử xem, đi mua ngay một viên đan chú nhan ngay cho tôi. Anh cả nhà họ Minh trầm giọng nói. Chớp mắt, một ngày đã trôi qua. Ngày hôm sau, Diệp Phàm sẽ đến thành phố Tô cùng Đường Sở Sở để tham dự bữa tiệc sinh nhật của lão thái giám kia. Nhưng A Cơ cũng muốn đi cùng Diệp Phàm. Thế là Diệp Phàm chỉ có thể đưa cả Sở Sở và A Cơ cùng đi Tô Thành. Mà trong một biệt thự ở Thiên Hải, một cô bé loli đến từ xứ Sở Hoa Anh đào cắn một cây kẹo mút, nói, ngày mai là ngày hội đấu giá bắt đầu, có vẻ như chúng ta cũng nên đến thành phố Tô rồi. Đi thôi. Cô bé loli đi thẳng ra ngoài, một nhóm người đi theo cô ta. Soạt soạt. Lúc này, Dương Mạt Giản một nhóm người của đội tuần tra xuất hiện ở đây. Nhìn cô bé loli chăm chú, cô là ninja hả? Anh ta không thể nào tưởng tượng nổi cô bé loli trước mặt mình lại có thể là một ninja. Nhưng theo tình hình do đội tuần tra điều tra được, những ninja đó đều đang ẩn náu ở đây. Cô chủ, đây là đội tuần tra của Trung Quốc. Một người đàn ông đứng cạnh cô gái loli lên tiếng. Bây giờ mới phát hiện ra chúng ta, xem ra đội tuần tra nổi tiếng của Trung Quốc cũng chẳng ra làm sao cả. Cô bé loli bĩu môi. Hừ, nhóc con cũng mạnh miệng ra phết nhỉ. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy đội tuần tra mạnh cỡ nào. Dương Mạt trực tiếp tấn công cô bé loli. Lúc này, cô bé loli nhìn Dương Mạt bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó cả người anh ta run lên, ánh mắt trở nên tan rã. Giết chúng. Cô bé loli chỉ vào nhóm người của đội tuần tra, nói. Đột nhiên, Dương Mạt quay lại đánh giết người chính của đội tuần tra. Đội trưởng, anh bị sao vậy? Sắc mặt các thành viên của đội tuần tra thay đổi, họ hét lên với Dương Mạt, nhưng dường như người kia không nghe thấy gì cả. Vèo vèo. Trong chớp mắt, một nhóm thành viên của đội tuần tra đã chết trong tay Dương Mạt. Tỉnh lại đi. Phút chốc, một tiếng hét lớn vang lên bên tai Dương Mạt, thân thể anh ta run lên, ánh mắt dần tỉnh táo trở lại. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quần áo nai nịt gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện ở đây. Tam sư huynh, sao huynh lại tới đây? Dương Mạt tỉnh táo lại, nhìn người đàn ông mà kêu lên, người đàn ông này là đệ tử thứ ba của sư phụ anh ta. Nếu tôi không tới, chắc cậu đã giết toàn bộ thành viên trong đội của mình rồi. Người đàn ông lạnh lùng nói. Khi Dương Mạt nhìn các thành viên của đội tuần tra chết thảm thì biến sắc, nói, tôi bị sao vậy? Cậu bị trúng đồng thuật rồi. Người đàn ông vừa nói vừa liếc nhìn cô bé loli, mặt mũi nghiêm trọng hỏi, thế mà cô lại biết cả đồng thuật nữa, cô là ai? Anh đoán xem. Cô bé loli mỉm cười nói. Tôi không cần biết cô là ai, nơi này là Trung Quốc, nếu cô dám làm loạn, đội tuần tra nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Rút. Người đàn ông nhìn cô bé loli, lạnh lùng quát lên, sau đó dẫn đám người Dương Mạt rút lui, hiển nhiên anh ta cũng không chắc chắn sẽ đối phó được với cô bé loli này. Vô vị. Trung Quy vẫn là anh trai kia chơi vui hon, đợi ta lấy được ngọc rồng rồi sẽ đi chơi với anh ấy. Cô bé loli liếm cây kẹo mút, chu môi nói. Tiếp theo đó, cô ta đến thành phố Tô. Trên một đường cao tốc dẫn đến thành phố Tô, một chiếc McLaren đang di chuyển trên đường. Người ngồi trong xe chính là Diệp Phàm và Đường Sở Sở còn có hai cô gái A Cơ. Anh Tiểu Phàm, đợi lát nữa đến thành phố Tô, trước tiên đến chi nhánh tập đoàn Đường Thị ở thành phố Tô xem một chút đi. Đường Sở Sở nói. Đường Thị có mở chi nhánh ở đây sao? Diệp Phàm hỏi. Chi nhánh này là do em đã chuẩn bị từ lâu rồi, vẫn chưa chính thức khai trương. Nhưng sau này, nơi này sẽ làm phân bộ lớn nhất quận Giang Nam của Đường Thị,
ngoại trừ đi tổng bộ Thiên Hải ra. Dù sao thành phố Tô cũng là quận thành của quận Giang Nam, các phương diện đều mạnh hơn Thiên Hải, Đường Thị muốn chân chính lớn mạnh lên, lan rộng toàn bộ quận Giang Nam, trở thành tập đoàn siêu cấp hạng nhất, phân bộ ở thành phố Tô là ưu tiên hàng đầu. Chẳng bao lâu nữa, phân bộ ở thành phố Tô sẽ chính thức khai trương, em cũng dự định nhân dịp này đến xem thử, để tránh đến lúc đó xuất hiện sai sót gì đó. Đường Sở Sở nói, ừ, em nói cũng phải. Đúng rồi, anh xem thiên tượng thấy cũng sắp đến đêm trăng tròn rồi. Đến lúc đó, căn bệnh bướng bỉnh trong cơ thể em sẽ có thể diệt trừ tận gốc, hơn nữa có khi còn có thể sẽ có niềm vui bất ngờ đấy. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, nhìn Đường Sở Sở rồi cười nói. Niềm vui bất ngờ. Vẻ mặt Đường Sở Sở tò mò nhìn Diệp Phàm. Vù vù vù. Đúng lúc này, đột nhiên có một loạt tiếng động cơ ô tô truyền đến. Phía sau xe của Diệp Phàm có mấy chục chiếc xe thể thao hạng sang trị giá hàng triệu đô la đang lao tới đây nhanh như bay. Cảnh thiếu, anh xem, không phải chiếc xe thể thao McLaren mới nhất kia sao? Trước đây không phải anh muốn mua một chiếc sao? Trong một chiếc xe thể thao Lamborghini, một thanh niên đeo kính râm đang lái xe, trên ghế phụ có một cô gái xinh đẹp, đối phương thấy chiếc McLaren phía trước thì kinh ngạc nói. Thanh niên nhìn chiếc McLaren kia, ánh mắt sáng lên, đạp mạnh chân ga, xe của anh ta lao đi rất nhanh, đuổi theo xe của Diệp Phàm. Danh con, công tử nhà cậu đây, xe không tệ đấy, có muốn so tài không? Thanh niên này thông qua cửa sổ nhìn Diệp Phàm, kiêu ngạo nói. Nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không để ý tới đối phương, vừa đạp chân ga, xe truyền ra một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đã vượt qua xe thể thao của thanh niên kia. Danh con, lại dám xem thường bổn thiếu gia. Vẻ mặt thanh niên này lạnh lùng, cũng tăng ga đuổi theo, những chiếc xe thể thao khác cũng nhao nhao đuổi theo. Nhưng bất luận mười mấy chiếc xe thể thao này đạp chân ga đến chết như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn đèn sau xe của Diệp Phàm. Chết tiệt! A Thành, lập tức dẫn người đến ngã tư đường cao tốc dẫn vào nội thành, ngăn cản một chiếc McLaren cho tôi, tuyệt đối không được thả thằng đó đi. Thanh niên trong chiếc siêu xe Lamborghini tức giận mắng, anh ta trực tiếp gọi điện thoại dặn dò. Ngay sau đó, 10 chiếc xe thể thao này ngay cả đèn sau của xe Diệp Phàm cũng không nhìn thấy. Mười mấy phút sau, Diệp Phàm lái xe xuống cao tốc, đang muốn đi vào nội thành thì đột nhiên có hơn 10 chiếc xe thương vụ màu đen lao ra, chặn bọn họ lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi. Không cần lo lắng, để anh đi xem thử. Diệp Phàm xuống xe đi ra ngoài. Có một đám người lao xuống từ trên chiếc xe thương vụ kia, vây quanh Diệp Phàm. Tôi vừa mới tới thành phố Tô mà đã đón tiếp phô trương như vậy rồi sao? Ai phái mấy người tới? Lão thái giám kia à? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lão thái giám gì? Danh, lá gan của cậu to quá nhỉ, lại dám đắc tội với cảnh thiếu của chúng tôi. Trong đám người này, một người đàn ông mặc áo khoác đen nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cảnh thiếu, anh ta mới chui từ đâu ra vậy? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Lập tức, hơn 10 chiếc xe thể thao bị Diệp Phàm cắt đuôi trong nháy mắt trước đó, cuối cùng cũng xuất hiện ở đây. Thanh niên trên chiếc Lamborghini trực tiếp mở cửa xe ra và đi qua. Trong những chiếc xe thể thao khác cũng có một nhóm đại thiếu gia quần áo thời thượng đồng thời bước xuống. Cảnh thiếu, người đàn ông mặc áo khoác đen và những người khác vây quanh Diệp Phàm cung kính chào thanh niên này. Thì ra là anh à. Diệp Phàm nhìn lướt qua thanh niên này một cái. Danh con, mày cho rằng lái một chiếc McLaren là rất trâu bò sao? Còn dám đua xe vượt qua bổn thiếu gia, mày đang xem thường bổn thiếu gia đấy à? Cảnh Vũ lạnh lùng nói với Diệp Phàm. Danh con, mày đúng là không có mắt à, ở thành phố Tô này mà lại dám vượt qua xe của cảnh thiếu chúng tôi, mày không muốn sống nữa à? Tôi thấy thằng nhóc này chính là một kẻ đần độn, hôm nay dạy dỗ cho hắn một trận đáng đời đi. Lúc này, các đại thiếu gia trên xe thể thao khác nhau nhau nhìn Diệp Phàm châm chọc, hiển nhiên bọn họ cũng rất bất mãn chuyện Diệp Phàm lái xe bỏ rơi bọn họ đến ngay cả khói xe cũng không nhìn thấy. Bọn họ đều là đại thiếu gia của các tập đoàn gia tộc cấp cao ở thành phố Tô, đây là tồn tại bá chủ, ai dám không nể mặt bọn họ giống như Diệp Phàm hôm nay chứ, đây không phải là đánh vào mặt bọn họ sao? Xe của các anh không chạy nhanh bằng xe của tôi, chuyện này sao có thể trách tôi? Diệp Phàm thản nhiên nói. Này! Mà câu nói này của Diệp Phàm đã làm cho sắc mặt Cảnh Vũ trầm xuống, mày kiêu ngạo quá nhỉ? Hôm nay tao sẽ cho mày biết ở cái thành phố Tô này, ai mới là người kiêu ngạo nhất? A Thành,
đập cái xe này thành sắt vụn cho tôi. Cảnh Vũ vừa ra lệnh, người đàn ông mặc áo khoác đen kia nhanh chóng trả lời, sau đó kêu gọi thuộc hạ đến định đập phá xe của Diệp Phàm. Các anh muốn làm gì? Đường Sở Sở xuống xe và nói lớn với đám người này. Yo, còn có một người đẹp ở đây à? Đám đại thiếu gia ăn mặc thời thượng kia nhìn Đường Sở Sở, trong mắt lộ ra sự gian xảo. Cảnh Vũ nhìn Đường Sở Sở, khẽ cười, dáng người của cô gái này cũng quyến rũ quá nhỉ. Ánh mắt anh ta lại lập tức quét về phía Diệp Phàm, nhóc con, mày có xe sang lại có người đẹp, có vẻ sống yên vui sung sướng quá nhỉ, nhưng hôm nay coi như mày xui xẻo, xe thì bổn thiếu sẽ đập, cô gái này bổn thiếu cũng muốn, còn mày. Nhưng Cảnh Vũ còn chưa nói hết thì đã không nói được nữa, chỉ thấy Diệp Phàm đột nhiên bóp cổ anh ta, bóp nghẹn tất cả lời nói. Ngay sau đó, sắc mặt Cảnh Vũ đỏ lên, không ngừng giãy giụa. Khốn khiếp, buông Cảnh thiếu ra. A Thành kia nhìn Diệp Phàm nắm lấy Cảnh Vũ, sắc mặt ông ta biến đổi, hét lớn. Lên cho tôi. Cảnh Vũ khó thở, khàn khàn kêu lên. Ngay sau đó, A Thành và những người đi theo xông về phía Diệp Phàm. Bịch. Diệp Phàm vung tay, ném người này ra ngoài, nện thẳng lên người đám người kia, đập cho tất cả bọn họ ngã xuống đất. Lúc này, sắc mặt của đám thiếu gia ăn mặc thời thượng kia đều biến đổi. Mày. Cảnh Vũ nằm trên mặt đất, kêu la thảm thiết, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, anh ta đang muốn nói cái gì đó thì kết quả lại bị một chân của Diệp Phàm dẫm lên người khiến anh ta kêu la thảm thiết lần nữa. Anh có thể đập xe của tôi nhưng anh không được mơ tưởng đến vợ tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói với Cảnh Vũ. Mày, tao chính là đại thiếu gia của nhà họ Cảnh, một trong ba gia tộc lớn ở quận Giang Nam, mày dám động đến tao là mày chết chắc rồi. Vẻ mặt Cảnh Vũ dữ tợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Lại là hào môn quận Giang Nam. Xem ra mấy gia tộc lớn ở quận Giang Nam nhà các anh xung khắc với tôi rồi. Diệp Phàm cười lạnh. Biết Bạch Cảnh Thiên, Thẩm Hạo không? Anh có muốn tôi đưa anh đi chung với bọn họ không? Lúc này, Diệp Phàm nhìn Cảnh Vũ, lạnh lùng nói. Này! Nghe Diệp Phàm nói vậy, vị đại thiếu gia nhà họ Cảnh này lập tức thay đổi sắc mặt. Anh ta đương nhiên biết Bạch Cảnh Thiên và Thẩm Hạo. Đây chính là đại thiếu gia nhà họ Bạch và nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, chỉ là hiện giờ hai người đều đã bị người ta giết chết. Mày dám? Nhưng Cảnh Vũ vẫn không tin Diệp Phàm dám thật sự giết anh ta, dù sao hậu quả giết anh ta cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên nếu anh ta biết Bạch Cảnh Thiên và Thẩm Hạo đã chết trong tay Diệp Phàm thì sẽ không nghĩ như vậy. Anh xem tôi có dám hay không? Diệp Phàm hừ lạnh, lập tức muốn một chân kết liễu vị đại thiếu gia hào môn thứ ba này. Đừng! Đột nhiên, một tiếng gọi vội vàng vang lên. Một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh lá cây vội vàng chạy tới, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Cậu Diệp, cầu xin cậu tha mạng cho em trai tôi, cậu muốn bồi thường bất cứ thứ gì, nhà họ Cảnh tôi đều có thể cho cậu. Cô biết tôi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn lướt qua cô gái này. Tôi là Cảnh Nhã tiểu thư nhà họ Cảnh, lúc trước ở trong tang lễ của đại thiếu gia nhà họ Bạch, tôi đã gặp qua Diệp thiếu. Cô gái này cất tiếng nói. Diệp thiếu, chẳng lẽ cậu ta chính là... Lúc này, đám cậu ấm ăn chơi đua đòi kia nghe thấy đại tiểu thư nhà họ Cảnh nói vậy, đồng tử bọn họ đột nhiên co rụt lại, nghĩ đến điều gì đó. Lúc trước nhà họ Bạch bị diệt, trưởng bối thế lực gia tộc của mỗi người bọn họ đã cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không thể đắc tội với một thanh niên tên là Diệp Phàm, bởi vì nhà họ Bạch chính là bị Diệp Phàm này tiêu diệt. Hôm nay lại nghe Cảnh Nhã cung kính xưng hô người này là Diệp thiếu. Lại nói đã từng gặp đối phương ở trong tang lễ của đại thiếu gia nhà họ Bạch, vậy đây chẳng phải là Diệp Phàm người đã tiêu diệt nhà họ Bạch mà trưởng bối gia tộc bọn họ từng nhắc đến sao? Nghĩ vậy, sắc mặt của đám cậu ấm ăn chơi đua đòi này trắng bệch, sợ tới mức hai chân đều run rẩy. Bọn họ thế mà lại đắc tội với loại người mà ngay cả nhà họ Bạch cũng dám tiêu diệt này. Đây chẳng phải là dấu hiệu của cái chết khi đốt đèn trong nhà vệ sinh ư? Đứa em trai này của cô không chỉ muốn đập nát xe tôi mà còn dám mơ tưởng đến vợ của tôi, cô cảm thấy tôi cứ thả anh ta đi dễ dàng như thế mà coi được à? Diệp Phàm nhìn Cảnh Nhã lạnh lùng nói. Chỉ cần Diệp thiếu có thể tha mạng cho em trai tôi, cậu có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Cảnh Nhã khom người nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm thẳng chân đạp Cảnh Vũ ra ngoài, lạnh lùng nói, quỳ xuống dập đầu trước vợ tôi 100 cái, nói xin lỗi 100 lần. Còn các anh... Diệp Phàm nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua đám cậu ấm ăn chơi đua đòi kia. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ngay sau đó,
đám cậu ấm này trực tiếp quỳ xuống xin lỗi Đường Sở Sở. Các cậu, Cảnh Vũ nhìn đám người này thật sự quỳ xuống dập đầu, sắc mặt biến đổi. Bọn họ đường đường là đại thiếu gia của thành phố Tô, từ khi nào lại chịu sự nhục nhã này? Hiển nhiên, tên cậu ấm nhà họ Cảnh này vẫn chưa đoán được thân phận của Diệp Phàm. Còn không mau làm theo lời Diệp Thiếu nói. Cảnh Nhã đi tới trước mặt em trai không chịu thua kém của cô ta, sau đó tát vào mặt anh ta một cái và quát lên. Chị cả, sao chị lại đánh em? Làm theo, chị sẽ lập tức bảo ba đuổi em ra khỏi nhà đấy. Giờ phút này, vẻ mặt Cảnh Nhã rất cường thế, tràn ngập uy nghiêm quát. Vị đại thiếu gia nhà họ Cảnh này nhìn thấy vẻ mặt này của chị mình, thân thể anh ta run lên, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dập đầu xin lỗi Đường Sở Sở. Cút đi. Đợi đến khi đám cậu ấm này dập đầu xong 100 cái, dập đến nỗi đầu chảy trụa rướm máu, Diệp Phàm hừ lạnh rồi dẫn theo Đường Sở Sở lên xe, rời khỏi nơi này. Chị cả, dù gì em cũng là em trai của chị, cũng là cậu ấm nhà họ Cảnh, sao chị có thể giúp đỡ người này chứ? Lúc này, Cảnh Vũ đứng lên, ôm trán đang chảy máu, vẻ mặt không vui nhìn Cảnh Nhã. Thằng nhóc vô liêm sỉ nhà em có biết cậu ta là ai không? Cảnh Nhã tức giận kêu lên. Mặc kệ cậu ta là ai, chẳng lẽ cậu ta còn có thể lợi hại hơn nhà họ Cảnh chúng ta sao? Cảnh Vũ nói với vẻ mặt khinh thường. Cậu ta chính là người giết Bạch Cảnh Thiên, còn diệt cả nhà họ Bạch, ngay cả cậu hai Thẩm Hạo của nhà họ Thẩm cũng chết trong tay cậu ta đấy. Nếu không phải trùng hợp chỉ biết được A Thành dẫn người đến đây nên lo lắng đi theo thì bây giờ em đã nối gót xuống lòng đất theo Bạch Cảnh Thiên và Thẩm Hạo rồi. Cảnh Nhã lạnh lùng nói. Cái gì? Là cậu ta ư? Biết được chuyện này, sắc mặt Cảnh Vũ biến đổi, khiếp sợ nói. Ngày thường đám người các cậu ngang ngược tung hoành ở thành phố Tô còn chưa tính, hôm nay lại trêu chọc đến cậu ta, các cậu còn có thể sống sót để hít thở không khí thì coi như đã may mắn lắm rồi. Cảnh Nhã dạy dỗ em trai và đám cậu ấm chỉ biết ăn chơi đua đòi kia. Trong chốc lát, sắc mặt của Cảnh Vũ và đám cậu ấm kia tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà mấy người Diệp Phàm thì đi thẳng đến chi nhánh Đường Thị ở thành phố Tô. Anh Tiểu Phàm, chúng ta vừa mới đến thành phố Tô mà đã đắc tội người ta rồi. Đường Sở Sở ngồi ở trong xe, cảm thán nói. Chỉ là một nhà họ Cảnh thôi mà, anh cũng đã đắc tội hai nhà trong tứ đại hào môn ở quận Giang Nam, một gia tộc này cũng chẳng đáng là gì. Diệp Phàm thản nhiên nói. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi tới chi nhánh tập đoàn Đường Thị ở thành phố Tô. Vì chi nhánh này, Đường Sở Sở đã bỏ ra một số vốn rất lớn, cũng đã chi rất nhiều tiền để mua một tòa nhà làm chi nhánh của tập đoàn Đường Thị ở thành phố Tô. Chủ tịch, đi vào chi nhánh, có rất nhiều nhân viên chào hỏi Đường Sở Sở. Ở đây tiến triển thế nào rồi? Đường Sở Sở nhìn người phụ trách chi nhánh ở thành phố Tô rồi hỏi. Chủ tịch, mọi thứ đều tiến triển rất thuận lợi, đến lúc đó có thể khai trương đúng tiến độ, chỉ có điều. Người phụ trách này lên tiếng nói. Chỉ có điều cái gì? Đường Sở Sở hỏi. Lúc trước chủ tịch nói muốn cử hành một lễ khai trương hoành tráng, tạo thế cho chi nhánh ở thành phố Tô, tôi đã dựa theo danh sách chủ tịch cung cấp và mời từng người trong danh sách đến tham gia lễ khai trương, nhưng hầu hết mọi người đều từ chối. Người phụ trách nói. Đường Sở Sở thay đổi sắc mặt, nói, tại sao bọn họ lại từ chối? Bởi vì Thương hội Giang Nam và Từ Thị đã ra lệnh cho bọn họ. Ai dám đến tham gia lễ khai trương của chi nhánh chúng ta thì người đó chính là kẻ thù của bọn họ, những người đó cũng không dám đắc tội với Thương hội Giang Nam và Từ Thị, cho nên đã từ chối chúng ta. Chủ tịch, nếu những người này không đến, vậy lễ khai trương này chỉ e sẽ rất vắng vẻ, đến lúc đó thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo của chi nhánh chúng ta đấy. Người phụ trách lo lắng nói. Lại là Thương hội Giang Nam này, xem ra đã đến lúc phải xử lý bọn họ rồi. Diệp Phàm hừ lạnh, dám đối nghịch với vợ hắn thì chính là đối nghịch với hắn. Bà xã, em yên tâm, ngày khai trương chi nhánh của Đường Thị nhất định sẽ không vắng vẻ. Ngay sau đó, Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, Thương hội Giang Nam dính dáng đến rất nhiều tập đoàn có thế lực lớn, sau lưng bọn họ không chỉ có Từ Thị làm chỗ dựa, mà còn tồn tại chỗ dựa vững chắc hơn cơ. Nếu anh tiêu diệt bọn họ, sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn, thậm chí khiến cho kinh tế quận Giang Nam bấp bênh. Đường Sở Sở nhắc nhở Diệp Phàm. Cô sợ Diệp Phàm sẽ thẳng tay tiêu diệt Thương hội Giang Nam, với sự hiểu biết của cô về Diệp Phàm, hắn rất có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Yên tâm, con người của anh luôn luôn rất có lý lẽ. Diệp Phàm mỉm cười nói.
mà nếu câu này truyền đến tai những người chết trong tay Diệp Phàm, chỉ sợ bọn họ sẽ tức giận đến nỗi trực tiếp bỏ ra khỏi quan tài mà mắng Diệp Phàm một câu, mày là cái tên không biết xấu hổ, đã có khi nào mày nói lý lẽ chưa? Xem xét chi nhánh Đường thị xong, Diệp Phàm và Đường Sở Sở cùng với A Cơ lập tức đi tới Sơn Trang Ngụy thị. Cùng lúc đó, Sơn Trang Ngụy thị lại vô cùng náo nhiệt. Giờ phút này, Sơn Trang Ngụy thị được trang trí theo phong cách lễ hội, ở giữa treo một chữ thọ thật lớn, bên trong Sơn Trang bày hơn 300 cái bàn lớn, có thể nhìn ra tiệc mừng thọ hôm nay long trọng cỡ nào. Với thân phận là đại nội tổng quản của hoàng thất trước kia của Ngụy Thiên Hiền, không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ ông ta. Dù sao, cho dù ông ta đã về hưu, nhưng ông ta vẫn có mối quan hệ rất thân thiết ở đế đô hay thậm chí là với cả hoàng thất. Nếu có thể bám chắc vào gốc cây đại thụ là lão Ngụy này, vậy thì làm mọi việc đều rất dễ dàng như diều gặp gió vậy. Bởi vậy, người đến chúc thọ hôm nay có thể nói là liên miên không dứt, hơn nữa đều là các ông lớn có quyền có thế, có thân phận có địa vị cao. Thậm chí, ngay cả không ít nhân sĩ quyền quý mà Ngụy Thiên Hiền quen biết ở đế đô cũng đến đây. Có thể nói, trong số những khách mời hội tụ ở Sơn Trang Ngụy thị ngày hôm nay, chỉ tùy tiện chỉ ra một người, cũng đủ để nhấc lên một trận bão táp. Mà để đảm bảo cho bữa tiệc mừng thọ này được cử hành bình thường, bên trong và bên ngoài Sơn Trang Ngụy thị có gần 1.000 hộ vệ canh giữ. Thậm chí quận trưởng Tô Lâm của quận Giang Nam còn điều tới một đội ngũ quân đội hơn 3.000 người canh giữ bên ngoài Sơn Trang, để tránh xuất hiện sai sót. Thân phận của những khách mời trong Sơn Trang ngày hôm nay cũng không đơn giản. Một khi xuất hiện bất kỳ sai sót nào, chỉ e cái mũ quận trưởng quận Giang Nam của ông ta cũng sẽ không còn. Giờ phút này, những chiếc xe sang trọng tụ tập bên ngoài Sơn Trang, vô số khách khứa ăn mặc lộng lẫy, tay cầm quà mừng thọ đi vào Sơn Trang. Trong đại sảnh của Sơn Trang Ngụy thị, Ngụy Thiên Hiền và một thanh niên mặc trường sam màu đen, mặt mày u ám, môi tím đen ngồi đó. Ngụy lão, những gì ông nói đều là thật sao? Tôn chấp sự bị tên Diệp Phàm kia giết thật ư? Thanh niên hỏi Ngụy Thiên Hiền. Chắc chắn 100%, ngay cả con nuôi của lão phu cũng chết trong tay thằng nhãi này. Ngụy Thiên Hiền hời hợt nói. Ngọc Rồng thì sao? Thanh niên lạnh lùng hỏi. Không phải trong tay nhà họ Giang thì là ở trong tay thằng nhãi này. Ngụy Thiên Hiền trả lời. Bây giờ tôi sẽ dẫn người đi xử lý thằng nhãi kia và nhà họ Giang. Trong mắt thanh niên lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Khâu thiếu đừng vội. Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão phu đã mời thằng nhãi kia và người nhà họ Giang đến dự. Tới lúc đó, bọn họ chết chắc, Ngụy Thiên Hiền nói. Tốt lắm, tôi muốn xem rốt cuộc thằng nhãi này có bản lĩnh gì mà ngay cả tôn chấp sự cũng chết trong tay anh ta. Trong mắt thanh niên hiện ra sát khí lạnh lẽo. Hắn ta là Khâu Phong, thiếu chủ của Độc Tông. Ngày mai là ngày tổ chức buổi đấu giá Thiên Long, đến lúc đó Khâu Thiếu có thể lấy được một viên ngọc rồng nữa. Ngụy Thiên Hiền nhìn Khâu Phong và nói. Chỉ cần lấy được 2 viên ngọc rồng từ nhà họ Giang và buổi đấu giá, Độc Tông sẽ có 3 viên ngọc rồng. Tiếp tục tìm tất cả những viên ngọc rồng còn lại, mở ra kho báu, đến lúc đó Độc Tông sẽ tiêu diệt quỷ cốc, rửa mối nhục lúc trước. Ánh mắt Khâu Phong lạnh lùng u tối như bò cạp. Khâu Thiếu, đến lúc đó nếu bảo tàng mở ra, các người đừng quên lời hứa với sư phụ tôi. Ngụy Thiên Hiền hờ hững nói. Ngụy lão yên tâm. Chỉ cần mở được bảo tàng, ông cứ tùy ý lấy những linh đan rượu dược bên trong, nhất định có thể trọng trấn Hùng Phong, khôi phục thành một người đàn ông chân chính. Khâu Phong đáp lời Ngụy Thiên Hiền. Trong khi đó, bên ngoài Sơn Trang, Diệp Phàm đã lái xe đến đây. Diệp Thiếu. Bọn họ vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Thiên Thành và con gái Giang Tuyết đi tới. Giang gia chủ và Giang tiểu thư, hai người cũng tới rồi à? Đường Sở Sở chào hỏi. Chào Chủ tịch Đường. Giang Thiên Thành và Giang Tuyết chào Đường Sở Sở. Sau đó, Giang Thiên Thành nói với Diệp Phàm, Diệp Thiếu, xem chừng hôm nay chúng ta vào trong, e là khó mà rời đi trong bình an. Yên tâm đi, có tôi ở đây, mọi người không chết được. Diệp Phàm nói rửng rưng. Diệp Thiếu. Lúc này, lại có một tiếng gọi vang lên. Diệp Phàm ngoảnh đầu nhìn thì thấy hai người đang đi tới, là Cảnh Nhã và em trai Cảnh Vũ. Thiếu gia nhà họ Cảnh Cảnh Vũ gặp lại Diệp Phàm, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Diệp Thiếu, không ngờ nhanh như vậy mà chúng ta đã gặp lại. Các anh cũng đến tham dự tiệc mừng thọ của Ngụy lão sao? Cảnh Nhã mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu. Diệp Thiếu, các anh không chuẩn bị quà mừng thọ sao?
Đột nhiên Cảnh Nhã chú ý tới mấy người Diệp Phàm đều đi tay không, cô không kìm được bèn hỏi. Quà mừng thọ gì? Diệp Phàm ngạc nhiên. Hôm nay là đại thọ của Ngụy lão, ai đến chúc thọ cũng chuẩn bị một món quà mừng thọ tặng cho Ngụy lão. Lẽ nào Diệp thiếu quên chuẩn bị quà? Cảnh Nhã tò mò hỏi. Một kẻ sắp chết thì cần quà mừng thọ gì chứ? Diệp Phàm bĩu môi, nói xong liền đi vào sơn trang. Hả? Nghe thấy câu nói này của Diệp Phàm, Cảnh Nhã lập tức sửng sốt. Chị cả, tên này có ý gì? Cái gì mà người sắp chết? Cảnh Vũ không hiểu. Cảnh Nhã. Lúc này, một tiếng gọi đầy chững chạc vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi tới. Đây là Cảnh Mộc, gia chủ của nhà họ Cảnh, một trong ba gia tộc lớn nhất quận Giang Nam. Thưa ba, e là bữa tiệc mừng thọ hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Cảnh Nhã nghiêm mặt nói với ba mình. Xảy ra chuyện gì? Cảnh Mộc tò mò hỏi. Cảnh Nhã bèn ghé vào tai ông ta nói thầm. Tức thì sắc mặt Cảnh Mộc sa sầm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tên này to gan đến vậy ư? Cảnh Mộc cực kỳ sốc. Ba, con cảm thấy chúng ta nên giao hảo với anh ta. Con có dự cảm nếu chúng ta giao hảo với anh ta thì nhà họ Cảnh chúng ta sẽ có lợi ích cực lớn. Cảnh Nhã đè thấp giọng nói. Nếu hôm nay cậu ta có thể sống sót ra khỏi sơn trang này, vậy thì cậu ta đáng để nhà họ Cảnh kết giao. Trong mắt Cảnh Mộc lóe lên tia sáng. Trong sơn trang, mấy người Diệp Phàm đưa thiệp mời. Lúc này, trong sơn trang đã có hơn 1.000 vị khách, ai cũng có thiệp mời. Thậm chí bên ngoài còn có nhiều người không có thiệp mời nên không thể vào trong. Nếu không phải số lượng thiệp mời có hạn, thì e là hôm nay sơn trang sẽ bị chen sập. Tên lão thái giám này tổ chức đại thọ phô trương như vậy sao? Diệp Phàm nhìn cảnh tượng người đông như kiến trước mắt, buông lời cảm thán. Dù sao trước kia Ngụy lão cũng là tổng quản đại nội trong hoàng thất, tuy chỉ là thái giám nhưng địa vị cực cao, tất nhiên có không ít người muốn nịnh bợ ông ta. Giang Thiên Thành đáp. Sau đó, nhóm Diệp Phàm tìm vị trí trống ngồi xuống. Diệp Phàm bắt đầu cắn hạt dưa. Tiếp theo còn có không ít người xuất hiện ở đây. Trong ba gia tộc lớn nhất quận Giang Nam, ngoài nhà họ Cảnh ra, người nhà họ Thẩm và nhà họ Vương đều đã tới. Ông cụ nhà họ Thẩm và gia chủ Thẩm Toàn Sơn cũng có mặt trong đội ngũ nhà họ Thẩm. Bên cạnh hai người là một thanh niên mặc trường sam màu trắng, búi tóc, ăn mặc kiểu phục cổ. Ánh mắt bình tĩnh lộ vẻ kiêu ngạo, trên người tỏa ra khí tức lạnh lùng, rõ ràng không phải là người bình thường. Người này chính là Thẩm Thiên Hạo, con trai trưởng nhà họ Thẩm. Ông nội và ba tham gia bữa tiệc mừng thọ này là được rồi, sao phải bắt con đến? Con còn định đi giết thằng nhãi kia báo thù cho em trai. Thẩm Thiên Hạo lạnh nhạt nói. Thiên Hạo, Ngụy lão không phải nhân vật tầm thường, hôm nay ông dẫn cháu đến làm quen với Ngụy lão sẽ tốt cho cả cháu và nhà họ Thẩm. Dù sao cháu không thể ở trong sư môn mãi được, nếu cháu trở về, có Ngụy lão dẫn dắt thì không chừng cháu có thể vào triều làm quan đấy. Còn tên Diệp Phàm kia cứ để cho nó sống thêm một lúc. Ông cụ Thẩm hờ hững cất lời. Ba nói rất đúng. Thẩm Toàn Sơn gật đầu. Với thực lực của con lại thêm sư phụ, một tổng quản đại nội là cái thá gì chứ? Thẩm Thiên Hạo coi thường ra mặt. Thiên Hạo có khí phách như vậy, rất tốt. Ông cụ Thẩm khẽ mỉm cười. Ở một bên khác, Khương Uyên và Long Tướng Thương Liệt cũng có mặt. Bên cạnh bọn họ là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương và mấy người phụ trách công ty lớn của Điện Long Vương ở quận Giang Nam. Hôm nay nhiều người thật đấy. Long Tướng Thương Liệt lạnh nhạt cất lời. Khương Uyên vô tình trông thấy Diệp Phàm, sắc mặt thay đổi. Sao vậy? Long Tướng Thương Liệt nhìn Khương Uyên. Ồ, không có gì đâu Long Tướng Đại Nhân. Khương Uyên lắc đầu. Hôm nay nếu nhận được sự ủng hộ của Ngụy Lão thì Long Thủ Đại Nhân sẽ có thêm một cơ hội cạnh tranh vị trí Long Vương. Vì vậy tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót. Cầm quà mừng thọ cho cẩn thận, đây là món quà mà Long Thủ Đại Nhân đích thân chọn. Long Tướng Thương Liệt vừa nói với Khương Uyên vừa liếc nhìn món quà mừng thọ trong tay đối phương. Tôi biết rồi. Khương Uyên gật đầu. Tất nhiên Diệp Phàm cũng nhìn thấy Khương Uyên. Hắn liếc nhìn Long Tướng Thương Liệt bên cạnh Khương Uyên. Tuy hắn không quen biết đối phương, nhưng nhanh chóng đoán được đối phương hẳn là Long Tướng Thương Liệt dưới trướng Long Thủ Phần Diễm. Thực lực không tệ. Vậy thì ra tay từ ông trước. Diệp Phàm lẩm bẩm. Diệp công tử, thật trùng hợp, anh cũng ở đây. Đột nhiên một giọng nói sang sảng vang lên. Lúc này, một thanh niên đi về phía Diệp Phàm, một người đàn ông mặc đồ đen đi theo sau. Người này chính là Mộc Thần mà Diệp Phàm từng gặp mấy lần.
Sao chỗ nào cũng có mặt anh thế? Diệp Phàm nhìn Mộc Thần, hờ hững nói. Đây cũng là duyên phận của chúng ta. Mộc Thần mỉm cười đáp. Anh Tiểu Phàm, vị này là... Đường Sở Sở tò mò nhìn Mộc Thần. Một người không quen biết. Diệp Phàm nói. Xin chào Đường Tiểu Thư, tôi là Mộc Thần sinh viên Đại học Thiên Hải. Trước đây tôi từng gặp Diệp Công Tử mấy lần. Mộc Thần chào hỏi Đường Sở Sở. Anh đã điều tra người bên cạnh tôi. Diệp Phàm lập tức nhướng mày, lạnh lùng nhìn Mộc Thần. Diệp Công Tử hiểu lầm. Đường Tiểu Thư là chủ tịch xinh đẹp nổi tiếng Thiên Hải. Hiện tại đan chú nhan của Đường Thị vô cùng hot, e là không ai không biết Đường Tiểu Thư. Mộc Thần cười khẽ. Tốt nhất là anh đừng nhằm vào người bên cạnh tôi, nếu không anh sẽ biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Diệp Phàm cảnh cáo. Lúc này, một nhóm người mặc quân phục xuất hiện ở cổng Sơn Trang. Trên trang phục của mỗi người đều có một chữ hùng, ai nấy đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ và hung ác. Người đàn ông dẫn đầu cao lớn như gấu, da ngăm đen, râu tóc bờm sờm, toát ra khí tức dũng mãnh. Đây chẳng phải là người của quân đoàn Bạo Hùng sao? Hình như người đàn ông dẫn đầu kia là Bắc Đồ, quân đoàn trưởng số 3 thuộc quân đoàn Bạo Hùng sao? Không ngờ Ngụy lão mừng thọ, quân đoàn trưởng của một trong 9 quân đoàn lớn của Long Quốc là quân đoàn Bạo Hùng lại đích thân đến dự. Thể diện lớn thật đấy. Không ít người nhìn thấy nhóm người mặc quân phục này bắt đầu bàn tán xôn xao. Hoan nghênh quân đoàn trưởng Bắc Đồ. Một người phụ trách Sơn Trang bước nhanh tới trước mặt quân đoàn trưởng số 3 Bắc Đồ của quân đoàn Bạo Hùng. Quân chủ của chúng tôi bận rộn việc quân nên không thể đích thân tới chúc thọ Ngụy lão, vì vậy phái tôi tới chúc thọ. Bắc Đồ nói. Quân đoàn trưởng Bắc Đồ tới dự, chắc chắn Ngụy lão sẽ rất vui. Mời vào trong, người phụ trách khẽ mỉm cười. Sau đó lại có thêm một đoàn người xuất hiện. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ ăn mặc lộng lẫy, tay cầm quạt lông, toàn thân toát ra khí chất cao quý. Đám người phía sau mặc cổ trang gọn nhẹ, tay cầm vũ khí, ánh mắt sắc bén, khí thế phi phàm. Nhóm người này là ai? Mang theo vũ khí đến chúc thọ đúng là quá to gan. Khách khứa xung quanh đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay cả người của quân đoàn Bạo Hùng cũng không mang theo vũ khí. Vậy mà nhóm người này lại cầm vũ khí xuất hiện ở tiệc mừng thọ của Ngụy lão, hành vi này rất bất kính. Tham kiến Thế tử đại nhân. Trong lúc những người có mặt ở đây đang bàn tán, người phụ trách Sơn Trang đón tiếp Bắc Đồ lúc nãy vội vàng tiến đến, quỳ xuống chào chàng trai trẻ cầm quạt lông kia. Thế tử. Không ngờ anh ta lại là Thế tử. Tức thì khách khứa ở đây đều giật mình. Ở Long Quốc, người được gọi là Thế tử chỉ có con trai trưởng của thân vương. Thân phận này quá khủng. Lúc này cuối cùng các vị khách cũng hiểu ra tại sao đám người này lại dám mang theo vũ khí đến dự. Thì ra là Thế tử đại nhân tới, tất nhiên hộ vệ bên cạnh phải mang theo vũ khí. Không ngờ tên này cũng tới. Mộc Thần nhìn vị Thế tử này, ánh mắt lấp lóe. Đứng lên đi. Hôm nay bản Thế tử đến đây là để chúc thọ Ngụy tổng quản. Thế tử kiêu ngạo nói. Thế tử đích thân tới chúc thọ lão phu vô cùng vinh hạnh. Lúc này, Ngụy Thiên Hiền xuất hiện. Đi tới trước mặt Thế tử, khiêm tốn nói. Ngụy tổng quản khách sáo rồi. Ông phục vụ trong hoàng thất nhiều năm như vậy, là người quen cũ của ba tôi. Lần này Ngụy tổng quản đại thọ, tôi nên đến chúc mừng. Viên dạ Minh Châu Phỉ Thúy này là quà mừng mà đoàn vương phủ chúng tôi chuẩn bị cho Ngụy tổng quản, xin vui lòng nhận cho. Thế tử lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một viên dạ Minh Châu lấp lánh có giá trên trời. Cảm ơn Thế tử. Cảm ơn đoàn vương gia. Mời Thế tử. Ngụy Thiên Hiền khom lưng nhận dạ Minh Châu, mỉm cười nói. Ngay cả Thế tử của đoàn vương phủ cũng tới chúc thọ, thể diện của Ngụy lão lớn thật đấy. Phải đó, lần này nhất định phải nịnh bợ Ngụy lão thật tốt. Khách khứa xung quanh bàn tán sôi nổi. Đúng là một tên thái giám, nhưng võ công của lão thái giám này không thấp. Lẽ nào ông A luyện Quỳ Hoa Bảo Điển? Diệp Phàm nhìn Ngụy Thiên Hiền, lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu, Quỳ Hoa Bảo Điển không phải là võ công trong tiểu thuyết sao? Giang Tuyết tò mò nhìn Diệp Phàm. Không chừng ngoài đời cũng có đấy. Diệp Phàm cắn hạt dưa, nói đùa. Sau đó, hơn 300 bàn trong Sơn Trang Ngụy thị đều đầy chỗ. Ngụy Thiên Hiền đứng ở chiếc bàn màu đỏ trên cùng nhìn mọi người, đồng thời phát biểu, hôm nay lão phu Ngụy Thiên Hiền đại thọ 70 tuổi, cảm ơn các vị đã đến chúc thọ lão phu. Mọi người hãy ăn uống thoải mái nhé. Tại hạ là Thẩm Toàn Sơn gia chủ nhà họ Thẩm, thay mặt cho nhà họ Thẩm chúc Ngụy lão phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn.
xin dâng tặng một bức tranh chữ thọ. Lúc này, Thẩm Toàn Sơn lên tiếng chúc mừng. Gia chủ nhà họ Thẩm có lòng. Ngụy Thiên Hiền mỉm cười đáp. Tại hạ là Vương Tuyên, gia chủ nhà họ Tuyên, chúc Ngụy lão hồng phúc ngang trời, sống lâu trăm tuổi. Xin dâng tặng một bức tranh nổi tiếng thời Đường. Kế tiếp, gia chủ nhà họ Vương, một trong ba gia tộc lớn quận Giang Nam, cũng cất lời. Sau đó, các nhân vật quyền quý có mặt ở đây đều đứng lên chúc thọ và nhao nhao tặng quà mừng mà mình đã chuẩn bị. Quà của bọn họ đều có giá trị trên trăm triệu, thậm chí có cả đống tranh chữ cổ hơn trăm triệu. Long thủ phần Diễm Điện Long Vương chúc Ngụy lão phúc thọ an khang. Xin tặng một chuỗi tràng hạt của chùa Vạn Phật, tràng hạt này có thể diệt trừ tà tiêu tai, tĩnh khí ngưng thần. Mong Ngụy lão vui lòng nhận cho. Lúc này, Long tướng Thương Liệt đứng dậy nói với Ngụy Thiên Hiền, đồng thời bảo Khương Uyên dâng hộp quà. Ông ta mở hộp ra, bên trong là một chuỗi tràng hạt sáng bóng, tỏa ra một mùi hương đặc biệt khiến người ta lập tức cảm thấy lòng an bình, quên hết tất thảy. Tràng hạt của chùa Vạn Phật, đây là chí bảo ngàn vàng khó mua. Nhất thời các nhân vật lớn có mặt ở đây đều chấn động khi nhìn thấy chuỗi tràng hạt này. Chùa Vạn Phật là ngôi chùa đứng đầu Long Quốc, tràng hạt trong chùa đều được cao tăng chùa Vạn Phật làm phép, nghe nói có thể chữa bệnh, trừ tà tránh nạn, cực kỳ linh nghiệm. Vô số nhân vật quyền quý đến chùa Vạn Phật cầu một tràng hạt phòng thân nhưng không thành công. Vì thế, tràng hạt của chùa Vạn Phật tuyệt đối là bảo vật ngàn vàng khó mua. Bây giờ bảo vật ngàn vàng khó mua xuất hiện ở đây khiến người ta chấn động. Tuy nhiên, mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc khi thấy người của Điện Long Vương tặng món quà này. Với địa vị và thực lực của Điện Long Vương ở Long Quốc, kiếm được một chuỗi tràng hạt của chùa Vạn Phật không phải chuyện khó. Thay tôi cảm ơn Long thủ phần Diễm, cảm ơn quà mừng thọ của ông ấy. Ngụy Thiên Hiền nhìn chuỗi tràng hạt kia, trên gương mặt nở nụ cười. Ngụy lão khách khí rồi. Thương Liệt khẽ thở phào. Tiếp đó, các vị khách ở đây nối tiếp nhau chúc thọ và tặng quà mừng thọ. Cảm ơn các vị đã chúc phúc ngày hôm nay. Có điều trước khi mở tiệc, lão phu còn muốn làm một chuyện. Sau khi mọi người chúc thọ xong, Ngụy Thiên Hiền nhìn mọi người ở đây rồi nói. Ồ, mọi người đều tò mò muốn biết Ngụy lão muốn làm gì. Lúc trước con nuôi của lão phu bị người ta sát hại, lão phu vô cùng đau lòng. Hôm nay hung thủ sát hại con nuôi của lão phu cũng có mặt ở đây, vì vậy lão phu dự định giết tên hung thủ này trước mặt mọi người để an ủi linh hồn của con nuôi trên trời. Như vậy thì lão phu mới yên tâm trải qua bữa tiệc mừng thọ này. Ngụy Thiên Hiền lạnh lùng nói. Ông ta nói xong, các vị khách ở đây đều giật mình. Có người dám giết con nuôi của Ngụy lão ư? To gan thế. Đúng là nhổ răng trong miệng cọp mà. Hơn nữa, tên hung thủ này còn có mặt tại hiện trường, to gan quá nhỉ. Mọi người tò mò nhìn xung quanh, muốn biết tên hung thủ gan to hơn trời này là ai. Lão thái giám, cuối cùng thì ông không nhịn được nữa rồi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm truyền khắp sơn trang Ngụy thị. Thái giám già, cuối cùng không nhịn được hả? M thanh lạnh băng của Diệp Phàm truyền đến, toàn bộ sơn trang Ngụy thị chấn động, ánh mắt của mọi người dồn về phía hắn. Diệp Phàm ăn xong hạt dưa cuối cùng, bước về phía Ngụy Thiên Hiền. Là hắn. Ở đây rất nhiều đại lão quyền quý từng gặp Diệp Phàm ở nhà họ Bạch, sắc mặt thay đổi. Đặc biệt là Tô Lâm, quận trưởng quận Giang Nam, khi nhìn thấy Diệp Phàm, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Không lẽ hắn là hung thủ giết con nuôi của lão Ngụy? Rắc rối rồi đây. Tô Lâm cau mày. Ông ta vẫn luôn cầu nguyện tiệc mừng thọ này đừng xảy ra vấn đề gì, không ngờ cuối cùng cũng có vấn đề, hơn nữa vấn đề này còn rất khó giải quyết. Là hắn. Gia chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Toàn Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sắc mặt đen kịt, trong mắt lóe lên ý muốn giết người. Toàn Sơn, con quen biết hắn ta. Ông cụ nhà họ Thẩm nói. Ba, hắn là Diệp Phàm, hung thủ tiêu diệt nhà họ Bạch, giết hại Hạo Nhi. Thẩm Toàn Sơn nói thẳng. Sắc mặt của ông cụ Thẩm lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Không ngờ nhãi danh này tự đưa đến cửa, đỡ phí công lại đi một chuyến. Thẩm Thiên Hạo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lộ ra sát khí lạnh lẽo. Cậu ta muốn ra tay với lão Ngụy. Cảnh Nhã thấy Diệp Phàm đi đến, sắc mặt thay đổi, khiếp sợ nói. Xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi. Gia chủ nhà họ Cảnh, Cảnh Mộc lạnh nhạt nói. Tên này là ai? Ở một bên khác, Thương Liệt Long nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Khương Uyển đứng bên cạnh, sắc mặt liên tục thay đổi. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi đến gần Ngụy Thiên Hiền, cách mấy bước,
lạnh lùng nhìn đối phương. Vừa rồi cậu gọi lão phu là gì? Ngụy Thiên Hiền nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói: "Thái giám già. Không phải ông là đại nội tổng quản gì đó sao? Vậy chẳng phải là thái giám sao?" Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm vừa nói xong, sắc mặt đám khách ở đây đều thay đổi, trong lòng kinh sợ, nói thầm người này thực sự không muốn sống, vậy mà dám gọi lão Ngụy là thái giám già. Mặc dù lão Ngụy là thái giám, nhưng sao có thể nói thẳng chuyện này ra chứ? Này khác gì phơi bày tuổi già, tát vào mặt ai đó. Tên này điên rồi. Các nhân sĩ quyền quý không quen biết Diệp Phàm đều lắc đầu nhìn hắn, cảm thấy người này điên rồi, nếu không sẽ không nói những lời này. Mày, được lắm. Sắc mặt của Ngụy Thiên Hiền đen như mực, cắn răng phun ra mấy chữ. Lúc này, không khí trong sơn trang Ngụy Thị rơi xuống đáy cốc. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được cảm giác đè nén không hít thở được. Thái giám già, con nuôi của ông bị giết, ông cũng muốn đi xuống bầu bạn với cậu ta sao? Tôi có thể thành toàn cho ông. Diệp Phàm nói tiếp. Nghe những lời này của hắn, khách khứa ở đây đều có đáp án. Người này chính là hung thủ giết hại con nuôi của lão Ngụy. Người này không chỉ giết con nuôi của lão Ngụy, còn ngang nhiên khiêu khích ngay trong tiệc mừng thọ của ông ta, lá gan này rất lớn, không ai so được. Tuổi còn trẻ nhưng miệng lưỡi không nhỏ. Hôm nay tao sẽ không giết mày, tao cũng muốn để mày nếm thử cảm giác làm thái giám. Người đâu, bắt lấy. Ngụy Thiên Hiền quát. Ông ta vừa ra lệnh, cao thủ hộ vệ xung quanh sơn trang lao ra, bao vây Diệp Phàm. Muốn tôi làm thái giám, tôi đồng ý. Nhưng bà xã của tôi cũng không thể đồng ý. Diệp Phàm nói. Đám hộ vệ kia lao thẳng đến chỗ Diệp Phàm, lực chiến đấu cao siêu, thậm chí trong đó có không ít cao thủ nhân cảnh. Rất nhanh, vô số ngân châm trên người Diệp Phàm bắn ra, giống như cung tên, đâm vào người đám hộ vệ kia. Cho dù bọn họ múa may vũ khí ngăn cản cũng vô dụng, liên tục trúng chiêu, ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Rốt cuộc trên người Diệp Thiếu có bao nhiêu ngân châm? Tại sao lần nào cũng thấy anh ta lấy ra một đống ngân châm, không lẽ anh ta giấu đầy ngân châm trên người? Giang Tuyết không nhịn được hỏi. Ngoại trừ Diệp Phàm, chỉ sợ cũng không ai biết câu trả lời của câu hỏi này. Sau đợt tấn công của ngân châm, hơn trăm hộ vệ cao thủ bị đánh gục. Nhưng hộ vệ trong sơn trang không hề giảm bớt, che già măng mọc lao đến phía Diệp Phàm. Trong sơn trang này có hơn 1.000 hộ vệ. Bây giờ hơn 1.000 hộ vệ đều lao đến chỗ Diệp Phàm. Khách khứa khác đều lùi về sau, nhường ra một mảng sân lớn để tránh bị lan đến. Lúc này, Diệp Phàm bị ngàn người bay vây, nhưng vẫn bình tĩnh, từng bước giết người. Tốc độ của Diệp Phàm như điện xẹt, di chuyển trong đội ngũ ngàn người này, chém giết bọn họ. Ở trước mặt Diệp Phàm, những người này giống như dê nằm trên thớt đợi làm thịt, không hề có năng lực ngăn cản, bị đánh gục trong nháy mắt, thậm chí còn không có cơ hội tránh né. Chưa đầy 3 phút, dưới chân Diệp Phàm chất đầy thi thể. Tất cả cao thủ trong sơn trang Ngụy Thị đều bị giết chết. Khách khứa xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hít một hơi sâu. Bọn họ chưa từng thấy hình ảnh một người đánh ngàn người, còn thắng tuyệt đối, chiến thần Lữ Bố cũng không làm được như vậy. Ngụy Thiên Hiền nhìn thuộc hạ chết thảm, nhưng vẫn bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi. Một đám tôm như cá thối này cũng dám lấy ra. Thái giám già, không bằng ông tự ra tay đi, tôi đưa ông đi gặp con nuôi của ông. Diệp Phàm giải quyết xong đám hộ vệ kia, nhìn về phía Ngụy Thiên Hiền. Nhãi danh, thực lực không tệ, đáng giá thiếu gia đây ra tay. Ngụy Thiên Hiền chưa lên tiếng, đại thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Hạo lên tiếng, đi thẳng về phía Diệp Phàm. Mày là ai? Diệp Phàm nhìn về phía Thẩm Thiên Hạo. Đại thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Hạo, mày giết em trai tao, làm nhục nhà họ Thẩm, hôm nay tao muốn dùng mạng mày để trả lại. Thẩm Thiên Hạo nhìn Diệp Phàm. Quát to. Thì ra là anh trai của tên kia. Xem ra mày cũng muốn đi xuống gặp em trai mày. Nếu vậy thì tao thỏa mãn mày. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, Thẩm Thiên Hạo đang định ra tay, kết quả lại bị đứng người, đôi mắt trừng to, không thể tin được. Lúc này Diệp Phàm đã đứng trước mặt Thẩm Thiên Hạo, một tay bóp chặt cổ, bóp nát, ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, không hề ướt át bẩn thỉu. Thẩm Thiên Hạo mở to mắt, chết không nhắm mắt. Người của nhà họ Thẩm cũng kinh ngạc ngây người, mấy một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Diệp Phàm vứt thi thể của Thẩm Thiên Hạo xuống đất, người nhà họ Thẩm mới lấy lại tinh thần, nhìn Thẩm Thiên Hạo, nhìn sắc mặt chết không nhắm mắt của đối phương. Thiên Hạo,
Thẩm Toàn Sơn đau khổ lao đến trước thi thể của Thẩm Thiên Hạo, ôm chặt đối phương. Ông ta vừa mới mất một đứa con, bây giờ lại mất thêm một đứa, loại đau khổ này không thể nói lên lời. Phụt! Ông cụ Thẩm tức giận hộc máu, suýt chút nữa ngã xuống. Người nhà họ Thẩm vội vàng đỡ ông cụ Thẩm. Mày! Hai tròng mắt của ông cụ Thẩm như sắp nứt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lửa giận trong cơ thể bốc cháy. Lập tức liên hệ với ám quân, bảo hắn triệu tập tất cả lực lượng nhà họ Thẩm đến đây. Hôm nay cho dù dùng hết lực lượng nhà họ Thẩm cũng phải báo thù cho hai đứa cháu của tao. Sắc mặt của ông cụ Thẩm cực kỳ dữ tợn, quát to. Vâng. Người nhà họ Thẩm gật đầu, vội vàng đi liên hệ người. Phế vật. Sau khi giết chết Thẩm Thiên Hạo, Diệp Phàm bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng tên này có thể siêu đến mức nào, không ngờ chẳng khác gì em trai của hắn ta. Nếu để sư môn của Thẩm Thiên Hạo nghe được những lời này, khẳng định sẽ tức chết. Rốt cuộc trong thế hệ trẻ của sư môn, thực lực của Thẩm Thiên Hạo cũng coi như đứng đầu. Nhưng đến chỗ Diệp Phàm lại biến thành phế vật, có ai không tức giận chứ? Thái giám già, đừng đứng ngơ ra đấy, ra tay đi. Diệp Phàm lại nhìn về phía Ngụy Thiên Hiền. Diệp Phàm, đủ rồi. Lúc này, Tô Lâm không nhịn được, quát to. Là ông hả? Sao hả? Lần trước ra mặt cho nhà họ Diệp, lần này ông lại phải ra mặt vì tên thái giám giả này sao? Diệp Phàm lạnh nhạt hỏi. Diệp Phàm, đừng quá coi trời bằng vung, hôm nay là tiệc mừng thọ của lão Ngụy, nếu cậu dám làm bậy, đừng trách tôi không khách khí. Tô Lâm nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Tôi lại muốn nhìn xem ông không khách khí như thế nào. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đến đây. Tô Lâm quát lớn, lộc cộc. Bên ngoài sơn trang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Mấy ngàn quân quận vệ tay cầm súng ống, được võ trang đầy đủ xông vào, nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm, lần trước ở nhà họ Diệp tôi đã cho cậu mặt mũi, hôm nay nếu cậu dám làm bậy, đừng trách tôi. Quân quận vệ nghe lệnh, nếu người này dám có bất kỳ hành động nào, lập tức nổ súng, giết không tha. Tô Lâm uy nghiêm quát. Rõ. Mấy ngàn quân quận vệ cùng kêu lên. Bọn họ chĩa thẳng súng ống về phía Diệp Phàm. Chỉ cần Diệp Phàm dám có chút hành động, chắc chắn hắn sẽ được một cơn mưa đạn chào đón. Tô Lâm lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Lần trước lúc ở nhà họ Bạch, ông ta bị Diệp Phàm vả mặt, hôm nay cố ý tìm lại mặt mũi. Không khí trong sơn trang vô cùng áp lực. Diệp thiếu sẽ không sao chứ? Giang Tuyết lo lắng nói. Yên tâm, anh Tiểu Phàm sẽ không sao. Đường Sở Sở tin tưởng Diệp Phàm. Xem ra lần trước bị một châm vẫn chưa giải trí nhớ. Diệp Phàm nhìn Tô Lâm, lạnh lùng đi về phía đối phương. Chuẩn bị bắn. Thống lĩnh quân quận vệ hô to. Ngón tay của mấy nghìn người sờ đến cò súng, chuẩn bị nổ súng. Dừng tay. Một âm thanh vang lên. Mộc Thần đi đến. Ngài quận trưởng, đây là ân oán riêng giữa Diệp công tử và lão Ngụy, thân là quận trưởng quận Giang Nam, việc gì phải trộn lẫn vào. Mộc Thần nhìn Tô Lâm, lạnh nhạt nói. Cậu là ai? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Người đàn ông mặc đồ đen đứng sau Mộc Thần lấy ra một khối lệnh bài, bên trên viết một chữ mộc màu vàng. Lệnh bài của Mộc Vương Phủ. Tô Lâm nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt thay đổi. Quận trưởng Tô, có thể rút quân quận vệ về không? Mộc Thần nhìn Tô Lâm, mỉm cười nói. Ánh mắt Tô Lâm lóe lên, có chút do dự. Nhưng trong lúc ông ta đang do dự, một âm thanh kiêu ngạo khác vang lên. Chỉ là một đứa con riêng của Mộc Vương Phủ cũng dám không biết xấu hổ dùng danh nghĩa của Mộc Vương Phủ, đúng là trò cười. Mọi người nhìn về phía âm thanh này. Chủ nhân của âm thanh này chính là thế tử của Đoạn Vương Phủ. Vị thế tử này đang phe phẩy quạt lông, nhìn Mộc Thần với ánh mắt khinh thường. Nói cái gì hả? Người đàn ông mặc đồ đen phía sau Mộc Thần chỉ vào thế tử, kêu lên. Dám vô lễ với thế tử, giết! Một người hầu bên cạnh vị thế này này quát lên, định ra tay. Mộc Thần ôm quyền khom người, cấp dưới không hiểu lễ nghĩa, va chạm thế tử, mong thế tử tha cho hắn một mạng. Không hiểu lễ nghĩa, vậy ta sẽ cho người dạy lễ nghĩa cho hắn. Cắt đầu lưỡi, đào hai mắt, chặt đứt hai chân của hắn cho ta. Vị thế tử này lạnh nhạy nói. Dứt lời, mọi người đều kinh sợ, nghĩ thầm vị thế tử này đủ tàn nhẫn. Hộ vệ phía sau thế tử xông lên lao về phía người đàn ông bên cạnh Mộc Thần, hai bên chiến đấu kịch liệt. Mộc Thần nghiêm mặt nói, Đoạn thế tử thật sự không muốn nể mặt mũi của Mộc Vương Phủ sao? Một đứa con riêng như mày cũng dám đại biểu cho Mộc Vương Phủ. Hôm nay cho dù tao giết mày,
Mộc Vương phủ còn có thể làm gì tao? Thế tử khinh thường nói. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, người đàn ông mặc đồ đen bị đám hộ vệ của thế tử vây công, bị đánh liên tục lùi về sau, hộc máu. Giây tiếp theo, người đàn ông mặc đồ đen bị đánh bay ra ngoài, nện xuống dưới chân Mộc Thần. Đúng lúc người của Đoạn Vương phỉ định cắt đầu lưỡi, móc hai mắt và chặt đứt hai chân theo mệnh lệnh của thế tử, Diệp Phàm lên tiếng. Này, chuyện giữa các người có thể tìm chỗ khác xử lý hay không, đừng chậm trễ thời gian của tôi. Diệp Phàm nói. Còn có mày, hôm nay là tiệc mừng thọ của lão Ngụy, dám đảo loạn bữa tiệc này, còn vô lễ với lão Ngụy, tội đáng chết vạn lần. Người đâu, bắt lấy cho ta. Thế tử này nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh lùng quát. Ngay lập tức đám hộ vệ lao về phía Diệp Phàm. Nhóm người này đều là cao thủ nhân cảnh, trong đó có mấy người là cao thủ nhân cảnh trên ngũ trọng. Một tiếng vang chói tai truyền đến. Diệp Phàm tung ra một quyền như đạn pháo, đánh bay toàn bộ cao thủ của Đoạn Vương phủ. Phụt phụt phụt. Nhóm người này bay thẳng đến chỗ thế tử, đè thế tử ngã xuống đất. Thế tử bị đè trên mặt đất kêu thảm. Thế tử. Những người đi theo vị thế tử này lấy lại phản ứng, vội vàng dịch người đang đè trên người thế tử ra chỗ khác, đỡ hắn ta lên. Lúc này thế tử cực kỳ chật vật, sắc mặt trắng bệch, ngực đau, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ý muốn giết người bùng cháy. Những người khác có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này đều bị sự điên cuồng của Diệp Phàm dọa sợ. Tên này dám ra tay với thế tử. Lá gan quá lớn. Giết cho ta, giết hắn. Vị thế tử của Đoạn Vương phủ quát to. Hắn ta chưa bao giờ chật vật như vậy, hôm nay bị vả mặt trước nhiều người như vậy, nếu không giết chết thằng chó này, hắn ta còn gì mặt mũi. Thế tử, để tên tiểu tử này cho tôi đi. Quân đoàn trường thứ ba của quân đoàn Bạo Hùng, Bắc Đồ đứng dậy, nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy thô bạo. Bắc Đồ, đừng để hắn chết thẳng cẳng. Vị thế tử này lên tiếng. Được. Bắc Đồ gật đầu, bước ra, dẫm lõm nền nhà, tung một chưởng về phía Diệp Phàm. Một chưởng này của ông ta ẩn chứa sức mạnh rời non lấp biển, không thể đỡ. Thân là quân đoàn trường thứ ba của quân đoàn Bạo Hùng, hàng năm chinh chiến bên ngoài, sức chiến đấu của Bắc Đồ cực mạnh. Nhưng dù vậy, đứng trước mặt Diệp Phàm, ông ta vẫn không thể chịu được một đòn. Rắc rắc. Diệp Phàm tung ra một quyền, va chạm trực diện với bàn tay của Bắc Đồ, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Trong nháy mắt, xương tay của Bắc Đồ bị dập nát, cả cánh tay bị chặt đứt. Phụt. Bắc Đồ bay ra ngoài, nện trên mặt đất, tay phải bị phế bỏ. Quân đoàn trưởng. Chiến sĩ đi theo Bắc Đồ nhìn thấy Bắc Đồ bị thương, sắc mặt thay đổi, vội vàng xông lên. Dám đả thương quân đoàn trưởng, lên. Chiến sĩ quân đoàn Bạo Hùng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đang định ra tay lại bị Bắc Đồ ngăn lại. Mấy người không phải đối thủ của cậu ta, lui ra. Bắc Đồ lên tiếng. Diệp Phàm, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, lập tức giơ tay đầu hàng, nếu không giết không tha. Tô Lâm nói. Còn nói nhảm làm gì, nổ súng, giết hắn. Thế tử Đoạn Vương phủ lên tiếng. Nổ súng. Lập tức, Tô Lâm ra lệnh. Bịch. Diệp Phàm đạp chân xuống đất, giẫm nát sàn nền đá cẩm thạch, vô số đá vụn bay lên, bắn thẳng về phía hàng nghìn quận vệ. Bịch bịch bịch. Chớp mắt, đống đá vụn lập tức nện lên người đám quận vệ. Bọn họ còn chưa kịp nổ súng thì toàn bộ đã bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất phun ra máu. Chỉ trong chốc lát, cả đội quân đã bị Diệp Phàm giải quyết, ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Lúc này, tất cả trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người trợn mắt không thể tin nổi. Bây giờ bọn họ đã bị thực lực của Diệp Phàm dọa cho khiếp sợ. Sự khủng bố của người này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Cả người Tô Lâm như ngây ra. Ánh mắt Diệp Phàm liếc về phía Ngụy Thiên Hiền trên đài rồi bước từng bước về phía đối phương. Danh con, dám bất kính với lão Ngụy, muốn chết. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị bước lên đài thì một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Long tướng Thương Liệt đột nhiên ra tay, tấn công Diệp Phàm. Ông ta vừa ra tay, sức mạnh bắn ra bốn phía, không khí như bị xé toạc. Diệp Phàm không thèm nhìn, vung tay đánh một chưởng, cơ thể Long tướng Thương Liệt trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phụt, vị Long tướng Thương Liệt này đến nhanh mà đi cũng nhanh, nháy mắt đã bay ra xa mấy chục mét, rơi xuống đất không ngừng nôn ra máu. Khương Uyên, bắt ông ta về. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Rõ. Khương Uyên gật đầu, phất tay. Lúc này, hai thành viên của Điện Long Vương bắt lấy Long tướng Thương Liệt.
Ông ta đã bị Diệp Phàm đánh cho bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, căn bản không thể phản kháng. Khương Uyên, ông đúng là to gan, ông muốn làm cái gì? Long tướng Thương Liệt hô lên. Khương Uyên không thèm để ý tới lời Long tướng Thương Liệt, trực tiếp áp giải người đi. Xem ra, lão phu đã đánh thấp cậu rồi. Tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh như vậy, có lẽ bối cảnh cũng không tầm thường. Nói ra xem, rốt cuộc cậu có lai lịch gì? Không chừng lão phu còn có thể tha cho cậu một mạng. Ngụy Thiên Hiền nhìn Diệp Phàm nói. Hiển nhiên, sau khi nhìn thấy thực lực của Diệp Phàm, trong lòng đã có chút cảnh giác, dù sao có thể bồi dưỡng được một thiên tài võ học như vậy, thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù, Ngụy Thiên Hiền tự nhận thân phận của mình không thấp, nhưng Long Quốc có rất nhiều quý tộc vương triều và những thế lực lánh đời, ông ta không thể tùy ý đắc tội. Vậy nên ông ta muốn biết thế lực sau lưng Diệp Phàm rồi mới quyết định xử trí. Nhưng tôi không có ý định bỏ qua cho ông. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Ngụy Thiên Hiền, hắn dẫm lên đài, thẳng tay tấn công về phía ông ta. Vẻ mặt Ngụy Thiên Hiền lạnh lẽo, vung tay đánh ra một chưởng, sau khi chạm nhau, xung quanh bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng. Vị này từng là tổng quản hoàng cung, thực lực đã sớm vượt qua nhân cảnh, đạt tới bậc cao hơn. Trong phút chốc, hai bên va chạm truyền ra tiếng nổ lớn. Giây tiếp theo, bục dưới chân họ vỡ vụn rồi sụp đổ. Một chưởng này khiến cơ thể Ngụy Thiên Hiền lùi về phía sau, tóc tai rối bời, ông ta kêu lên đau đớn, máu tràn ra từ khóe miệng. Thái giám già, thực lực không tệ nha. Diệp Phàm cười lạnh nhìn Ngụy Thiên Hiền. Ánh mắt Ngụy Thiên Hiền nhìn Diệp Phàm chằm chằm Diệp Phàm, sau đó nói với Độc Tông thiếu chủ Khâu Phong, "Khâu thiếu, Độc Tông các người không định ra tay sao?" "Độc Tông?" Diệp Phàm nhìn về phía Khâu Phong. Lúc này, Khâu Phong dẫn theo năm cao thủ Độc Tông đi tới, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo, không ngờ trên đời này còn có thiên tài như vậy, nhưng đáng tiếc, giết người của Độc Tông chúng ta thì nhất định phải chết, nếu không thì bản thiếu chủ cũng muốn thu nhận cậu. Không ngờ, Độc Tông ngoại trừ lão già kia, vậy còn có Dư Nghiệt còn sót. Diệp Phàm nhìn Khâu Phong, lạnh giọng nói. Khâu Phong nhíu mày nhìn Diệp Phàm, cậu biết Độc Tông. Năm đó Độc Tông làm hại bách tính, bị quỷ cốc tiêu diệt, sao tôi lại không biết được. Lúc trước, quỷ cốc chưa diệt sạch mấy người, hôm nay vừa vặn, để tôi tiễn các người lên đường. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sốt của cậu là ai? Lẽ nào? Ánh mắt Khâu Phong nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Đột nhiên hắn nghĩ tới vừa rồi Diệp Phàm bắn ra ngân châm, đồng tử co rút, cậu là người của quỷ cốc. Người chết không cần phải biết những chuyện này. Diệp Phàm lạnh giọng. Hắn vọt về phía Khâu Phong. Bộp bộp bộp. Ngay lập tức, năm cao thủ Độc Tông đứng sau Khâu Phong tấn công về phía Diệp Phàm. Mỗi người đều sử dụng độc, bao gồm khí độc, khói độc, độc trưởng và những chiêu thức độc ác khác. Nhưng Diệp Phàm chỉ đánh từng quyền từng. Hắn cũng không thèm để ý tới những chiêu thức dùng độc của năm người kia, đánh nổ tung tất cả bọn họ. Ngũ độc trưởng. Lúc này, Khâu Phong cũng lao tới phía Diệp Phàm, trên bàn tay của hắn ta chứa 5 loại kịch độc, dung hợp lại với nhau, độc tích của nó vô cùng đáng sợ, bất cứ cao thủ nào dính phải đều sẽ chết. Hai quyền của Diệp Phàm và Khâu Phong chạm nhau. Phụt. Cơ thể của Khâu Phong bị đánh bật ra phía sau, trọng miệng phun ra máu, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh như băng, danh con. Cậu trúng ngũ độc trưởng của tôi, cho dù thực lực của cậu có mạnh tới đâu thì cũng phải chết. Ngũ độc trưởng, nghe cũng dọa người đấy. Anh xem tôi là trẻ con 3 tuổi sao? Diệp Phàm khinh thường. Sao cậu lại không việc gì? Khâu Phong trông thấy Diệp Phàm không có phản ứng gì, vẻ mặt của hắn ta thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất cứ cường giả nào dính phải ngũ độc trưởng của hắn ta, chưa tới 3 giây đã mất mạng. Nhưng người này lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đương nhiên không sao. Chỉ dựa vào ngũ độc trưởng cũng muốn giết tôi, nếu để tam sư phụ tôi biết được thì ông ấy sẽ bị tức chết. Diệp Phàm đi tới trước mặt Khâu Phong, chế nhạo hắn ta. Tam sư phụ của cậu là ai? Khâu Phong trầm mặt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, anh nói xem. Diệp Phàm cười giỡn, chẳng lẽ là... Ngay lập tức, Khâu Phong thay đổi sắc mặt, hai mắt mở to nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Tam sư phụ của người này là quỷ cốc y thánh. Không sai, chỉ có cách này mới có thể giải thích vì sao đối phương không sợ ngũ độc trưởng của hắn. Cậu! Khiếp sợ qua đi, Khâu Phong đang định nói gì đó với Diệp Phàm, kết quả đối phương đã xuất hiện trước mặt, giơ tay bóp cổ hắn. Độc Tông mấy người còn dư nghiệt nào nữa không? Diệp Phàm bóp cổ đối phương,
lạnh lùng nói. Cậu dám giết tôi, ba tôi xuất quan nhất định sẽ không tha cho cậu. Mặt Khâu Phong đỏ nghẹn. Vậy tôi đợi ba anh tới. Rắc rắc. Dứt lời, cổ vị thiếu chủ độc tông lệch sang một bên, tắt thở tại chỗ. Làm xong Diệp Phàm ném xác hắn xuống đất, ngay lúc chuẩn bị đối phó Ngụy Thiên Hiền thì đột nhiên có bóng dáng cầm vũ khí xông vào, ước chừng 1.000 người. Lão gia. Gia chủ. Người dẫn đầu đi tới trước mặt ông cụ Thẩm và Thẩm Toàn Sơn. Bằng mọi giá, giết chết cậu ta cho tôi. Ông cụ Thẩm giận dữ, chỉ tay về phía Diệp Phàm. Ngay cả khi biết thực lực của Diệp Phàm, nhưng nỗi đau mất đi hai đứa cháu trai, ông cụ Thẩm đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn Diệp Phàm chết. Rõ. Ngay lập tức, cả nghìn người của nhà họ Thẩm cùng xông về phía Diệp Phàm, trực tiếp nổ súng. Trong phút chốc, đạn khắp bầu trời bắn về phía Diệp Phàm, dày đặc đến mức muốn biến hắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng những viên đạn này bay tới cách hắn nửa tấc thì đột nhiên dừng lại. Không sai, chính là dừng lại giữa không trung. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trong sơn trang như ngây ra. Chết! Diệp Phàm lạnh lùng quát ra một chữ, trên người hắn bắn ra một luồng sức mạnh vô hình. Đàn bay đầy trời quay ngược về hướng ban đầu, bắn về phía nhóm người nhà họ Thẩm. Phụt phụt phụt! Đạn bắn lên người bọn họ, từng người ngã xuống, chết không nhắm mắt. Trong chớp mắt, người nhà họ Thẩm gọi tới đã bị chính viên đạn mình bắn ra tiễn xuống địa ngục. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này chẳng khác nào như đang nằm mơ. Vẻ mặt ông cụ Thẩm cứng đờ. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía bọn họ. Hắn phất tay bắn ra ngân châm, đâm vào trong cơ thể ông cụ Thẩm, Thẩm Toàn Sơn và những thành viên cấp cao khác của nhà họ Thẩm, tiễn tất cả bọn họ xuống địa ngục. Nếu như đám người nhà họ Thẩm này đã muốn giết hắn, tất nhiên Diệp Phàm sẽ không khách khí. Diệt cỏ không diệt tận gốc thì sẽ để lại hậu họa về sau. Đây là đạo lý mà các sư phụ đã nói cho hắn biết. Thái giám già, ông muốn chạy đi đâu? Bỗng nhiên, Diệp Phàm lạnh giọng quát lớn. Ngụy Thiên Hiền muốn nhân cơ hội chạy thoát, nhưng sao hắn có thể để ông ta chạy được? Vụt! Trong nháy mắt, Diệp Phàm như một bóng ma xuất hiện trước mặt Ngụy Thiên Hiền. Danh con, mày đừng có khinh người quá đáng, tốt xấu gì lão phu cũng là tiền tổng quản đại nội, có cơ hội gặp mặt bệ hạ, nếu mày dám. Ngụy Thiên Hiền u ám nhìn Diệp Phàm. Ông ta còn chưa nói xong thì Diệp Phàm đã đánh ra một quyền bay thẳng về phía Ngụy Thiên Hiền. Lúc này, Ngụy Thiên Hiền bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của cơ thể để chống đỡ. Bịch. Giây sau, cả người ông ta bị đánh bay ra xa mấy chục mét, nện trên cửa sơn trang. Phụt phụt phụt. Ngụy Thiên Hiền rơi xuống đất, miệng không ngừng phun ra máu, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngụy tổng quản. Lúc này, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam, Lý Kiến xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng này của Ngụy Thiên Hiền, vẻ mặt ông ta thay đổi rồi hô lên. Nhưng đòn vừa rồi của Diệp Phàm đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của Ngụy Thiên Hiền, cho dù thực lực của ông ta có mạnh tới đâu thì cũng chỉ còn con đường chết. Ngụy tổng quản. Lý Kiến gọi Ngụy Thiên Hiền. Phút. Sau đó, ánh mắt Lý Kiến nhìn về phía Diệp Phàm, ông ta lạnh giọng nói, là cậu giết chết Ngụy tổng quản. Là tôi giết. Diệp Phàm không quan tâm đáp, cậu biết Ngụy tổng quản là ai không? Lý Kiến tức giận quát. Biết, chỉ là một lão thái giám mà thôi. Diệp Phàm hờ hững đáp. Ông ấy chính là tiền tổng quản đại nội, phụ trách quản lý mọi việc quan trọng trong hoàng cung, thân phận cao quý, cho dù là đại thần trong triều cũng không dám tùy ý đắc tội với ông ấy, vậy mà cậu dám giết. Chẳng lẽ cậu cho rằng mình có quân đao bảo vệ thì có thể muốn làm gì thì làm? Nếu chuyện này truyền tới tai hoàng đế, cho dù là quân đao cũng không che chở được cho cậu. Lý Kiến nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh như băng. Tôi cũng không cần hắn ta che chở. Một tên thái giám mà thôi, muốn giết thì giết. Nếu ông không phục thì đi chết cùng ông ta. Diệp Phàm khinh thường nói. Lúc này trên người Diệp Phàm toát ra sự kiêu ngạo, coi thường tất cả. Cậu! Lý Kiến nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tức tới suýt chút nữa đã ra tay. Nhưng ông ta không nhịn được. Ông ta biết rất rõ thực lực của Ngụy Thiên Hiền, thân là tổng quản Hoàng gia Long Quốc, đương nhiên sức mạnh không thể kém, sớm đã đột phá qua nhân cảnh, ông ta căn bản không chống lại được. Nhưng ngay cả Ngụy Thiên Hiền cũng chết trong tay tên tiểu tử này, nếu ông ta ra tay thì cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Nếu có người dám nói lung tung chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ không khách khí. Diệp Phàm liếc nhìn đám người sơn trang Ngụy thị, hắn đi tới trước mặt Đường Sở Sở, bà xã, chúng ta đi thôi. Dạ.
Đường Sở Sở gật đầu, cô khoác cánh tay Diệp Phàm đi ra ngoài. Cứ như vậy, sau khi Diệp Phàm giết chết Ngụy Thiên Hiền, hắn đường đường chính chính rời khỏi Sơn Trang Ngụy thị, không một ai dám ngăn cản. Tô Lâm, Thế tử Đoạn Vương phủ, Lý Kiến, bao gồm rất nhiều các đại lão quyền quý đang có mặt ở đây, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm rời đi. Mộc Thần nhìn bóng lưng Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Ba, xem ra chúng ta phải qua lại thân thiết với hắn ta rồi. Trong đội ngũ nhà họ Cảnh, Cảnh Nhã trầm giọng nói. Không được. Cảnh Mộc quát, ạc, ba sao thế? Cảnh Nhã nhìn ba mình với vẻ mặt ngơ ngác. Mặc dù người này có thực lực rất mạnh, giết chết lão Ngụy, nhưng hắn ta cũng đắc tội với quận trưởng quận Giang Nam, Thế tử Đoạn Vương phủ, thậm chí là Điện Long Vương, bao gồm cả thế lực đứng sau lưng lão Ngụy, nếu bây giờ chúng ta thân thiết với hắn, vậy chẳng khác nào ngang nhiên với những thế lực này. Ánh mắt Cảnh Mộc lóe lên rồi nói. Ba nói đúng. Nghe xong lời Cảnh Mộc nói, Cảnh Nhã như bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô gật đầu lia lịa. Nếu như tất cả bọn họ không làm gì được hắn, vậy mới xứng đáng cho nhà họ Cảnh chúng ta qua lại. Cảnh Mộc trầm giọng nói. Lúc này, tất cả mọi người đều đang bàn tán về Diệp Phàm. Thằng danh chết tiệt, bản thế tử tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Gương mặt Thế tử Đoạn Vương phủ dữ tợn quát lớn. Sắc mặt quận trưởng quận Giang Nam, Tô Lâm cũng cực kỳ khó coi. Bên kia, Diệp Phàm đưa Đường Sở Sở rời khỏi Sơn Trang Ngụy thị thì đi thẳng tới phân điện Long Vương ở quận Giang Nam. Diệp Phàm ngồi trong phân điện, Khương Uyên đứng một bên. Long tướng Thương Liệt bị áp giải quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Khương Uyên, đồ khốn nạn, ông dám phản bội Điện Long Vương, phần Diễm Long thủ sẽ không tha cho ông. Long tướng Thương Liệt giận dữ gào thét về phía Khương Uyên. Bốp! Khương Uyên giáng một cái tát lên mặt Long tướng Thương Liệt, phản bội Điện Long Vương. Tôi thấy ông mới là người phản bội Điện Long Vương mới đúng, hay cả thiếu chủ cũng dám ra tay, lá gan của ông cũng to thật đấy. Thiếu chủ Điện Long Vương. Cậu! Long tướng Thương Liệt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, ông biết người này. Diệp Phàm duỗi ngón tay đang đeo nhẫn Long Vương ra. Long tướng Thương Liệt nhìn thấy nhẫn Long Vương thì thay đổi sắc mặt, hai mắt trừng lớn, ông ta không thể tin nổi, đây là nhẫn Long Vương. Không sai. Đây chính là nhẫn Long Vương. Diệp Phàm hờ hững nói. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Sao cậu lại có nhẫn Long Vương của lão điện chủ? Long tướng Thương Liệt ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Thiếu chủ chính là đệ tử thân truyền của điện chủ, cũng chính là người kế nhiệm của Điện Long Vương. Ông dám ra tay với thiếu chủ, dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết. Khương Uyên quát từng câu từng chữ với Long tướng Thương Liệt. Cái gì, cậu là đệ tử thân truyền của lão điện chủ? Long tướng Thương Liệt khiếp sợ. Sao nào, không giống. Diệp Phàm cười lạnh. Tham khiến thiếu chủ, lúc trước thuộc hạ có mắt như mù, không biết thiếu chủ, mạo phạm tới thiếu chủ, xin người thứ tội. Ngay lập tức Long tướng Thương Liệt quỳ xuống bái lạy Diệp Phàm. Ông không phải người của phần Diễm Long thủ sao? Nghe nói phần Diễm Long thủ muốn tranh giành vị trí Long Vương, ông phải lập tức giết chết người kế nhiệm là tôi đây mới đúng chứ? Diệp Phàm cười khẩy nhìn về phía Long tướng Thương Liệt. Soạt! Nhất thời, cơ thể Long tướng Thương Liệt run rẩy, mặt tái nhợt, trên trán toát cả mồ hôi lạnh, ông ta vội vàng khấu đầu, mặc dù thuộc hạ là người của phần Diễm Long thủ, nhưng cũng là người của Điện Long Vương, thuộc hạ vĩnh viễn trung thành với lão điện chủ, nếu như thiếu chủ là đệ tử thân truyền, đồng thời cũng là người kế nhiệm Long Vương, vậy thì người chính là chủ nhân của thuộc hạ tuyệt đối không dám có suy nghĩ gian dối. Ông cũng khá tức thời đấy. Nhưng tôi không yên tâm lời ông nói. Nếu như ông thật sự trung thành với tôi, vậy thì nuốt viên thuốc này xuống. Diệp Phàm ném một viên thuốc cho Long tướng Thương Liệt. Đây là... Long tướng nhìn viên thuốc, vẻ mặt hơi chần chờ. Đây là thuốc độc. Diệp Phàm lạnh giọng. Vẻ mặt Long tướng Thương Liệt thay đổi. Ông ta đang định mở lời thì đối phương đã nói trước. Ông yên tâm, mặc dù đây là thuốc độc nhưng sẽ không lập tức phát tác. Chỉ cần ông trung thành với tôi, nửa năm sau tôi sẽ đưa ông thuốc giải, nhưng nếu ông dám hài lòng, vậy thì viên thuốc độc này sẽ khiến ông muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Long tướng Thương Liệt nghe vậy thì gương mặt cực kỳ khó coi, toàn thân run rẩy. Làm sao, không muốn uống? Lẽ nào ông thật sự hài lòng? Hay là nói, ông muốn tiếp tục nghe lệnh của phần Diễm Long thủ? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Thuộc hạ không dám. Long tướng Thương Liệt vội vàng nuốt viên thuốc. Bây giờ ông quay trở về phần Diễm Long thủ,
báo cáo cho tôi biết mọi hành động bên đó và những long thủ khác của Điện Long Vương. Về chuyện xảy ra ngày hôm nay, chắc ông biết phải nói thế nào rồi nhỉ? Diệp Phàm nói. Thuộc hạ đã rõ, Long tướng Thương Liệt gật đầu. Ngay sau đó, ông ra rời khỏi phân điện. Thiếu chủ, ngài đúng là lợi hại, tóm được ông ta dễ như vậy, liệu bên phía phần Diễm Long thủ có phát hiện ra được không? Khương Uyên nhìn Diệp Phàm nói. Phát hiện thì phát hiện thôi. Diệp Phàm không quan tâm. Diệp Phàm có rất nhiều cách để đối phó với người của Điện Long Vương. À đúng rồi, ông bắt hết người của Thương hội Giang Nam và Từ Thị lại, nói cho họ biết, ngoan ngoãn đi tham dự lễ khai trương của tập đoàn Đường Thị ở phân bộ thành phố Tô, ai không tham gia thì giết chết. Diệp Phàm phân phó. Rõ, nhưng mà thiếu chủ, phía sau Thương hội Giang Nam có một ông chủ, nghe nói là một vị đại lão ở đế đô. Khương Uyên nói. Làm sao? Ông sợ. Diệp Phàm liếc Khương Uyên một cái. Thuộc hạ không có. Cơ thể Khương Uyên run rẩy, vội vàng khom người đáp. Nhớ kỹ, ông là người của Điện Long Vương, quan tâm gì tới đại lão sau lưng bọn họ, kẻ dám đối địch với Điện Long Vương đều phải chết. Diệp Phàm hờ hững nói. Thuộc hạ đã hiểu. Tôi lập tức cho người đi xử lý chuyện này. Còn chuyện nữa, tôi đã điều tra rõ mục đích tham gia đấu giá Thiên Long của Thương Liệt. Ông ta muốn đấu giá viên ngọc rồng tiếp theo. Khương Uyên nói. Lại là ngọc rồng. Hội đấu giá lần này sẽ có ngọc rồng. Diệp Phàm nhíu mày. Đúng vậy, hơn nữa lần này có không ít người đều nhìn chằm chằm vào viên ngọc rồng. Người của tôi phát hiện có nhiều người của các thế lực đã tới thành phố Tô. Tới thành phố Tô. Thiếu chủ, hội đấu giá Thiên Long lần này được tổ chức ở thành phố Tô, diễn ra vào ngày mai. Khương Uyên báo cáo từng việc một. Nếu đã như vậy, ngày mai tôi phải tới đó xem thử. Diệp Phàm cười khẽ. Thiếu chủ, đây là quà lễ của Long tướng Thương Liệt tặng cho Ngụy Thiên Hiền, tôi đã cầm về, thiếu chủ, người có thể nhận. Lúc này, Khương Uyên lấy hạt châu trong người đưa cho Diệp Phàm, chính là viên Phật châu kia. Phật châu này cũng có chút thú vị. Diệp Phàm nhận lấy, cảm nhận năng lượng bên trong rồi mỉm cười. Hắn đi tới cạnh đường Sở Sở, bà xã. Ngày mai anh muốn tới một buổi đấu giá, em đi cùng anh, đợi kết thúc rồi chúng ta lại trở về. Là hội đấu giá Thiên Long sao, em cũng từng nghe nói, đúng lúc muốn mở mang kiến thức. Đường Sở Sở đáp. Đúng rồi, đây là Phật Châu, em cầm lấy. Nó có thể xua đuổi tà ma, tiêu trừ tai họa. Diệp Phàm đưa Phật Châu cho Đường Sở Sở. Đây không phải là... Ừ, chính là nó. Em mang theo bên người đi. Diệp Phàm nói. Đường Sở Sở gật đầu. Bởi vì cái chết của Ngụy Thiên Hiền mà trực tiếp gây ra một hồi chấn động lớn. Sau khi tin tức Ngụy Thiên Hiền bị người ta giết chết trong tiệc mừng thọ của mình truyền ra ngoài, ngay lập tức khiến toàn bộ quận Giang Nam dậy sóng. Thế nhưng, bởi vì Diệp Phàm đã cảnh cáo trước nên những khách mời tham dự tiệc mừng thọ không ai dám bép xép gì, ngoại trừ người tham kiến, cũng không biết sốt của kẻ nào gan dạ như thế, dám giết Ngụy lão có thân phận tôn quý. Sau khi tin tức này truyền đến đế đô cũng tạo nên rung chuyển không nhỏ trong giới quý tộc, dù sao thì Ngụy Thiên Hiền cũng là cựu tổng quản hoàng cung, quản lý tất cả việc lớn nhỏ của hoàng thất, từng giao tiếp với vô số quyền quý, thậm chí còn được coi là người quen cũ. Tuy hiện giờ đối phương đã về hưu nhưng mối quan hệ, bối cảnh đặt ở đó, rồi cộng thêm tu vi võ đạo hùng mạnh. Hiện tại Ngụy Thiên Hiền lại bị người ta chém giết ngay trong tiệc mừng thọ của mình, tự nhiên dẫn tới vô số quyền quý ở đế đô bàn tán xôn xao. Trong phủ đệ Đoàn Vương phủ, vị đoàn thế tử kia vừa trở lại đã hét lớn, người đâu, triệu tập một đám cao thủ vương phủ, tôi muốn bầm thây thằng nhãi danh kia. Thân là thế tử, lỗ mãng như thế còn thể thống gì? Lúc này, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên từ phía sau thế tử, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu trắng, thắt đai ngọc, chắp hai tay sau lưng đi tới, cả người tản ra một uy thế vô hình. Ông ta chính là Đoàn Vương Đoàn Thiên Đức, một trong những thân vương của Long Quốc. Cha, khéo quá, hôm nay cha nhất định phải báo thù cho con. Vị thế tử kia vừa thấy Đoàn Vương đã tức giận gào lên. Cha nghe nói Ngụy Thiên Hiền đã chết rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Thiên Đức trầm giọng hỏi. Vị thế tử kia ngay lập tức kể lại mười chuyện xảy ra trong sơn trang Ngụy Thị cho cha mình. Lại có việc này. Nghe xong, Đoàn Thiên Đức khẽ nhướng mày. Không sai, thằng nhãi kia quá đáng ghét, dám khi nhục bổn thế tử. Nó đang đánh vào mặt Đoàn Vương phủ đấy cha, không thể bỏ qua cho nó được. Cha, cha mau ra lệnh cho người đi bắt nó về đi,
con muốn tên khốn kia sống không bằng chết. Vẻ mặt Đoàn Thế Tử vô cùng dữ tợn, làm càn. Đoàn Thiên Đức nhíu mày, quát Thế Tử, cha, sao cha lại mắng con? Thế Tử khó hiểu. Cha đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi, làm việc không được xúc động, phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới hành động. Ngụy Thiên Hiền kia đột phá nhân cảnh từ lâu, đã là cao thủ huyền cảnh, người này có thể dễ dàng chém giết một cao thủ huyền cảnh, còn kiêu căng ngạo mạn như thế, con cảm thấy đối phương là người bình thường à? Đoàn Thiên Đức lạnh lùng hỏi. Võ đạo, phía trên nhân cảnh chính là huyền cảnh, cái này. Vị Thế Tử kia hơi do dự. Ở Long Quốc, thế hệ trẻ có thể đạt tới cấp độ huyền cảnh, nhất định sau lưng phải có bối cảnh cực kỳ hùng mạnh hoặc cao nhân ẩn thế ủng hộ. Người này tuyệt đối không phải là loại có thể tùy tiện ứng phó, về sau con cần suy xét nhiều hơn. Đoàn Thiên Đức quát mắng Thế Tử. Cha, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua như vậy? Con không nuốt trôi được cục tức này. Giờ phút này, Đoàn Thế Tử vẫn không cam lòng nói. Con là Thế Tử Đoàn Vương Phủ, đại diện cho toàn bộ Đoàn Vương Phủ, đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng, nếu không mặt mũi Đoàn Vương Phủ vứt đi đâu. Cha sẽ sai người đi điều tra rõ ràng thân phận của đối phương, sau đó mới ra tay. Đoàn Thiên Đức uy nghiêm nói. Vâng. Thế Tử gật đầu. Đúng rồi, lúc trước cha bảo con tiếp xúc nhiều với cô gái tên Như Yên kia, thế nào rồi? Đoàn Thiên Đức hỏi Thế Tử. Cha, con đã tiếp xúc rồi nhưng người phụ nữ đó không quan tâm con. Thế Tử không kiên nhẫn nói. Không phải con giỏi nắm bắt tâm phụ nữ nhất à? Sao đến lượt con nhỏ này lại thất bại? Như Yên là con gái duy nhất của trưởng sự Bách Hoa Lâu hiện giờ, vị trưởng sự rất thương yêu con gái, giao hết công việc của Bách Hoa Lâu cho con bé phụ trách. Nếu có thể nắm được trái tim của con bé, vậy toàn bộ Bách Hoa Lâu sẽ thuộc về tay chúng ta. Một khi Đoàn Vương Phủ khống chế được tổ chức Bách Hoa Lâu, vậy kế hoạch của bổn vương sẽ như hổ thêm cánh, hiểu chưa? Đoàn Vương Phủ nhìn Thế Tử, lạnh lùng nói. Vâng thưa cha, con trai nhất định sẽ cua đổ người phụ nữ này. Đoàn Thế Tử gật đầu. Ở trụ sở chính của chiến bộ Long Quốc, Quân Đao đứng trước mặt Long Chiến Thiên, Long Soái, ngài xem chuyện này nên giải quyết như thế nào. Người này làm việc không hề kiêng nể gì, không chỉ giết Ngụy Thiên Hiền trước mặt mọi người mà còn đắc tội cả Đoàn Thế Tử và quân đoàn Bạo Hùng. Hận thù giữa cậu ta và quân đoàn Bạch Hổ còn chưa hóa giải đã thêm một quân đoàn Bạo Hùng, đúng là khiến người khác nhức đầu. Long Chiến Thiên xoa đầu, cảm thán. Long Soái. Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa thể xác định nhưng rất có thể đối phương chính là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách, bởi vậy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Quân Đao trầm giọng nói. Tôi biết, nếu thằng nhóc này gặp chuyện, với tính tình của tên Tiêu Thiên Sách kia, không lật trời thì cũng quậy tung Long Quốc, tôi vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa đây. Long Chiến Thiên mỉm cười bất đắc dĩ, dặn dò, truyền lệnh của tôi, đè việc này xuống, nói với quận trưởng quận Giang Nam, không được làm gì cậu ta. Báo cho quân đoàn Bạo Hùng bên kia nữa, không được làm bất cứ chuyện gì vi phạm quân lệnh, về phần Đoàn Vương Phủ, tôi sẽ tự mình đến cửa thăm hỏi. Vâng, Long Soái, Quân Đao gật đầu. Đúng rồi, phía bên Lưu Ly Quốc có tin tức gì không? Long Chiến Thiên hỏi, ngoại trừ phái một nhóm cao thủ đã cảo tạo gen đến đối phó Diệp Phàm thì im phăng phắc. Quân Đao báo cáo, với tính cách của đám người Lưu Ly Quốc, nếu bọn họ đã xé hủy hiệp ước đồng minh thì tuyệt đối không có khả năng im hơi lặng tiếng. Tôi linh cảm đây chỉ là sự tĩnh lặng trước giông tố mà thôi, xem ra không lâu sau sẽ bùng nổ đại chiến rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Long Chiến Thiên thản nhiên nói. Long Soái yên tâm, hiện giờ Long Quốc đã không phải là Long Quốc 20 năm trước, cho dù năm nước kia có quay lại, chúng ta cũng không cần e ngại. Quân Đao tự tin nói. Long Quốc bây giờ đúng thật đã khác xa năm đó, phát triển hùng mạnh hơn rồi, đồng thời cũng dẫn tới nhiều người ghen ghét, một khi thật sự xảy ra đại chiến sẽ không chỉ đơn giản là liên quân năm nước. Trong mắt Long Chiến Thiên lóe lên tia phức tạp, khẽ thở dài. Đế Đô, trong một biệt thự được canh giữ xâm nghiêm, Thương Liệt mặt mũi tái nhợt đang quỳ gối, trước mặt ông ta là một người đàn ông mặc áo bào đỏ thẫm. Trên người đối phương tỏa ra luồng uy áp vô hình, tay cầm một điếu xì gà. Không ngừng nhả khói. Người này chính là Phần Diễm Long Thủ, một trong 8 vị Long Thủ của Điện Long Vương. Ngụy Thiên Hiền chết như thế. Phần Diễm Long Thủ rít một ngụm xì gà, lạnh lùng hỏi. Long Thủ, là thuộc hạ vô năng. Long tướng Thương Liệt cúi đầu bẩm báo với Phần Diễm Long Thủ, ho khùng khục. Ngay cả Ngụy Thiên Hiền cũng không phải đối thủ của tên kia, không thể trách ông được.
có điều quận Giang Nam xuất hiện thiên tài như vậy từ khi nào thế? Ông cử người đi điều tra thân phận của đối phương, thuận tiện dưỡng thương luôn đi, không bao lâu nữa là đến Đại hội Long Vương rồi, còn rất nhiều việc cần ông làm đấy. Phần Diễm Long Thủ mở miệng nói. Đa tạ Long Thủ, Thương Liệt gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu đi điều tra xem chuyện xảy ra ở Sơn Trang Ngụy Thị hôm nay có khác với những lời Thương Liệt vừa kể không? Phần Diễm Long Thủ bỗng nhiên nói với không khí. Soạt! Một bóng dáng bất ngờ xuất hiện, quỳ gối trước mặt Phần Diễm Long Thủ, vâng, chủ nhân. Chẳng biết vì sao, gần đây trong lòng tôi hơi lo lắng, cậu báo với ba vị Long Tướng còn lại, dặn bọn họ đẩy nhanh tốc độ, với cả hẹn phiệt chủ Hách Liên Phiệt giúp tôi. Đại hội Long Vương lần này, tôi nhất định phải ngồi lên ngai vàng Long Vương. Còn nữa, cậu tự mình đến Tô Thị một chuyến, ngày mai bán đấu giá Long Ngọc, bất kể như thế nào cũng phải đoạt về cho tôi. Phần Diễm Long Thủ lạnh lùng quát. Vâng. Bóng dáng kia gật đầu, sau đó lại biến mất. Điện Long Vương là của ta. Trong mắt Phần Diễm Long Thủ lập lòa ánh sáng, sâu trong con ngươi giấy lên hai ngọn lửa hừng hực. Cùng lúc đó, trong môn phái của Thẩm Thiên Hạo. Dám giết đồ nhi của ta, ta muốn ngươi chết. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong môn phái, tràn ngập sát khí nồng nặc và uy thế ngập trời. Mà ở trong một hang sâu quỷ dị đầy chướng khí khác đang tụ tập một đám người mặc áo đen, hốc mắt lõm, môi đen ngòm. Bọn họ chính là người của Độc Tông. Thiếu chủ bị giết, chúng ta nên báo cáo với tông chủ như thế nào? Đám người này đang bàn bạc, rõ ràng cả đám đã nhận được tin thiếu chủ Độc Tông bị giết. Ánh mắt bọn họ tập trung về một góc trong hang núi, tông chủ Độc Tông đang bế quan tu luyện ở đó. Hiện giờ là thời khắc bế quan mấu chốt của tông chủ, tuyệt đối không được quấy rầy ngài ấy. Tam trưởng lão, ông nhanh chóng dẫn người đi tìm hung thủ sát hại thiếu chủ, bắt về đây, đợi tông chủ xuất quan sẽ xử lý. Đại trưởng lão Độc Tông nói. Vâng. Một vị lão giả mặt mày âm u gật đầu bước ra. Thiên Hải, trong bệnh viện. Giờ phút này Đường Chính Nghĩa và con trai Đường Phong đều nằm ở đây, cha, tên khốn kia phế hai chân của con rồi, hiện tại con chẳng khác gì phế vật. Con nhất định phải chém chết nó. Con muốn nó và con ả Đường Sở Sở kia tan xương nát thịt. Đường Phong nhìn hai chân đã bị phế bỏ của mình, vẻ mặt dữ tợn, giận dữ gầm lên, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Đường Chính Nghĩa lạnh lùng, nói, yên tâm, bọn họ đều sẽ chết. Cha đã bỏ ra 100 triệu liên hệ với một tổ chức sát thủ thế giới. Bọn họ sẽ cử một nhóm siêu sát thủ đến đây, tiễn thằng nhãi danh kia và Đường Sở Sở xuống địa ngục. Đáng tiếc không thể tự tay giết bọn họ. Đường Phong oán hận. Khu biệt thự Tử Kinh, trong căn biệt thự sát bên căn của Diệp Phàm. Cô chủ, chúng ta cứ vậy trở về sao? Chắc chắn người phụ nữ kia đã vạch tội chị trước mặt ông chủ rồi, nếu cứ thế trở về sẽ không có lợi cho chị. Tiểu Thanh nhìn thượng quan Lưu Ly. Tuy rằng đầu lưỡi của tên kia đã được nối lại nhưng vẫn ảnh hưởng đến chức năng nói chuyện, nhất định phải có một lời giải thích, không ai có thể dập tắt lửa giận của ông ta, chỉ có một cách duy nhất là chị trở về thôi. Yên tâm đi, tốt xấu gì chị cũng là đại tiểu thư nhà thượng quan, tuy ông ta cưng chiều hai mẹ con kia nhưng sẽ không làm gì chị đâu. Sắc mặt thượng quan Lưu Ly rất bình tĩnh. Vậy có nên nói cho người kia không? Dù sao cũng là do anh ta đả thương, hiện giờ chị quay về chịu phạt. Anh ta lại giống như chẳng có việc gì, rất không công bằng. Tiểu Thanh tức tối bất bình. Vốn dĩ là chị nhờ anh ấy giả làm bạn trai, nói đi nói lại nguyên nhân cũng bắt nguồn từ chị, đừng liên lụy đến người ta. Em thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm mai sẽ quay về đế đô. Trong mắt thượng quan Lưu Ly lóe lên tia sáng, nhẹ giọng nói. Ngày hôm sau, hơn 9 giờ sáng, Diệp Phàm dẫn Đường Sở Sở theo Khương Uyên đi dự hội đấu giá Thiên Long. Đương nhiên A Cơ cũng đi cùng. Mà cùng thời gian bọn họ tham dự buổi đấu giá, Bệnh viện Nhân dân Thiên Hải, trong phòng bệnh của ông cụ Minh. Lúc này người nhà họ Minh đều hồi hộp nhìn ông cụ Minh trên giường bệnh, lúc trước bọn họ tốn hết công sức mới mua được một viên đan chú nhan đút cho ông cụ. Đang lúc bọn họ chờ mong ông cụ có thể chuyển nguy thành an, trẻ ra 10 tuổi thì đột nhiên cơ thể ông cụ Minh co giật kịch liệt, sắc mặt tái mét, trông vô cùng đau đớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau gọi bác sĩ. Thấy cảnh này, lão đại biến sắc, vội kêu lên. Những người còn lại thấy vậy cũng hốt hoảng, rối rít đi gọi bác sĩ. Không lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra cơ thể ông cụ Minh. Bác sĩ, cha tôi bị làm sao vậy? Minh lão đại vội vàng hỏi. Mọi người đã cho ông cụ ăn cái gì thế? Ông ấy bị ngộ độc rồi.
Bác sĩ kiểm tra xong thì nói. Cái gì, ngộ độc, sao lại thế được, chẳng lẽ là... Sắc mặt Minh lão đại thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Anh cả, chẳng lẽ là đan chú nhan kia có độc? Minh lão tam vội hỏi. Sức khỏe ông cụ vốn không ổn, giờ lại trúng độc, sợ là không qua khỏi hôm nay. Bác sĩ lắc đầu, thoáng chốc, người nhà họ Minh đều có cảm giác như trời sập. Đi mời viện trưởng Hoa đến ngay, mặc kệ thế nào cũng phải giữ được mạng sống của cha tôi. Minh lão đại uy nghiêm quát, lão tam, chú dẫn người niêm phong tập đoàn Đường Thị, tống hết tất cả nhân viên có liên quan vào tù, nếu cha không qua khỏi thì để bọn họ chôn cùng ông ấy đi. Vâng, anh cả, Minh lão tam gật đầu. Đối với chuyện Đường Thị sắp gặp nạn, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đều không biết, đoàn người đã đi tới trước một tòa nhà 8 tầng ở Tô Thị. Lúc này, nơi đây đậu đủ các loại xe sang, một đám nhân sĩ quyền quý có tiền có quyền từ từ tiến vào trong. Đây chính là nơi tổ chức hội đấu giá Thiên Long. Anh trai, khéo quá, chúng ta lại gặp mặt rồi này. Lúc Diệp Phàm đang định tiến vào hội đấu giá thì một tiếng cười hì hì vang lên khiến anh dừng bước. Ánh mắt Diệp Phàm quét qua, bắt gặp bóng dáng của thiếu nữ Loli kia, trên tay còn đang cầm một cây kẹo mút. Là cô ấy. Đường Sở Sở nhìn thiếu nữ Loli, nghĩ đến chuyện ở Disneyland hôm đó, sắc mặt biến đổi. Nhóc con, lá gan không nhỏ, còn dám xuất hiện trước mặt tôi à? Diệp Phàm cười khẩy, nhìn thiếu nữ Loli. Anh trai trông hiền lành tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không ức hiếp một cô bé đâu. Thiếu nữ Loli mím môi, vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Phàm, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên vô số tội. Tốt nhất là cô đừng có ra tay với người bên cạnh tôi, bằng không đừng trách sao tôi không nương tay. Diệp Phàm hừ một tiếng, rồi đi thẳng vào hội đấu giá. Thật thú vị. Thiếu nữ Loli liếm kẹo mút, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóe ra tia sáng. Nơi nào đó trong Tô Thị xuất hiện một nhóm người nước ngoài, một trong số họ cầm một tảng đá đặc biệt lắc lư xung quanh. Thánh nữ ở chỗ này, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải tìm được thánh nữ, dẫn người về nhà an toàn. Đi thôi. Người đàn ông cầm đá lạnh lùng quát, sau đó cả đám cũng chạy về phía hội đấu giá. Trong hội đấu giá, đám người Diệp Phàm vừa đi vào đã trông thấy một đài đấu giá rất lớn, đối diện là từng dãy bàn ghế xếp theo kiểu cầu thang, ngồi ở đâu cũng có thể nhìn rõ tình hình trên đài đấu giá. Tòa kiến trúc này giống ở trung tâm, trên tầng 2 tầng 3 còn có phòng VIP có thể quan sát khắp hội trường, chuyên phục vụ cho một ít khách quý. Thiếu chủ, để tôi chuẩn bị cho mọi người một căn VIP ở tầng 2. Khương Uyên nói với Diệp Phàm. Không cần, phiền toái như vậy làm gì, ngồi đây là được. Diệp Phàm tùy tiện nói rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống. Anh Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Chẳng lâu sau, Mộc Thần lại xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Anh muốn làm cái đuôi của tôi à, sao đi đâu cũng gặp anh thế? Diệp Phàm lườm Mộc Thần. Anh Diệp, ngày hôm qua cảm ơn anh đã ra tay, bằng không chỉ sợ cấp dưới của tôi đã bị Thế Tử Vương phủ kia tra tấn chết rồi. Mộc Thần cảm tạ Diệp Phàm. Không cần cảm ơn tôi, anh cũng lên tiếng giúp đỡ tôi, có qua có lại xem như huề nhau. Có điều không ngờ thân phận của anh cũng lớn quá nhỉ, con trai của Vương gia cơ đấy. Tôi rất tò mò rốt cuộc anh tiếp cận tôi có mục đích gì. Chẳng lẽ anh có ý với tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi là thằng nam, hơn nữa đã có vợ rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trừng mắt nhìn Mộc Thần đầy cảnh giác. Khóe miệng Mộc Thần co giật, anh Diệp, tôi cũng là thằng nam, anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy anh Diệp đây rất vừa mắt, muốn kết bạn với anh mà thôi. Tốt nhất là như vậy, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Kế tiếp, người đến hội đấu giá hội càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ quyền quý hào môn có tiền có quyền ở quận Giang Nam ra, còn có không ít người đến từ những nơi khác ngoài. Những người này ai nấy đều không đơn giản, không phải thực lực bản thân bất phàm thì tùy tùng bên cạnh toàn là cao thủ, trong số đó thấp nhất cũng là nhân cảnh tầng 7, thậm chí còn có cả huyền cảnh. Không ít cao thủ tới hội đấu giá này nhỉ, chẳng lẽ đều hướng về Long Ngọc? Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Thiếu chủ, Long Ngọc đã lưu truyền trong truyền thuyết rất lâu, đến nay vẫn không thiếu người săn lùng nó. Nay hội đấu giá Thiên Long muốn đấu giá một quả Long Ngọc, đương nhiên thế lực khắp nơi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khương Uyên mở miệng nói. Đáng tiếc chuyến này bọn họ đi uổng công rồi. Diệp Phàm khẽ cười. 10 phút sau, hội đấu giá cũng đông đủ, một lão giả râu dê đầu tóc xám trắng bước lên đài đấu giá, nhìn mọi người ở đây, cảm tạ các vị đã đến tham dự hội đấu giá Thiên Long hôm nay. Lão chính là người chủ trì hội đấu giá lần này, tên lão là Nhan Hòa.
Kể từ khi vị đấu giá sư này lên đài, hiện trường đã trở nên yên tĩnh. Đấu giá sư này cũng là cao thủ. Diệp Phàm quan sát lão giả kia, trong mắt lóe lên tia sáng. Vật phẩm đấu giá hôm nay nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng, hy vọng các vị tích cực tham gia, giành được thứ mình thích. Được rồi, không làm nhảm nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Xin mời vật phẩm đầu tiên. Đấu giá sư vừa nói xong thì một quý cô lễ nghi bưng một cái khay phủ vải đỏ lên đài, đặt trước mặt ông ta. Ngay sau đó, Nhan Hòa xốc tấm vải đỏ lên, bên trên là một thanh đoản kiếm màu đen dài chừng một thước, rộng chừng một tấc, toàn thân màu đen, trông có vẻ cực kỳ cổ xưa. Đây là vật phẩm đầu tiên trong hội đấu giá, mặc dù thanh kiếm này nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại có thể chém sắt như chém bùn, độ cứng đã đạt tới trình độ ngay cả bom cũng không thể phá hủy được, chắc chắn là một thần binh lợi khí. Người bán đấu giá giới thiệu. Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào đoản kiếm màu đen này. Với danh tiếng của hội đấu giá Thiên Long ở Long Quốc, tất nhiên sẽ không có ai nghi ngờ lời nói của người bán đấu giá là giả. Vì vậy đã có không ít người nảy sinh hứng thú đối với thanh kiếm này. Suy cho cùng có được một thần binh lợi khí để phòng thân vẫn thực không tồi. Hơn nữa, có rất nhiều cao thủ ở hiện trường cũng có ý tưởng như vậy về đoản kiếm màu đen này. Đối với một cao thủ, có được một vũ khí tốt chính là có thể nâng cao sức chiến đấu lên rất rất nhiều. Diệp Phàm nhìn thanh kiếm này, ánh mắt lấp lánh, từ góc độ của hắn, thanh kiếm này đích thực không phải vũ khí bình thường. Vừa lúc hắn còn đang thiếu vũ khí, thanh kiếm này không lớn cũng không nhỏ nên cực kỳ thích hợp. Giá khởi điểm của thanh kiếm này là 10 vạn, mỗi lần tăng giá không được dưới 1 vạn. Bây giờ cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Người bán đấu giá đập búa xuống, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. 11 vạn, 13 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Một đám người có mặt tại hiện trường sôi nổi giơ bảng đấu giá. Giá của thanh đoản kiếm màu đen này đã tăng vọt lên 30 vạn và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Thanh kiếm này không tệ, ra giá đi. Giờ phút này ở trong một phòng riêng trên lầu 3, một người đàn ông trung niên đang uống trà, nhìn đoản kiếm màu đen trên bàn đấu giá, ông ta nhàn nhạt nói. Vâng, một người tùy tùng đứng bên cạnh người đàn ông trung niên này, hắn ta đi thẳng lên phía trước giơ tấm bảng lên, 100 vạn. Phòng 303 ở lầu 3 ra giá 100 vạn, có ai ra giá cao hơn 100 vạn nữa không? Người bán đấu giá nói. Bổn thiếu muốn thanh kiếm này, 200 vạn. Trong phòng riêng trên lầu 2, một thanh niên lạnh lùng nói với vẻ mặt kiêu ngạo. 300 vạn. Chàng trai vừa dứt lời thì có một giọng nói thờ ơ vang lên từ một phòng riêng khác trên lầu 3. Xem ra hôm nay có không ít cao thủ tới đây. Trong phòng riêng trên lầu 2. Một người đàn ông tầm 20 tuổi mặc bộ quần áo lịch sử, tóc cắt ngắn, khuôn mặt lạnh lùng hơi mỉm cười. Đứng bên cạnh người đàn ông là một nam nhân mặc đồ màu đen, cả người toát ra khí tức chết chóc, mở miệng nói, thiếu chủ, thanh đoản kiếm màu đen này là một vũ khí không tồi, cũng rất hợp với ngài. Nếu ngài có thanh kiếm này thì chắc có thể trợ giúp ngài giành được vị trí thứ nhất ở cuộc tỷ võ quân đoàn. Người cảm thấy ta không có kiếm này thì không thể giành được vị trí thứ nhất sao? Người đàn ông nhàn nhạt nói, thuộc hạ không phải có ý này, mong thiếu chủ thứ lỗi. Sắc mặt người đàn ông mặc đồ đen thay đổi, lập tức quỳ xuống nói. Đứng lên đi, thanh kiếm này quả thực có thể làm ta như hổ thêm cánh. Ra giá đi. Người đàn ông lạnh nhạt nói, vâng. Người đàn ông mặc đồ đen tiến lên một bước nói, 500 vạn. Trong nháy mắt giá của đoản kiếm màu đen đã lên tới 500 vạn. Lúc này những người quyền quý bình thường đã từ bỏ việc ra giá. Tuy rằng thanh đoản kiếm đen này là một vũ khí tốt nhưng nó không đáng giá để họ phải bỏ ra mấy trăm vạn cho một thanh kiếm. Đương nhiên ở trong lòng những cao thủ này, đoản kiếm màu đen này không phải thứ mà 500 vạn có thể sánh được. Ta là Hạng Hào, thiếu chủ của Bá Vương Minh ở quận Nam Thiên, bổn thiếu muốn thanh kiếm này rồi, 1.000 vạn, ai dám tranh đoạt với bổn thiếu thì chính là muốn đối địch với Bá Vương Minh. Lúc này thanh niên kiêu ngạo hét giá lúc đầu ở trên lầu 2 lại quát lên lần nữa. Vậy mà là thiếu chủ Bá Vương Minh, chẳng trách lại kiêu ngạo như thế. Sau khi thanh niên tiết lộ thân phận, tất cả nhân sĩ quyền quý ở lầu 1 đều cả kinh. Bá Vương Minh, là cái gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Thiếu chủ, Bá Vương Minh chính là bá chủ của quận Nam Thiên, là một trong 9 quận của Long Quốc, thế lực của Bá Vương Minh trải rộng khắp các quận Nam Thiên. Khống chế sản nghiệp của tam giáo cửu lưu, thành viên vượt qua vạn người. Theo định kỳ hàng tháng,
Các thế lực gia tộc trong quận Nam Thiên đều phải tiến cống cho Bá Vương Minh, nếu không sẽ bị Bá Vương Minh thẳng tay tiêu diệt. Khương Uyên nói từng cái một. Tiến cống, kiêu ngạo vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Đúng vậy, theo tôi được biết thì ngay cả Điện Long Vương ở quận Nam Thiên bình thường cũng không dám tùy ý trêu chọc Bá Vương Minh. Mà sở dĩ Bá Vương Minh cường thế và kiêu ngạo như vậy là do có nhà họ Hạng đứng sau lưng, nhà họ Hạng chính là võ đạo thế gia có truyền thống lâu đời, nghe đồn họ là hậu duệ của Tây Sở Bá Vương. Minh chủ hiện tại của Bá Vương Minh là Hạng Thiên Kình, chiến lực cường hãn đến cực điểm, hắn ta đã từng một mình đánh với 5 gã cường giả nhân cảnh cửu trọng và giết chết toàn bộ bọn họ, có thể nói là một trận thành danh, Bá Vương Minh dưới sự dẫn dắt của hắn ta ngày càng mở rộng ra mấy chục lần. Khương Uyên mở miệng nói. Thật thú vị. Diệp Phàm cười lạnh. Phòng 215 ở lầu 2 ra giá 1.000 vạn, có người nào ra giá cao hơn 1.000 vạn không? 1.000 vạn lần đầu tiên. 1.000 vạn. Lúc này, người bán đấu giá bắt đầu gõ búa. Ngay lúc ông ta đang muốn gõ búa lần thứ hai, Diệp Phàm cuối cùng cũng lên tiếng. 100 triệu. Diệp Phàm không nói lời vô ích, dứt khoát tăng giá gấp 10 lần. Hít. Trong chốc lát, mọi người tại hiện trường cuộc đấu giá đều hít hà một hơi. Trước đây họ đã từng thấy giá tăng gấp đôi chứ chưa từng thấy một phát hét giá tăng gấp 10 lần. Thế này cũng quá giàu rồi. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phàm. Mà một phần người trong số đó đều bị sốc khi nhìn thấy Diệp Phàm. Hôm qua bọn đã chứng kiến qua sự đáng sợ của Diệp Phàm ở Sơn Trang Ngụy Thị, không ngờ tới hôm nay lại gặp hắn. Là hắn. Trong một phòng riêng nào đó ở lầu 2, Lâm Phong ngồi ở đây, khi nghe được giọng nói của Diệp Phàm, ánh mắt lập tức quét về phía đối phương, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Không ngờ thằng nhóc này cũng tới, vừa lúc hôm nay lấy được Ngọc Dung xong sau đó sẽ xử lý tên này. Lâm Phong nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên sát khí lạnh băng. Khốn khiếp, cũng dám tranh đồ vật với bổn thiếu. Lúc này... Sắc mặt của thiếu chủ Bá Vương Minh Hạng hào tối sầm khi thấy có người dám tranh đồ với mình sau khi gã đã tiết lộ thân phận, trong mắt hiện lên sự cực kỳ tức giận. Là thiếu chủ Bá Vương Minh, Hạng hào luôn kiêu ngạo hống hách quen rồi, nhìn chúng thứ gì thì phải giành được, không ai dám tranh giành với gã, gã được mệnh danh là tiểu Bá Vương ở quận Nam Thiên. Hiện giờ lại có người dám tranh đồ vật với gã. Đúng là tự tìm đường chết. 100 triệu 2.000 vạn, Hạng hào cắn răng hô lên. 200 triệu. Diệp Phàm không thèm chớp mắt lấy hô lên, mà lần hô này của hắn làm Hạng hào tức hộc máu. Mặc dù gã là thiếu chủ Bá Vương Minh nhưng có thể điều động kinh phí cũng không nhiều. Hơn nữa lần này gã tới đây là theo lệnh của cha gã đến đấu giá một món đồ quan trọng khác. Nếu gã tiếp tục hét giá nữa thì khó mà lấy được món đồ kia. Một khi không lấy được vật phẩm kia về thì gã chắc chắn sẽ bị cha quở trách. Người đâu, để mắt tới thằng nhóc kia cho ta. Sau khi ra khỏi hội đấu giá thì dứt khoát giết chết hắn rồi đoạt thanh kiếm lại. Vẻ mặt Hạng hào lạnh lẽo quát lên với thuộc hạ. Nếu không giành được thì gã sẽ cướp. Dù sao đồ vật mà gã coi trọng thì nhất định phải có được. Trong một phòng riêng khác trên lầu 2, người đàn ông toát ra khí tức chết chóc nhìn người đàn ông trẻ tuổi nói. Thiếu chủ, chúng ta còn tiếp tục ra giá không? Thôi vậy, lần này chúng ta mang theo không nhiều tiền lắm, vẫn nên có được ngọc rồng trước rồi nói sau. Người đàn ông lắc đầu. Vâng. Người đàn ông mặc đồ đen gật đầu. Mà ở trong một phòng riêng ở lầu 3, một người đàn ông nhìn người mày kiếm mắt sáng ngồi ở đó, mặc áo dài màu xám và nói, Long tướng đại nhân, chúng ta có tiếp tục ra giá không? Thôi, đoạt được ngọc rồng trước đã. Người đàn ông mặc áo dài màu xám phát ra giọng nói lạnh lẽo. Trong phòng riêng 303, người tùy tùng nhìn người đàn ông trung niên đang bình thản uống trà và hỏi. Thưa ông chủ, có tiếp tục không ạ? Tiếp tục đi. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. 300 triệu. Người tùy tùng lập tức hét lên. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp đưa ra mức giá 500 triệu trên trời khiến hiện trường đấu giá náo động. Thưa ông chủ, này. Ánh mắt người tùy tùng liếc nhìn người đàn ông trung niên. Tiếp tục. Người đàn ông trung niên lên tiếng. 600 triệu. Người tùy tùng lại nâng giá. Mà khi hắn ta vừa kêu xong thì Diệp Phàm lại hét lên, 1 tỷ. Người này là một đại phú mới từ quê lên, hắn không xem tiền ra gì sao. Giờ phút này tại hiện trường đấu giá, những người không quen biết Diệp Phàm đều nhao nhao cảm thán, bọn họ đều cảm thấy tên này điên rồi, cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể hét giá như vậy. Anh Tiểu Phàm, anh hô giá thế này quá mức rồi đó.
Ngay cả Đường Sở Sở cũng ngạc nhiên trước Diệp Phàm. Không sao, anh không thiếu tiền. Diệp Phàm cười nói. Về phần người đàn ông trung niên trong phòng riêng 303, sắc mặt dần dần tối sầm nói, thôi. Vâng. Người tùy tùng gật đầu. Cuối cùng khi Diệp Phàm ra giá 1 tỷ, ở hiện trường không một ai có thể cạnh tranh được với Diệp Phàm. Thanh kiếm đen này đương nhiên rơi vào tay hắn. Cảm ơn mọi người, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai này là một bức tranh nổi tiếng từ thời nhà Đường. Sau khi bán đấu giá xong vật phẩm thứ nhất thì vật thứ hai được đưa lên. Chỉ có điều, Diệp Phàm không có hứng thú đối với bức tranh này nhưng tại hiện trường vẫn có rất nhiều người đấu giá. Những vật phẩm đấu giá tiếp theo đều không khiến Diệp Phàm hứng thú, hắn cũng không hét giá. Nhưng tiếng hò hét đấu giá tại hiện trường vẫn không ngừng vang lên. Bây giờ đưa lên vật phẩm đấu giá thứ 9, đây là một loại thảo dược có tên cỏ thiên tùy. Người bán đấu giá vừa nói vừa vén tấm vải đỏ trước mặt lên để lộ ra một gốc thảo dược màu nâu xám. Cỏ thiên tùy. Lúc này, không ít người có mặt tại hội trường nhìn cây dược liệu này với vẻ mặt khó hiểu, không biết nó là gì. Nhưng các cao thủ võ thuật tại hội trường lại nhìn cây cỏ thiên tùy này với vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra là cỏ thiên tùy, đây là dược liệu quý giá có thể tẩy kinh phạt tùy, làm người ta thay da đổi thịt. Khương Uyên nhìn dược liệu này, vẻ mặt kinh ngạc nói. Với thực lực của hắn ta đương nhiên biết sự tồn tại của loại cỏ thiên tùy này. Loại dược liệu này có thể giúp con người tẩy kinh phạt tủy, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, thay đổi thể chất một người và giúp người đó tăng thực lực nhanh hơn, nó là bảo vật hiếm có đối với võ giả. Chỉ là cỏ thiên tùy rất hiếm, cho dù có tồn tại cũng sẽ bị những thế lực siêu cấp cướp đi. Thông thường sẽ không thấy cỏ thiên tùy xuất hiện trên thị trường. Không ngờ tới hội đấu giá Thiên Long ngày hôm nay lại mang ra một gốc cây cỏ thiên tủy để bán đấu giá. Hội đấu giá Thiên Long này thật đúng là có bản lĩnh, đến cả loại dược liệu quý hiếm như vậy cũng có. Đúng lúc cây cỏ thiên tủy này có thể giúp đại hổ và nhị hổ tẩy kinh phạt tủy, thức tỉnh thêm nhiều sức mạnh. Diệp Phàm nhìn cỏ thiên tủy nhẹ giọng nói. Thì ra là cỏ thiên tủy, nếu có vật như vậy, thân thể của ta hoàn toàn có thể thoát thai hoán cốt, nói không chừng có thể nhân cơ hội này đột phá. Trong phòng riêng trên lầu 2, chàng trai trẻ tuổi tóc ngắn ăn mặc lịch sử nhìn cỏ thiên tủy, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Mà người bên cạnh tản ra khí tức chết chóc, nói, thiếu chủ, cây cỏ thiên tủy này đối với ngài có tác dụng rất lớn, chúng ta nhất định phải lấy được nó. Ta nhất định phải có được cỏ thiên tủy này, chàng trai nói với ánh mắt kiên định. Trong phòng riêng của Hạng Hào, một ông già còng lưng nói với Hạng Hào, thiếu gia. Cây cỏ thiên tủy này có thể giúp ngài tẩy kinh phạt tủy và tăng cường thực lực của ngài, chúng ta nhất định phải lấy được nó. Thật sao? Vậy tốt, cây cỏ thiên tủy này nhất định phải là của ta. Hai mắt Hạng Hào sáng lên, nói thẳng. Gã là thiếu chủ bá vương minh nhưng thiên phú võ đạo lại không mạnh nên vẫn luôn bị cha mình ép luyện võ hàng ngày, bây giờ gã biết được cỏ thiên tủy này có thể tăng cường thực lực của gã thì lập tức động tâm. Cỏ thiên tủy này chính là một gốc cây dược liệu chân quý. Một khi ăn vào có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể giúp con người khỏe mạnh hơn, thậm chí có thể tiêu trừ bệnh tật, giá trị liên thành, mọi người đừng nên bỏ lỡ cơ hội này. Giá khởi điểm của cỏ thiên tủy là 30 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Người bán đấu giá nói thẳng. Mà lời ông ta nói cũng làm cho rất nhiều quyền quý có mặt ở đây không biết cỏ thiên tủy là gì đều có ham muốn đối với cây dược liệu này. Tiêu trừ bệnh tật giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn chính là sự mê hoặc lớn nhất đối với những người quyền quý như họ. 40 vạn, 45 vạn, 50 vạn, 70 vạn, 75 vạn. Trong chốc lát, tiếng ra giá vang lên không ngừng tại hội trường. 200 vạn, hôm nay bổn thiếu muốn cỏ thiên tủy này. Hạng Hào lại lần nữa hô giá. 300 vạn, quân Thanh Long ta muốn cỏ thiên tủy này. Trong phòng riêng trên lầu 2. Người đàn ông toát ra khí chất chết chóc lạnh lùng hét lên. Hắn ta vừa nói ra lời này, tất cả mọi người có mặt tại hội trường hội đấu giá đều cả kinh. Quân Thanh Long. Đó là quân đoàn đứng đầu trong số 9 quân đoàn của Long Quốc. Quân chủ của Thanh Long là một trong 4 vị chiến thần của Long Quốc, thực lực cực kỳ đáng sợ, ông ta từng một mình trấn áp 10 vạn quân địch, uy danh hiển hách. Bây giờ người của quân Thanh Long xuất hiện ở đây tự nhiên làm người ta kinh ngạc. Quân Thanh Long. Lão già ở trong phòng riêng của Hạng Hào cau mày. Quân Thanh Long mà cũng chạy ra cướp đồ với bổn thiếu, quả thật là buồn cười. Vẻ mặt Hạng Hào giận dữ hét lên. Thiếu gia chớ xúc động,
quân Thanh Long này không phải là quân đoàn bình thường, bá vương minh chúng ta không nên đắc tội, cây cỏ thiên tủy này nhường cho bọn họ đi. Lão già còng lưng nói. Hừ, vẻ mặt Hạng Hào không cam lòng hừ lạnh, nhưng gã cũng biết quân Thanh Long lợi hại nên chỉ có thể nuốt cơn tức này. 1000 vạn. Mà trong phòng riêng của quân Thanh Long, chàng trai trẻ tuổi kia chính là thiếu chủ của quân Thanh Long cho rằng cây cỏ thiên tủy này sắp thuộc về mình thì giọng nói của Diệp Phàm đột ngột vang lên. Là hắn. Sắc mặt thiếu chủ quân Thanh Long thay đổi. Mọi người tại hội trường lần nữa kinh hãi, sôi nổi nhìn Diệp Phàm. Tên này vừa mới đắc tội với thiếu chủ bá vương minh cướp được đoản kiếm, giờ lại giằng co với người của quân Thanh Long. Đúng là to gan. Diệp Phàm cũng không thèm quan tâm đến quân Thanh Long gì đó, dù sao thì hắn muốn cũng cỏ thiên tủy này rồi nên không ai có thể đoạt được. Tiếp tục, ánh mắt thiếu chủ quân Thanh Long lập lòe, mở miệng nói. 5000 vạn. Người đàn ông toát ra khí chất chết chóc lại lần nữa kêu lên. 500 triệu. Diệp Phàm lại lần nữa tăng giá gấp 10. Ngay tức khắc, thiếu chủ quân Thanh Long siết chặt tay, vẻ mặt u ám. Thiếu chủ hay là để tôi liên hệ với quân chủ huy động một đợt kinh phí tới đây. Người đàn ông toát ra khí chất chết chóc nói. Thôi, đợi lát nữa chúng ta còn phải đấu giá ngọc rồng, không thể lãng phí quá nhiều tiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiếu chủ quân Thanh Long lắc đầu, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng. Diệp Phàm lại lần nữa phiên gấp 10 lần kêu giới nói. 500 triệu lần đầu tiên. 500 triệu lần thứ hai. 500 triệu lần thứ ba, thành giao. Sau khi người bán đấu giá giải quyết dứt khoát, cây cỏ thiên tủy này đã rơi vào tay Diệp Phàm. Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu bán đấu giá vật phẩm thứ 10. Vật phẩm này được gọi là nước mắt thiên sứ. Người bán đấu giá nhấc tấm vải đỏ của vật phẩm thứ 10 lên, một chiếc vòng cổ tinh xảo bắt mắt hiện ra trước mặt mọi người. Điểm hấp dẫn ánh mắt nhất ở chiếc vòng cổ này là ở giữa sợi dây chuyền có một viên đá lấp lánh tựa như một giọt nước mắt, mang đến cho người ta cảm giác thần thánh. Tin rằng những người chú ý đến trang sức đều biết nước mắt thiên sứ là một trong 3 món trang sức tôn quý nhất trong giới trang sức, giá trị liên thành, vô số các phu nhân thiên kim nhà hào môn tài phiệt đều tha thiết mơ ước có được một trong 3 món trang sức. Mà nay nước mắt thiên sứ, một trong 3 món trang sức tôn quý nhất đã có mặt tại đây, mọi người đừng nên bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Người bán đấu giá giới thiệu. Giờ phút này có vô số phu nhân hoặc là con gái của nhà quyền quý đều không thể rời mắt được. Ngay cả Đường Sở Sở khi nhìn thấy chiếc vòng cổ này trong mắt cũng hiện lên tia sáng, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Chiếc vòng cổ này không tệ, rất hợp với em đấy vợ ạ. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở mỉm cười nói. Anh Tiểu Phàm, chiếc vòng cổ này quá quý, em vẫn nên quên nó đi. Đường Sở Sở lắc đầu. Trước đây anh đã nói anh còn chưa tặng em món quà nào. Vậy nên hãy coi nước mắt thiên sứ này là quà anh tặng em. Hôm nay chỉ có em mới xứng đáng với nước mắt thiên sứ này. Diệp Phàm nói thẳng. Giá khởi điểm của chiếc vòng cổ nước mắt thiên sứ này là 300 triệu, mỗi lần tăng giá không được dưới 50 triệu. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá lên tiếng. 1 tỷ. Lần này Diệp Phàm là người đầu tiên ra giá, trực tiếp là 1 tỷ. Mọi người nhìn thấy Diệp Phàm lại ra giá thì lập tức hành quân lặng lẽ không đi đấu giá. Trong đám người có một người đàn ông nhìn Diệp Phàm ra giá, sắc mặt thay đổi nói, 1 tỷ 100 triệu. 2 tỷ. Ngay khi người đàn ông vừa hô xong, Diệp Phàm đã không chút do dự tiếp tục hét lên. Sắc mặt người đàn ông kia lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta là người được U Dương Mục phái tới để đấu giá nước mắt thiên sứ, mà U Dương Mục đưa cho hắn ta 2 tỷ. Hiện giờ đối phương dứt khoát hô 2 tỷ làm hắn ta tự nhiên không thể hét giá. Người đàn ông lập tức gọi điện cho U Dương Mục thông báo tình hình ở đây. Tôi cho cậu thêm 2 tỷ, nhất định phải giành được nước mắt thiên sứ này. Vâng. Người đàn ông gật đầu, lại lần nữa ra giá, 2,5 tỷ. 3 tỷ. 3,5 tỷ. Diệp Phàm và người đàn ông liên tục hét lên. 5 tỷ. Ngay sau đó Diệp Phàm hô lên một con số kinh người khiến tất cả mọi người ở đây trợn tròn mắt, mà vẻ mặt thuộc hạ của U Dương Mục càng thêm cứng ngắc. 5 tỷ lần đầu tiên. 5 tỷ lần thứ hai. 5 tỷ lần thứ ba. Thành giao. Khi búa của người bán đấu giá hạ xuống, chiếc vòng cổ nước mắt thiên sứ này lập tức rơi vào tay Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm khi thấy Diệp Phàm lại có thể bỏ ra 5 tỷ để giành lấy nước mắt thiên sứ này. Thế này là quá giàu rồi. Quả thực là giàu vô nhân tính. So với Diệp Phàm,
những người được gọi là thổ hào kia thật yếu kém. Anh Tiểu Phàm, chuyện này. Ngay cả Đường Sở Sở cũng bị Diệp Phàm ra giá làm cho khiếp sợ, có chút được sủng ái mà lo sợ. Không sao, đây là món quà đầu tiên anh tặng em, bao nhiêu tiền đều đáng giá. Diệp Phàm nắm chặt tay Đường Sở Sở nói. Đại ca thật lãng mạn. Cô gái đáng yêu cách đó không xa nhìn thấy cảnh này nhẹ giọng nói. Nhưng khi cô ấy liếc mắt về phía Đường Sở Sở, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng khó phát hiện. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm giành được nước mắt thiên sứ, thuộc hạ của U Dương Mục vội vàng gọi điện cho ông chủ của mình. U Dương Mục ở xa đế đô khi biết được tin tức này thì vô cùng tức giận, hét lên, phái người đi cướp lại nước mắt thiên sứ cho tôi, không lấy được nước mắt thiên sứ trở về thì cậu đừng trở lại. Vâng thiếu chủ. Thuộc hạ vội vàng trả lời. Tiếp theo một loạt vật phẩm được đem ra bán đấu giá, tất cả đều là bảo vật quý hiếm. Nhưng Diệp Phàm lại không có hứng thú với mấy thứ này. Trong nháy mắt nửa giờ trôi qua. Được rồi, thứ mang lên bây giờ là vật phẩm cuối cùng của hội đấu giá này. Vật phẩm này có tên là Ngọc Rồng. Về truyền thuyết Ngọc Rồng thì tin chắc không ít người ở đây đều đã nghe qua. Vậy tôi sẽ không nhiều lời nữa. Giá khởi điểm của Ngọc Rồng này là 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không được dưới 100 triệu. Khi vật phẩm cuối cùng được đưa ra, ánh mắt của tất cả thế lực có mặt ở đây đều dán chặt vào Ngọc Rồng trên bàn đấu giá kia. Cuối cùng cũng xuất hiện. Diệp Phàm nhìn Ngọc Rồng, trong mắt lóe lên. Tại hội trường hội đấu giá, cô gái đáng yêu, Lâm Phong, Hạng Hào, thiếu chủ quân Thanh Long cùng với người đàn ông trung niên ở trong phòng 303 và những người từ các thế lực khác đều nhìn chằm chằm vào Ngọc Rồng. Tất cả đều đến vì viên ngọc này. Tiếp theo đây hội đấu giá mới thực sự trình diễn một vở kịch lớn. Đấu giá vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá Thiên Long lần này bắt đầu. Bộp. Theo đấu giá viên gõ búa, lượt đấu giá viên ngọc rồng này chính thức bắt đầu. Long Quốc có rất nhiều truyền thuyết về ngọc rồng. Vì vậy rất nhiều người ở đây đều biết đằng sau viên ngọc rồng này cất giấu một kho báu khổng lồ. Không có ai không tò mò về kho báu. Cho nên khi viên ngọc rồng này xuất hiện, những nhân vật quyền thế các phe có mặt ở đây đều dục dịch. 1 tỷ, 1 tỷ 3, 1 tỷ 5, 2 tỷ. Đấu giá viên vừa dứt lời, tiếng báo giá vang lên liên tiếp. 5 tỷ. Chưa đầy 10 giây, giá của viên ngọc rồng này đã bị đẩy lên 5 tỷ. Tới giá này, không ít người lập tức từ bỏ đấu giá. 7 tỷ, bá vương Minh ta nhất định phải giành được viên ngọc rồng này. Kẻ nào dám giành với ta tức là đối địch với bá vương Minh. Lúc này, thiếu chủ bá vương Minh là Hạng Hào đã mất kiên nhẫn, thẳng thừng nói. Gã buông lời hung ác hiển nhiên là đang cảnh cáo những người khác muốn tranh giành ngọc rồng. Dám tranh với gã chính là đối địch với toàn bộ bá vương Minh. Câu này vừa được thốt ra, các nhân vật quyền quý ở tầng 1 lập tức từ bỏ ý định tiếp tục hô giá. Vì một kho báu không biết thật giả mà đắc tội với bá vương Minh có thế lực lớn không phải là vụ buôn bán lời. Hừ, biết ngay là bọn họ không có gan dám đối địch với bá vương Minh mà. Hạng Hào nhìn hội trường yên tĩnh, đắc ý hử mũi. Nhưng gã còn chưa vui vẻ được 3 giây, giọng nói của Diệp Phàm đã vang lên. 8 tỷ. Diệp Phàm hờ hững cất lời. Nét mặt Hạng Hào lập tức cứng đờ, đen như đáy nồi. Gã đứng ở hành lang phòng VIP, nhìn xuống Diệp Phàm dưới tầng 1, nhãi danh, cậu muốn đối địch với bá vương Minh sao? Đây là buổi đấu giá, ai có tiền người đó quyết định. Diệp Phàm xem thường. 9 tỷ. Hạng Hào lập tức hô, đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm chòng chọc. 10 tỷ. Diệp Phàm lại hô. Hạng Hào nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đảo lia lịa. Đột nhiên gã nói, nhãi danh, cậu hô giá ghê vậy không phải là hô bừa chứ? Cậu có nhiều tiền như vậy không? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu đấu giá được đồ trong buổi đấu giá này mà không trả tiền được thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hạng Hào nói xong, mọi người đều bàn tán xôn xao, suy đoán Diệp Phàm có nhiều tiền như vậy không? Dù sao người này cũng ngồi ở tầng 1, rõ ràng là địa vị không cao quý lắm. Nếu không đối phương phải ngồi ở phòng VIP trên tầng 2 tầng 3 mới đúng. Hiện tại đối phương điên cuồng hô giá như vậy, liệu có bỏ ra được nhiều tiền như vậy không? Dù sao tổng số tiền Diệp Phàm hô giá mấy lần trước đã vượt qua con số 6 tỷ, bây giờ lại thêm 10 tỷ, cộng lại đã tương đương giá của một công ty lớn rồi, đây không phải là một con số nhỏ. Anh cảm thấy tôi không có tiền. Diệp Phàm nhìn Hạng Hào trên tầng. Nếu cậu thật sự có tiền thì đã chẳng ngồi bên dưới. Tôi cử cậu không có nhiều tiền như vậy. Hạng Hào hừ lạnh.
Đây là thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ, trả tiền hẳn là không vấn đề gì. Diệp Phàm lập tức lấy ra tấm thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ kia. Nhìn thấy tấm thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ trong tay Diệp Phàm, mọi người đều kinh ngạc. Thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ là thẻ VIP cấp bậc cao nhất ở Long Quốc, không có tài sản mấy trăm tỷ thì không có tư cách sở hữu tấm thẻ này. Thậm chí dù có tài sản mấy trăm tỷ mà không có thân phận cực kỳ cao quý, thì cũng không làm được thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ. Bây giờ Diệp Phàm lấy ra thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ đã đủ chứng minh thân phận của hắn không tầm thường, phía sau sở hữu khối tài sản ít nhất mấy trăm tỷ. Thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ. Sao cậu ta lại có tấm thẻ này? Hạng Hào thấy vậy, sắc mặt hết sức khó coi. Gã từng nghe ba mình nhắc tới tấm thẻ này, bất cứ ai sở hữu tấm thẻ này đều không đơn giản. Thiếu gia, xem ra tên này không phải người bình thường. Tôi thấy chúng ta nên gọi điện cho minh chủ xem có tiếp tục đấu giá hay không. Lão giả lưng gù kia nói với Hạng Hào. Không cần, thằng nhãi này có tiền thì để nó mua. Ông lập tức triệu tập người, đợi thằng nhãi này ra khỏi hội đấu giá thì giết thẳng tay, cướp lại những đồ nó mua được, vừa hay còn bớt được số tiền lớn cho chúng ta. Hạng Hào lạnh lùng hừ mũi. Thiếu gia, người này có thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ, chỗ dựa sau lưng chắc chắn không đơn giản. Chúng ta tùy tiện ra tay như vậy, chẳng may. Không có chẳng may gì hết. Bá Vương Minh chúng ta giết người còn cần chú ý nhiều như vậy sao? Cứ làm theo lời tôi nói. Hạng Hào quát. Vâng. Lão giả lưng gù kia gật đầu. Vị tiên sinh này ra giá 10 tỷ, còn ai đấu giá nữa không? Đấu giá viên nhìn mọi người. Tiểu thư, chúng ta bắt đầu hô giá chứ? Một người đàn ông bên cạnh cô gái đáng yêu hỏi. Không hô. Cô gái đáng yêu đáp, gì cơ, không hô. Người đàn ông kia biến sắc, thốt lên đầy kinh ngạc. Anh trai muốn viên ngọc rồng này thì cho anh ấy đi. Cô gái đáng yêu nhìn Diệp Phàm, cười khúc khích. Người đàn ông kia định nói gì đó nhưng chợt nghĩ đến tính cách và thủ đoạn của đại tiểu thư, đành nuốt lại những lời muốn nói. Thằng khốn chết tiệt. Lâm Phong ở một bên khác nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Anh ta nói với người bên cạnh. Hiện tại chúng ta có thể gom được bao nhiêu tiền? Thưa thiếu gia, hiện tại số tiền chúng ta có thể gom được không quá 20 tỷ. Nếu nhiều hơn thì phải báo lên phiệt chủ. Một người đàn ông mặc vest bên cạnh Lâm Phong trả lời. Anh tiếp tục ra giá đi. Lâm Phong lạnh lùng nói. Vâng. Người đàn ông mặc vest gật đầu, giơ tay hô, 12 tỷ. 13 tỷ. Một giọng nói vọng ra từ trong phòng VIP của vị long tướng trên tầng. 15 tỷ. Trong phòng VIP 303 trên tầng 3 cũng vang lên tiếng hô giá. 18 tỷ. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ một phòng nào đó ở tầng 1. Người hô giá này mặc đồ đen, là thuộc hạ của Long Thủ Phần Diễm. 20 tỷ. Diệp Phàm lại lên tiếng. Hắn hô 20 tỷ, một đám quyền quý ở đây đều run rẩy trong lòng, hơi thở trở nên dồn dập. 20 tỷ đó. Thường thì một công ty niêm yết khá lớn cũng chỉ trị giá chừng này thôi. Một viên ngọc mà ra giá cao như vậy không thể không khiến người ta chấn động. Mọi người lại càng thêm tò mò về thân phận của Diệp Phàm. Trước đó người này đã mua đồ mấy tỷ. Bây giờ lại bỏ ra 20 tỷ mà chẳng thèm nháy mắt lấy một cái, còn sở hữu thẻ chí tôn của ngân hàng Hắc Kỳ. Rốt cuộc anh ta có thân phận gì? Diệp Phàm hô giá 20 tỷ, toàn hội trường trở nên yên tĩnh. Tên thuộc hạ kia của Long Thủ Phần Diễm và một vị long tướng khác. Còn có thiếu chủ quân Thanh Long và người trong phòng VIP 303 đều ăn ý không hô giá nữa. Long tướng đại nhân, chúng ta có tiếp tục hô giá nữa không? Trong phòng VIP của Long tướng, một chàng trai dò hỏi người đàn ông mày kiếm mắt sáng, mặc trường sam màu xám. Không cần, tập trung nhân thủ, trực tiếp ra tay cướp đoạt. Vâng, chàng trai gật đầu. Một bên khác, thiếu chủ quân Thanh Long thẳng thừng nói, lát nữa âm thầm ra tay, nhất định phải lấy được ngọc rồng. Vâng, thưa thiếu chủ. Người đàn ông tỏa ra khí thế sát phạt máu tanh kia gật đầu. Bên trong phòng VIP 303, người đàn ông trung niên uống trà kia cười khẽ, đợi buổi đấu giá kết thúc, chúng ta sẽ đi gặp chàng trai trẻ này. Rõ ràng là những người này đều không hô giá nữa, mà chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Dù sao tiếp tục hô giá cũng chẳng biết cuối cùng sẽ tốn bao nhiêu tiền. Mà đối với bọn họ, trực tiếp ra tay cướp đoạt thì hiệu quả hơn. 20 tỷ lần thứ nhất, 20 tỷ lần thứ hai, 20 tỷ lần thứ ba, chốt. Đấu giá viên gõ búa,
Phiên ngọc rồng này được Diệp Phàm mua với giá trên trời. Cảm ơn các quý vị đã tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở buổi đấu giá lần sau. Tiếp theo mời các vị khách đã đấu giá vật phẩm đi theo nhân viên tới hậu trường tiến hành giao dịch. Đấu giá viên nói. Sau đó, Diệp Phàm đi theo nhân viên của hội đấu giá tới hậu trường, lấy tấm thẻ chí tôn kia ra quẹt trả 26 tỷ 500 triệu. Một lần quẹt thẻ này đã quẹt bay một công ty cỡ lớn. May mà Điện Long Vương có căn cơ hùng hậu, nếu không thì chẳng gánh nổi hắn quẹt thẻ như thế. Tiên sinh, đây là 4 vật phẩm đấu giá của anh, xin hãy nhận lấy. Nhân viên của hội đấu giá giao đoản kiếm màu đen, cỏ thiên thủy, nước mắt thiên sứ và ngọc rồng cho Diệp Phàm. Tiên sinh, bởi vì hôm nay anh tiêu phí vượt mức nên nhận được một tấm thẻ VIP Kim Long có cấp bậc cao nhất Thương hội Thiên Long, mà hội đấu giá Thiên Long thuộc Thương hội Thiên Long. Sau này anh chi tiêu ở bất cứ sản nghiệp nào thuộc Thương hội Thiên Long đều được hưởng đãi ngộ của khách VIP với cấp bậc cao nhất. Nhân viên kia lấy ra một tấm thẻ có hình Kim Long lấp lánh đưa cho Diệp Phàm. Cảm ơn. Diệp Phàm nhận tấm thẻ VIP kia rồi cầm 4 vật phẩm đấu giá đi ra ngoài. Trong một căn phòng khác, đấu giá viên Nhan Hòa ngồi uống trà. Một người đàn ông trung niên mặc trường sam đứng trước mặt ông ta, tò mò hỏi. Nhan lão, tại sao ông lại tặng thẻ VIP Kim Long cho chàng trai kia? Mặc dù hôm nay cậu ta chi tiêu không ít, nhưng không đến mức nhận được thẻ VIP Kim Long chứ. Thương hội Thiên Long là thương hội cao cấp đứng đầu Long Quốc, sản nghiệp dưới trướng trải khắp toàn quốc. Hội đấu giá Thiên Long chỉ là một trong số những sản nghiệp của Thương hội Thiên Long, nhưng lợi nhuận hàng năm tương đương với tổng giá trị của một tập đoàn cỡ lớn ở Long Quốc. Mà toàn bộ tài sản của Thương hội Thiên Long cộng lại chiếm 50% GDP Long Quốc, có thể sánh với các tài phiệt ẩn thế đỉnh cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, ở Long Quốc Thương hội Thiên Long rất kín tiếng, tuy sản nghiệp nhiều nhưng không có nhiều người biết những sản nghiệp này thuộc Thương hội Thiên Long. Chỉ có các nhân vật quyền quý chân chính mới biết Thương hội Thiên Long rất đáng sợ, tuyệt đối là một gã khổng lồ. Thẻ VIP của Thương hội Thiên Long chia thành 5 cấp bậc, Ngân Long, Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long, Kim Long. Cấp bậc càng cao chứng tỏ thân phận càng cao quý. Cho dù là danh gia vọng tộc ở đế đô cũng chỉ có một tấm thẻ VIP Bạch Long hoặc Hắc Long là cùng. Số lượng thẻ VIP Kim Long có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, Nhan lão là nhân vật cấp cao trong Thương hội Thiên Long không chỉ đích thân làm đấu giá viên, mà còn tặng một tấm thẻ VIP Kim Long cho một chàng trai, điều này khiến thuộc hạ cực kỳ kinh ngạc. Có một số chuyện tốt nhất là đừng hỏi nhiều biết chưa? Nhan Hòa nhìn người đàn ông trung niên, đối phương hơi run rẩy, vội vàng gật đầu. Ở một nơi khác, Diệp Phàm cầm vật đấu giá ra khỏi hậu trường, đi tới bên cạnh đường Sở Sở, bà xã ơi, đeo chiếc vòng nước mắt thiên sứ này lên nào. Diệp Phàm tự tay đeo món trang sức cao cấp trong giới trang sức này cho đường Sở Sở. Đẹp không anh? Đường Sở Sở vuốt ve chiếc vòng cổ trị giá 5 tỷ này, căng thẳng hỏi. Vợ anh xinh thế này, đeo gì cũng đẹp. Diệp Phàm mỉm cười. Thiếu phu nhân đeo nước mắt thiên sứ quả là tuyệt phối. Khương Uyên khen ngợi. A Cơ ở bên cạnh không giấu được ánh mắt hâm mộ. Đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Phàm nắm tay đường Sở Sở định rời đi. Diệp Thiếu, lần này anh đấu giá được Ngọc Rồng, e là có không ít người đang để mắt đến anh nên cẩn thận chút. Mộc Thần đi tới, nói với Diệp Phàm. Thiếu chủ, có cần triệu tập một số người đến đây không? Khương Uyên hỏi Diệp Phàm. Một lũ kiến hôi, không cần để ý. Diệp Phàm khinh thường. Bọn họ đi thẳng ra ngoài hội đấu giá. Khi ra khỏi hội đấu giá, bọn họ phát hiện xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí không thấy một bóng người. Thiếu chủ, tình hình bất thường. Khương Uyên cảnh giác nói. Vèo vèo vèo. Một đám người mặc trường sam màu đen, tay cầm trường đao xông tới, ước chừng hơn 100 người, ai nấy đều hùng hổ, ánh mắt sắc bén. Sau đó, đám người này tách sang hai bên, Hạng Hào và lão giả lưng gù kia đi ra. Sao hả, anh không có tiền nên chuyển sang đánh cướp ư? Diệp Phàm nhìn Hạng Hào, cười gằn. Nhóc con, không có ai dám giành đồ với tôi hết. Cậu là người đầu tiên. Hôm nay bản thiếu gia sẽ cho cậu thấy hậu quả của việc giành đồ với tôi. Xông lên, chém tên này thành mảnh vụn cho tôi. Hạng Hào kiêu ngạo quát. À đúng rồi, cô nàng bên cạnh cậu ta trông ngon đấy, đừng làm cô ấy bị thương, vừa hay để cho bản thiếu gia hạ hỏa. Lúc này Hạng Hào mới chú ý tới đường Sở Sở, trong mắt hiện rõ vẻ dâm dê. Mà Hạng Hào không biết rằng câu nói này đã tuyên bố tử hình cho gã.
Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Hạng Hào với đôi mắt ngùn ngụt sát khí. Dám khinh nhờn Sở Sở thì phải chết. Giết! Hơn trăm người cầm trường đao kia xông thẳng về phía Diệp Phàm, khí thế hừng hực, sát khí ngùn ngụt. Đám người này đã trải qua huấn luyện đặc biệt, hơn nữa không ít người đã gần đạt đến thực lực nhân cảnh, thậm chí đã bước vào đẳng cấp nhân cảnh. Lúc này, Diệp Phàm cầm thanh đoản kiếm màu đen vừa mới đấu giá được lên. Đoản kiếm vào tay mang đến cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng Diệp Phàm cầm thanh đoản kiếm màu đen này lại có cảm giác sát thần trên nhân thế. Xoẹt xoẹt xoẹt, phụt phụt phụt. Diệp Phàm bước ra một bước, đoản kiếm màu đen vạch ra một vệt sáng đen. Tức thì trường đao trong tay mười mấy người xông lên phía trên đồng loạt gãy lìa. Cổ họng phụ máu, mắt trợn to, tất cả đều ngã ra đất. Kế tiếp, Diệp Phàm nhảy vào trong đội ngũ hơn trăm người, biến thành sát thần điên cuồng ra tay. Sau khi thanh đoản kiếm màu đen trong tay hắn dính máu, nó bắt đầu phát ra ánh sáng kỳ lạ, trở nên cực kỳ đáng sợ. Thoát cái hơn trăm cao thủ tinh nhuệ của Bá Vương Minh mà Hạng Hào dẫn tới đã chết thảm dưới lưỡi kiếm của Diệp Phàm, không hề có sức phản kháng nào. Chết tiệt, không ngờ thằng nhãi này lại mạnh như vậy. Khôi lão lên đi. Hạng Hào sầm mặt nói với lão giả lưng gù bên cạnh. Lão giả này được ba gã phái tới chuyên bảo vệ gã, là một cao thủ chính hiệu. Lão giả lưng gù nhìn Diệp Phàm, bước từng bước về phía đối phương. Mỗi bước đi, khí tức trên người lại mạnh thêm một phần. Đến khi lão giả đến trước mặt Diệp Phàm, khí tức trên người đã tích lũy đến đỉnh cao, toát ra cảm giác áp lực cực kỳ đáng sợ. Thực lực của ông ta đã vượt qua nhân cảnh tầng 7. Lão giả thình lình ra tay, một chưởng chấn động, sấm sét nổ vang. Một chưởng này trực tiếp tấn công Diệp Phàm, cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm vừa mới giết chết người cuối cùng trong nhóm hơn trăm người kia, một chưởng của lão giả đã ập tới trước mặt khiến hắn không thể né tránh. Phập! Nhưng khi một chưởng này của lão giả chỉ còn cách Diệp Phàm một tấc thì đột nhiên khựng lại. Chỉ thấy thanh đoản kiếm màu đen trong tay Diệp Phàm đã đâm vào ngực ông ta từ lúc nào, một kích lấy mạng. Lão giả mở to mắt nhìn Diệp Phàm, lập tức ngã xuống đất. Khôi lão! Hạng Hào thấy Khôi lão chết thảm thì biến sắc, vẻ mặt hết sức khó coi. Gã không ngờ ngay cả Khôi lão cũng không phải đối thủ của Diệp Phàm. Sao có thể chứ, cậu? Phập! Hạng Hào nhìn Diệp Phàm, đang định nói gì đó nhưng có một vệt sáng màu đen phóng tới. Thanh đoản kiếm màu đen kia đâm thẳng vào tim gã, giết chết gã. Vị thiếu chủ Bá Vương Minh này bị giết trong nháy mắt, cơ thể cứng đờ ngã xuống. Diệp Phàm đi đến định rút thanh đoản kiếm màu đen kia ra. Kết quả là một vệt kiếm sắc bén bất chợt hiện ra, một người đàn ông mặc trường sam màu xám đột nhiên xuất hiện ở đây, cầm trường kiếm tấn công Diệp Phàm. Là gã, tên thuộc hạ kia của Long Thủ Phần Diễm đang định lén lút ra tay với Diệp Phàm. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mặc trường sam màu xám này, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức dừng tay, a. Diệp Phàm nghiêng mình sang một bên, tránh thoát đường kiếm này. Người đàn ông này cầm một thanh kiếm dài, lao về phía Diệp Phàm, kiếm pháp sắc bén, quyết đoán, nhanh như gió. Nhưng cho dù kiếm pháp của hắn ta nhanh đến đâu cũng không thể động đến một góc áo của Diệp Phàm. Kiếm pháp quá rác rưởi. Diệp Phàm lắc đầu nói, nhãi danh. Miệng lưỡi rất sắc bén. Người đàn ông mặc áo xám nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt lạnh lùng, tốc độ ra kiếm càng nhanh. Diệp Phàm lắc người đi đến trước mặt Hạng Hào, rút ra một thanh kiếm ngắn màu đen, đâm ra. Keng! Kiếm trong tay người đàn ông mặc áo xám bị đánh bay. Giây tiếp theo, cổ của người đàn ông này bắn tung tóe máu, hai tay che lại cổ họng, đôi mắt trừng to, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không kịp nói một câu đã ngã xuống đất. Long tướng đại nhân, đám người lao đến trước mặt người đàn ông này. Một người trong đó nhìn Diệp Phàm, vừa sợ vừa tức, mày dám giết phong kiếm long tướng, kiếm lãng long đầu sẽ không bỏ qua cho mày. Thì ra là người của Điện Long Vương. Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một người đàn ông trung niên mang theo khí thế quyết đoán sắc bén, đi đến gần Diệp Phàm, loại khí thế này càng thêm mãnh liệt, như hình thành một khí tràng vô hình bao phủ Diệp Phàm. Người này là người bên thiếu chủ quân Thanh Long. Giao ra ngọc rồng. Người đàn ông trung niên lạnh lùng ra lệnh. Ông cũng muốn chết. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Người đàn ông trung niên này tung ra một quyền đánh về phía Diệp Phàm. Một quyền này ẩn chứa khí thế mãnh liệt, không khí bị căng vỡ. Uy lực của một quyền này ít nhất là nhân cảnh cửu trọng. Diệp Phàm cũng tung ra một quyền,
va chạm với nắm tay của đối phương. Người đàn ông trung niên này bị đấm bay ra ngoài khoảng mấy chục mét, nện xuống mặt đất phun máu. Đôi mắt ông ta trừng to, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đi đời nhà ma. Lúc này, thiếu chủ quân Thanh Long nhìn thấy cảnh tượng như này, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt sắc lạnh, nói với cấp dưới bên cạnh, cho người đi điều tra rõ thân phận của người này. Lâm Phong trốn trong tối định ra tay giết Diệp Phàm, kết quả nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Diệp Phàm, dừng tay lại. Mặc dù hắn ta cảm thấy trong số những người trẻ tuổi, thực lực của mình cũng coi như đứng đầu, không hề thua kém với những thiên kiêu của dòng chính Lâm Phiệt. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Phàm thể hiện sức mạnh, hắn ta có cảm giác bị đả kích nặng nề. Thực lực của Diệp Phàm làm người xuất sắc của Lâm Phiệt đời ba như hắn ta đánh mất tự tin chiến đấu. Rốt cuộc tên này có địa vị gì? Tại sao thực lực lại mạnh như vậy? Lâm Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên. Bộp bộp bộp. Đột nhiên, một chàng vỗ tay vang lên. Người đàn ông trung niên phòng 303 đi ra, nhìn Diệp Phàm, liên tục vỗ tay, lộ ra sắc mặt thưởng thức, tuổi còn trẻ lại có được thực lực như vậy, rất hiếm thấy. Ông cũng muốn ngọc rồng. Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, nhưng tôi càng tò mò cậu là người của thể lực nào. Có thể bồi dưỡng ra được một thiên tài như cậu, chắc chắn thế lực sau lưng cậu không hề đơn giản. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Phàm với ánh mắt tò mò. Thật vô nghĩa. Diệp Phàm cầm kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Ầm. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Diệp Phàm xuất kiếm, ông ta nghiêng người né tránh, sau đó tung ra một chưởng. Thực lực của người này mạnh hơn những người vừa rồi, đã trên nhân cảnh. Nhưng ở trong mắt Diệp Phàm, chút thực lực ấy không đủ xem. Phụt. Một kiếm này của Diệp Phàm, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Kiếm của hắn đâm vào trong cơ thể của người đàn ông trung niên, ông ta không hề có cơ hội né tránh. Đôi mắt mở to, nhìn Diệp Phàm. Ông ta hoàn toàn không ngờ với thực lực của mình sẽ bị một người trẻ tuổi đánh bại trong một chiêu. Sao có thể? Nhưng dù ông ta khiếp sợ như thế nào, thân thể vẫn ngã xuống mặt đất, tắt thở. Cô muốn làm gì? Đột nhiên, tiếng kêu của Khương Uyên vang lên. Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Khương Uyên và A Cơ ngã trên mặt đất. Còn thiếu nữ loli kia đứng bên cạnh Đường Sở Sở. Lúc này ánh mắt của Đường Sở Sở tan rã, sắc mặt dại ra. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát ý lạnh băng, nhìn thiếu nữ loli, tôi đã cảnh cáo các người đừng động đến người bên cạnh tôi, xem ra cô không nghe lọt. Anh trai, đừng giữ như vậy. Tôi sẽ không thương tổn chị gái này. Chỉ cần anh trai trở về nước Anh cùng với tôi đảm bảo chị gái này sẽ không có chuyện gì. Tất nhiên. Nếu anh trai muốn giết tôi, vậy có lẽ vị tiểu thư này vĩnh viễn không tỉnh lại. Thiếu nữ loli nhìn Diệp Phàm, cười hì hì nói. Sở Sở. Diệp Phàm nhìn về phía Đường Sở Sở, kêu gọi. Nhưng khác với lần trước Trần Tiểu Manh bị đánh thức ngay lập tức, Đường Sở Sở lại không có bất cứ phản ứng gì. Chỉ có tôi mới giải được chiêu này, những người khác không ai có thể giải được. Anh trai đừng lãng phí sức lực, ngoan ngoãn trở về nước Anh với tôi. Tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn chị gái này. Thiếu nữ loli nhìn Diệp Phàm, giọng nói yếu ớt động lòng người. Trở về nước Anh. Tôi thấy cô xuống địa ngục thì đúng hơn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, bay thẳng đến chỗ thiếu nữ loli. Ảo ảnh vô hạn. Thiếu nữ loli kêu lên, hai mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Ở trong mắt Diệp Phàm, thiếu nữ loli phân thân thành vô số, làm người xem hôn mê. Lúc này, một lực lượng thần bí bùng cháy trong cơ thể Diệp Phàm, vô số ảo ảnh của thiếu nữ loli biến mất, chỉ còn lại một cái, còn bản thể của thiếu nữ loli đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, chuẩn bị xuống tay. Diệp Phàm không hề do dự, tung ra một chưởng. Phụt. Thiếu nữ loli không ngờ Diệp Phàm lại phá giải được bí thuật này của cô ta nhanh như vậy, không kịp phòng bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài. Thiếu nữ loli quỳ trên mặt đất, phun máu. Đột nhiên, Diệp Phàm bị một đám người mặc đồ đen bao vây, đám người này chỉ lộ đôi mắt, hai tay nắm đao võ sĩ. Bọn họ là ninja nước Anh. Ninja là một đám cao thủ đặc thù của nước Anh. Bọn họ tu hành nhẫn thuật, có thể che giấu biến hóa thân thể, lực sát thương rất mạnh, nên được gọi là ninja. Đám ninja này đều có thực lực trên nhân cảnh lục trọng, còn có một số người là cao thủ nhân cảnh cửu trọng và bán bộ huyền cảnh. Với thực lực của bọn họ, cộng thêm việc tu luyện nhẫn thuật, bọn họ có thể giết chết cao thủ huyền cảnh. Thiếu chủ cẩn thận, bọn họ là ninja nước Anh, biết nhẫn thuật.
Khương Uyên kêu lên. Đây là nhẫn thuật mà ngũ sư phụ nói. Chỉ là học được chút gia lông của thuật ngũ hành của Long Quốc cũng dám khoe khoang trước mặt tao. Diệp Phàm nhìn đám ninja không ngừng biến hóa, ánh mắt lộ ra sự khinh thường. Đám ninja cầm đao võ sĩ lao về phía Diệp Phàm. Thân hình của bọn họ cực kỳ mờ ảo, làm người không thể nắm bắt chính xác được sự tồn tại của bọn họ, bởi vậy muốn né tránh đòn tấn công của bọn họ là một chuyện rất khó khăn. Nhưng Diệp Phàm không hề tránh, hắn chỉ đứng yên ở đó. Khi đao võ sĩ trong tay đám ninja kia sắp chạm vào cơ thể của Diệp Phàm, thân hình hắn lại biến mất, sắc mặt đám ninja kia thay đổi. Bọn họ lập tức lùi lại. Phụt phụt phụt. Vô số tàn ảnh xuất hiện trước mặt đám ninja này. Giây tiếp theo, Diệp Phàm xuất hiện. Trong tay anh cầm một thanh kiếm ngắn màu đen, trên kiếm dính máu, dần dần dung nhập vào trong thân kiếm. Cổ đám ninja bắn tung tóe máu, ngã xuống đất. Diệp Phàm nhìn thiếu nữ Loli với ánh mắt đầy sát ý, đi đến chỗ đối phương. Anh trai, anh thật sự muốn giết tôi. Anh không sợ chị gái này không tỉnh sao? Thiếu nữ Loli nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Chỉ bằng tí đồng thuật của cô cũng muốn uy hiếp tôi. Diệp Phàm khinh thường, nói. Hắn đâm kiếm về phía đối phương. Đột nhiên thiếu nữ Loli ném ra một thứ, nổ mạnh, hóa thành một đám xương khói, không nhìn thấy gì. Chờ đến khi Diệp Phàm xua tan xương khói, thiếu nữ Loli kia đã biến mất. Chạy rất nhanh. Diệp Phàm nói. Hắn đi đến trước mặt đường Sở Sở, đâm một cây ngân châm vào một huyệt vị nào đó trên đại não. Một phút sau, khi Diệp Phàm nhổ ngân châm, đồng tử tan rã của đường Sở Sở phục hồi lại như bình thường, tỉnh táo lại. Anh Tiểu Phàm, em vừa bị gì vậy? Đường Sở Sở tỉnh lại, nhìn Diệp Phàm, hỏi. Vừa rồi em trúng đồng thuật, bây giờ không sao rồi. Diệp Phàm nói xong, đỡ Khương Uyên và A Cơ lên, hai người bọn họ chỉ bị thương nhẹ. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm nói, chờ đã. Đột nhiên một người mặc quần áo màu đen xuất hiện. Không để yên đúng không? Diệp Phàm nhìn người này, sắc mặt lạnh lùng. Chúng ta là người của sở giám sát, vâng mệnh đến lấy lại Ngọc Rồng, xin phối hợp với chúng tôi, giao Ngọc Rồng ra. Người đàn ông lạnh lùng cầm đầu lên tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, đưa đến trước mặt Diệp Phàm. Sở giám sát. Diệp Phàm nhăn mày lại. Thiếu chủ, sở giám sát là một cơ quan cực kỳ quyền lực ở Long Quốc, ngang với sở tuần tra và một sở khác, là ba sở lớn nhất Long Quốc. Khương Uyên giới thiệu qua với Diệp Phàm. Tôi lấy được Ngọc Rồng, các người nói muốn thì tôi phải đưa. Diệp Phàm nhìn đám người sở giám sát, lạnh nhạt nói. Chúng tôi sẽ bồi thường thích đáng cho cậu, nhưng chúng tôi cần phải mang Ngọc Rồng về, đây là mệnh lên bên trên, cậu muốn đối địch với triều đình. Người đàn ông lạnh lùng kia nhìn Diệp Phàm, nói. Chưa từng có người có thể lấy đồ từ tay tôi, vì các người là sở giám sát, hôm nay tôi không giết các ngươi, cút đi. Diệp Phàm nói, cậu, sắc mặt của người đàn ông này lạnh đi, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy có người dám cãi lại lời của sở giám sát. Nếu cậu không giao Ngọc Rồng ra, vậy. Người đàn ông này vừa mở miệng, Diệp Phàm nhấc chân đạp bay ra ngoài, mấy người khác của sở giám sát cũng bị đá bay, nằm trên mặt đất phun máu. Đối mặt với sở tuần tra Diệp Phàm còn không sơ, nói gì đến sở giám sát chó má này. Đột nhiên. Điện thoại của đường Sở Sở vang lên. Cô nghe máy, cả người run lên, suýt chút nữa không cầm được điện thoại. Vâng, con về ngay đây. Sắc mặt của đường Sở Sở trắng bệch. Sao vậy? Diệp Phàm nhìn cô, hỏi. Tập đoàn đường thị bị người niêm phong. Cha mẹ em và đám người bà nội cùng với toàn bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đường thị đều bị nhốt vào tù. Sắc mặt của Diệp Phàm vô cùng khó coi. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm nhăn mày lại. Không biết, em phải trở về. Đường Sở Sở sốt ruột nói. Bây giờ chúng ta trở về. Diệp Phàm nói. Thánh nữ. Đột nhiên, một đám người nước ngoài xuất hiện, đi về phía đám người Diệp Phàm. Bọn họ nhìn chằm chằm A Cơ, sắc mặt cực kỳ kích động. Tìm chết. Diệp Phàm cho rằng đám người này lại hướng về phía Ngọc Rồng, không nói nhiều, bắn ngân châm ra. Phụt phụt phụt. Ngân châm đâm thẳng vào cơ thể của đám người nước ngoài này. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã ngã trên mặt đất, tắt thở. Tiếp theo, Diệp Phàm mang theo đường Sở Sở và A Cơ trở về Thiên Hải. Lúc ba người Diệp Phàm rời đi, Lý Kiến dẫn theo thành viên của sở tuần tra đuổi đến đây. Khi nhìn thấy thi thể đầy đất, sắc mặt đều thay đổi.
Đội trưởng Tôn, sao anh lại ở đây? Lúc này Lý Kiến nhìn thấy người đàn ông của sở giám sát nằm trên mặt đất, sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy đến. Lý đại nhân, ông đến đúng lúc lắm, nhanh triệu tập người đuổi theo tên nhóc vừa mới rời đi đi. Tên đó đã thương bọn tôi, cầm ngọc rồng đi rồi. Tuyệt đối không thể buông tha. Sắc mặt của người đàn ông này cực kỳ khó coi. Người nọ là ai? Sắc mặt Lý Kiến thay đổi. Lý đại nhân, đó là Diệp Thiếu, chuyện này mấy người đừng nhúng tay. Khương Uyên nói một câu với Lý Kiến rồi rời đi. Lại là cậu ta. Trong đầu của Lý Kiến hiện lên hình ảnh của Diệp Phàm. Đại nhân, người chết ở đây có ninja nước Anh, thiếu chủ bá vương Minh quận Nam Thiên, còn có một vị long tướng của Điện Long Vương. Thành viên sở tuần tra kiểm tra xong thi thể trên mặt đất, nói với Lý Kiến. Không lẽ những người này đều do tên kia giết? Tên kia thật sự không sợ. Rốt cuộc cậu ta có địa vị gì? Sắc mặt Lý Kiến cực kỳ khó coi. Hôm qua vì chuyện Ngụy Thiên Hiền bị giết, ông ta liên hệ với bên trên xin triệu tập cao thủ bắt Diệp Phàm, nhưng được đến câu trả lời bảo ông ta không cần nhúng tay vào chuyện này. Câu trả lời này chứng minh Diệp Phàm tuyệt đối không phải người thường, thậm chí thân phận rất lớn đủ để ảnh hưởng đến sở tuần tra. Nhưng hôm qua tên nhóc này vừa mới làm loạn sơn trang Ngụy thị, giết tổng quản đại nội, hôm nay lại giết nhiều người như vậy, ngay cả Minh thiếu chủ Nam Thiên và Long tướng Điện Long Vương cũng dám giết. Tên này thực sự là một kẻ điên. Mặc dù ông ta từng gặp rất nhiều thiếu gia có thân phận bối cảnh to lớn làm ra một vài chuyện kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ gặp một người không kiêng nể gì như Diệp Phàm. So với Diệp Phàm, đám đại thiếu gia ở đế đô không là gì cả. Lý đại nhân, còn đứng ở đó làm gì? Nhanh cho người đuổi theo. Người đàn ông sở giám sát nhìn Lý Kiến, thúc giục. Đội trưởng Tôn, thân phận của người kia không đơn giản, tốt nhất báo lại với cấp trên rồi mới tiến hành xử lý. Lý Kiến nói. Mấy người là ai? Đột nhiên, người của sở tuần tra lên tiếng. Lý Kiến quay đầu, nhìn thấy một đám người đi đến, là thiếu chủ quân Thanh Long và thuộc hạ. Thiếu chủ quân Thanh Long bước lên phía trước, đi đến bên cạnh thi thể của người đàn ông đi theo hắn ta. To gan, vị này chính là thiếu chủ quân Thanh Long. Người bên cạnh thiếu chủ quân Thanh Long quát, thiếu chủ quân Thanh Long. Lý Kiến nghe vậy vội vàng đi đến trước mặt vị thiếu chủ này, cậu là con trai của quân chủ quân Thanh Long, Mục Thiếu Kiệt. Đúng vậy, hắn là người của quân Thanh Long, tôi muốn mang về. Mục Thiếu Kiệt nhìn thi thể của người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, sắc mặt tối tăm. Không lẽ cũng do Diệp Phàm giết? Lý Kiệt nhìn thi thể quân Thanh Long trên mặt đất, sắc mặt thay đổi. Ông quen biết người đó. Mục Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm Lý Kiến, sắc mặt lạnh lẽo. Biết, cậu ta tên là Diệp Phàm, là bạn trai của chủ tịch tập đoàn Đường Thị Thiên Hải, hôm qua vừa mới giết tổng quản đại nội Ngụy Thiên Hiền. Mục Thiếu, thân phận của người này không đơn giản, nếu cậu muốn tìm cậu ta trả thù, xin hãy suy xét. Lý Kiệt nhắc nhở Mục Thiếu Kiệt. Ông ta sợ nếu thiếu chủ quân Thanh Long đi tìm Diệp Phàm báo thù, sợ rằng chết thẳng cẳng. Nếu Mục Thiếu Kiệt chết, cha của hắn ta, quân chủ quân Thanh Long, một trong bốn chiến thần của Long Quốc tuyệt đối sẽ không để yên, đến lúc đó toàn bộ quân Thanh Long xuất quân, cả Long Quốc sẽ đại loạn. Diệp Phàm, tao nhớ kỹ mày. Tên đó giết người của quân Thanh Long, chuyện này sẽ không yên. Mục Thiếu Kiệt lạnh lùng nói, mang theo thi thể của người đàn ông kia rời đi. Chủ nhân. Lúc này, cấp dưới của người đàn ông trung niên phòng 303 nhìn thấy thi thể của chủ nhân mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Kiến nhìn về phía cấp dưới kia, nói, đây là... Chủ nhân là người của Võ Phiệt. Cấp dưới nói, Võ Phiệt. Cả người Lý Kiến cứng đờ. Võ Phiệt. Đó là một trong 9 môn phiệt ở Long Quốc, áp đảo 10 thế gia lớn. Người của một thế lực siêu cấp như vậy lại bị Diệp Phàm giết. Lúc này... Lý Kiến đã kinh sợ không nói lên lời. Ông ta chỉ biết, sợ rằng Long Quốc sắp loạn. Mấy tiếng sau, Thiên Hải. Diệp Phàm lái xe, đi với tốc độ nhanh trở về nơi này. Bọn họ đi thẳng vào nhà họ Đường. Nhưng bây giờ nhà họ Đường cực kỳ hỗn loạn, chỉ còn lại một vài người hầu. Đám người Diệp Phàm biết được mọi chuyện từ đám người hầu, đám người Đường lão phu nhân bị Tổng Tốc Thiên Hải bắt đi. Đi, đi phủ Tổng Đốc. Diệp Phàm nói. Thiên Hải, phủ Tổng Đốc. Lúc này, Tổng Đốc Thiên Hải, Hầu Đông Hải, còn có Đô Đốc, Sai Quyền và các quan chức cấp cao của Thiên Hải đều cung kính đứng trước mặt một người đàn ông. Người đàn ông này chính là Tam gia nhà họ Minh.
Chủ tịch tập đoàn Đường Thị, hung thủ quan trọng như vậy mà các người không bắt được sao? Đúng là lũ vô dụng. Tổng đốc như ông có tác dụng gì? Tam gia nhà họ Minh tức giận nhìn Hầu Đông Hải. Đại nhân, ngài nói đúng, là thuộc hạ không làm trong bổn phận, tôi đã phái thêm người đi tìm Đường Sở Sở rồi, nhất định sẽ mau chóng bắt về quy án. Hầu Đông Hải nói, trong đan chú nhan của tập đoàn Đường Thị có độc, hại ba tôi bây giờ sống chết cũng chưa biết, chủ tịch Đường Thị là kẻ giết người tội nặng nhất, nhất định phải bắt được cô ta, nếu như ba tôi có chuyện gì, vậy thì tất cả mấy người đều phải chôn cùng ông ấy. Đương nhiên, nếu như không bắt được thì kết cục của mấy người cũng sẽ như vậy. Tam gia nhà họ Minh lạnh lùng nhìn đám quan chức của Thiên Hải. Ai nấy đều run rẩy, vội vàng gật đầu. Đột nhiên, trong phủ tổng đốc truyền ra một tiếng nổ. Tổng đốc, không xong, không xong rồi. Rất nhanh, hộ vệ phủ tổng đốc vội vã chạy tới, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Có chuyện gì xảy ra? Hầu Đông Hải hỏi, có người xông vào phủ tổng đốc. Hơn nữa, chủ tịch tập đoàn Đường Thị Đường Sở Sở cũng có mặt ở đó. Tên hộ vệ đáp, cái gì, Đường Sở Sở xuất hiện, lập tức cho người bắt lấy cô ta, Tam gia nhà họ Minh trực tiếp quát. Rõ. Hầu Đông Hải gật đầu, tất cả đều đi ra ngoài. Trong phủ tổng đốc lúc này, Diệp Phàm mang Đường Sở Sở xông vào bên trong, toàn bộ thị vệ trong phủ đều bị đánh bay ra ngoài, từng người một nằm trên mặt đất nôn ra máu. Rất nhanh, nhóm người Hầu Đông Hải đã xuất hiện. Các người thật to gan, dám ra tay ở phủ tổng đốc, có biết đây là tội lớn không? Hầu Đông Hải oai phong nhìn Diệp Phàm. Sài Quyền ở ngay phía sau Hầu Đông Hải, trông thấy Diệp Phàm thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tổng đốc, tôi muốn biết vì sao các ông lại muốn bắt người nhà họ Đường, còn niêm phong tập đoàn Đường Thị, bắt toàn bộ nhân viên cấp cao của tập đoàn, chuyện gì đã xảy ra? Hy vọng ông có thể cho tôi một lời giải thích. Đường Sở Sở nhìn Hầu Đông Hải nói. Giải thích. Trong đan chú nhan của các người có độc, ba tôi dùng xong thì tính mạng bị đe dọa, lẽ nào các người không nên bị bắt hay sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như ba tôi xảy ra chuyện gì bất chắc, tất cả các người đều phải chôn cùng ông ấy. Giọng nói lạnh lùng của Tam gia nhà họ Minh vang lên, ông ta trực tiếp bước ra ngoài. Là ông. Diệp Phàm nhìn thấy ông ta, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Tam gia nhà họ Minh trông thấy Diệp Phàm cũng rất ngạc nhiên, hóa ra là cậu, các người lại cùng một ruột. Chúng độc. Sao có thể? Trong đan chú nhan sao lại có độc được? Vẻ mặt Đường Sở Sở thay đổi, cô khiếp sợ nói. Chủ tịch Đường, ông cụ Minh quả thực là chúng độc do dùng đan chú nhan, hiện tại còn đang cấp cứu, vậy nên chúng tôi mới niêm phong Đường Thị. Hầu Đông Hải trầm giọng nói. Đừng phí lời với bọn họ, bắt người cô ta và tên kia lại cho tôi. Tam gia nhà họ Minh chỉ tay vào Đường Sở Sở và Diệp Phàm. Rõ. Tới. Hầu Đông Hải gật đầu đồng ý, kết quả Sài Quyền vội vàng giữ ông ta rồi nói nhỏ bên tai. Vẻ mặt Hầu Đông Hải lập tức thay đổi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Sao còn chưa chịu ra tay? Tam gia nhà họ Minh lớn tiếng quát. Đại nhân, cậu ta. Ánh mắt Hầu Đông Hải đầy vẻ xoắn xuýt. Bên là một trong những gia tộc quyền quý ở đế đô, không đắc tội nổi. Bên là người của Bách Hoa Lâu, ông ta cũng không đắc tội được. Cả hai bên đều không thể. Tổng đốc rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bộp. Diệp Phàm bước lên trực tiếp bóp cổ Tam gia nhà họ Minh, hắn lạnh giọng nói, tôi không quan tâm ai trúng độc, lập tức thả toàn bộ người, hủy niêm phong tập đoàn Đường Thị cho tôi. Không được kích động. Hầu Đông Hải nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt liền thay đổi. Thằng khốn, mày dám. Tam gia nhà họ Minh giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ông ta không ngừng vùng vẫy. Bỏ Tam gia ra. Đám thủ vệ nhà họ Minh thấy vậy liền vội vàng xông về phía Diệp Phàm. Bịch. Diệp Phàm vung tay, hất ông ta ra ngoài, toàn bộ đám thủ vệ ngã lăn trên mặt đất. Phụt. Vị Tam gia này bị nện xuống đất không ngừng nôn ra máu. Thả người. Không thả thì chết, Diệp Phàm lạnh như băng quát, kẻ nào dám thả người. Tam gia nhà họ Minh kêu lên với vẻ mặt đầy dữ tợn. Xem ra ông thật sự muốn chết. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sát ý, hắn muốn giết chết người này. Anh Tiểu Phàm, trước tiên không nên kích động. Đường Sở Sở vội vàng khuyên nhủ. Diệp Thiếu, đừng kích động. Chuyện này chủ yếu là bởi vì ông cụ Minh dùng đan chú nhan bị trúng độc, thế nên nhà họ Minh mới mệnh lệnh cho chúng tôi bắt người nhà họ Đường, niêm phong Đường Thị. Nếu như ông cụ Minh không sao thì chúng tôi sẽ thả người,
đồng thời cũng gỡ bỏ niêm phong. Hầu Đông Hải nói với Diệp Phàm. Đúng thế, Diệp thiếu, bây giờ cậu giết ông ấy chỉ khiến cho mọi chuyện càng hỏng bét hơn. Sai Quyền vội vàng phụ họa. Nếu hôm nay Tam gia chết ở đây, vậy thì tất cả chúng tôi đều xong đời. Hừ, chẳng qua cũng chỉ trúng độc mà thôi. Ông cụ Minh ở đâu, dẫn tôi đi. Diệp Phàm nhìn về phía Tam gia, lạnh giọng nói, mày muốn làm gì? Tam gia nhà họ Minh lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Nếu như ông muốn cứu ông cụ nhà các người thì đừng có phí lời, lập tức dẫn đường. Diệp Phàm đáp. Ánh mắt Tam gia nhìn về phía Diệp Phàm không ngừng lóe lên, cuối cùng nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, dẫn theo Diệp Phàm, Đường Sở Sở, đám người hầu Đông Hải tới bệnh viện Nhân dân Thiên Hải. Trong phòng bệnh của ông cụ Minh, trên trán Hoa Ân đã lấm tấm mồ hôi, ông đang châm cứu chữa trị cho ông cụ Minh. Tất cả người nhà họ Minh đều mang vẻ mặt thấp thỏm lo lắng. Sau đó, Hoa Ân rút kim bạc ra, thở dài. Viện trưởng Hoa, ba tôi thế nào rồi? Lão đại nhà họ Minh hỏi. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức, ông cụ chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Người nhà có gì muốn nói thì mau sớm nói với ông ấy đi. Hoa Ân lắc đầu. Soạt. Vẻ mặt người nhà họ Minh lập tức thay đổi, bọn họ có một loại cảm giác như trời sập. Còn một hơi thở cũng không cứu được, y thuật của ông cũng quá nát rồi. Một giọng nói xem thường bỗng nhiên vang lên. Đám người Diệp Phàm xuất hiện trong phòng bệnh. Diệp công tử, cậu tới rồi. Hoa Ân trông thấy Diệp Phàm thì hai mắt sáng lên. Cậu là ai? Lão đại nhà họ Minh nhíu mày nhìn Diệp Phàm. Cậu ấy là vị mà tôi đã từng nhắc tới, người có thể cứu được ông cụ. Diệp công tử, xin cậu hãy ra tay cứu ông cụ Minh. Hoa Ân cầu xin Diệp Phàm. Tránh ra. Diệp Phàm đi thẳng tới trước giường bệnh. Hắn cũng không xem qua thân thể của ông cụ Minh, Diệp Phàm thẳng tay vung ba cây châm bạc đâm vào ba vị trí huyệt vị khác nhau.